Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Hắn xuyên không tới một thế giới võ đạo, một nơi có yêu có quỷ, chỉ là chúng đang còn ngủ đông mà thôi. Tại đây, hắn trở thành một người bình thường, hàng ngày chỉ đi săn bắt nuôi sống bản thân và gia đình. Vốn là, hắn nghĩ rằng sẽ phải cầu sinh gian khổ, nhưng sau khi có được nương tử, hắn mới nhận ra là bàn tay vàng của mình khoan thai đến chậm. Vậy, hắn đến thế giới này như thế nào? Hành trình trở thành cường giả ra sao, mời quý đạo hữu cùng nhập đạo. Nguyên Ca Nhi, trong nhà sắp hết lương để ăn rồi. Triệu Vân mơ màng không tỉnh, bên tai nghe được âm thanh của nữ nhân, âm thanh tựa như từ ngoài biển khơi vang vọng vỗ vào bờ, phiêu miểu kỳ ảo, thần bí mê hoặc, như lại chỉ nghe được tiếng hải lưu rì rào từ trốn biển sâu. Nương theo thanh âm này, hắn tựa như bị chiêu hồn, mờ mịt vô tri bay ra biển, một chút ký ức cũng theo đó tràn về. Hắn nhớ hắn đang uống rượu, trong buổi họp lớp bạn cũ một thời, bây giờ đã có không ít người trở nên nổi bật và thành công, mà hắn, trước kia là lớp trưởng, bây giờ lại cầm dao mổ lợn. Cho nên, hắn mượn rượu giả ngu, cúi đầu và chỉ nốc rượu. Sau đó, hình ảnh tựa như kính vỡ. Nguyên Ca Nhi, nếu ngươi không ra ngoài săn thú, chúng ta đều sẽ chết đói. Gần đây trong thôn không có nhiều người cần viết chữ, ta không kiếm được tiền, thật xin lỗi." Giọng nói của nữ nhân kia lại vang lên, mang theo vẻ áy náy. Nguyên Ca Nhi là ai? cô ấy đang gọi ai triệu vân rất tò mò ngay sau đó tựa như để trả lời câu hỏi của hắn vô số trí nhớ cuồn cuộn xâm nhập vào trong đầu hắn những tin tức xa lạ này để cho hắn trong vài phút ngắn ngủi trải qua nhân sinh của một người nào đó triệu vân hiểu rồi thì ra nguyên ca nhi chính là hắn hắn đã xuyên không nguyên ca nhi tên là lý nguyên là một thợ săn ở huyện sơn bảo này sở dĩ làm thợ săn cũng là bởi vì trong nhà có huyện lệnh tiền nhiệm phát cho một tờ giấy chuẩn săn lệnh Ba năm trước, ôn dịch hoành hành qua huyện Sơn Bảo, cha mẹ Lý Nguyên không thoát khỏi thiên tai. Cha mẹ chết, còn hắn phải tiếp tục sống. Lý Nguyên không biết làm gì khác, đành phải nhắm mắt lên núi săn thú. Về phần nữ nhân này, là một vị bạn cũ của hắn đã lưu lại trước khi đi xa. Người bạn cũ kia rất có phong phạm hiệp khách, làm người cũng giống như người giang hồ. Lý Nguyên rất bội phục người này, trước đây khi uống rượu không ít lần nói chuyện thẳng thắn chân thành. Nhưng nữ nhân này ở lại đây đã gần 2 năm, vị bạn cũ kia vẫn chưa trở về. Lý Nguyên hiểu được, sợ không phải là lưu lại, mà là phó thác. Nữ nhân tên là Diêm Ngọc, năm nay 20 tuổi, sinh nhi thanh tú, nhưng vì suy dinh dưỡng nên có chút gầy gò. Ngày thường mặc áo nông thôn màu xanh vải trắng, quần đen bó sát che lấy chân dài, đứng dưới ánh mặt trời vàng trói, cũng được coi là một cô gái nông thôn xinh đẹp động lòng người. Diêm Ngọc biết viết chữ, cho nên thông qua viết thư giúp người khác để kiếm chút tiền đồng. Lúc Lý Nguyên ra ngoài săn bắn, nàng ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt rũ nấu cơm, Chịu thương chịu khó. Nhưng đầu đông năm nay, Lý Nguyên đi ra ngoài săn thú, bị một con lợn rừng lớn phát điên làm kinh hãi, xém chết chạy thoát trở về nhà, sau đó bệnh nặng một hồi. Hôm nay thấy có hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng mới đứng dậy, trời xoay đất chuyển, ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó, Triệu Vân liền xuyên qua, lúc này, Triệu Vân vẫn phải mất một lát mới tiếp nhận được sự thật này. Hắn cố gắng mở mắt ra, thấy rõ thôn cô xinh đẹp nhỏ gầy trước mặt, lại nói tiếp, nữ tử này còn lớn hơn hắn 3 tuổi cho nên ngày thường hắn hay gọi là diêm tỷ không sao chứ lý nguyên hay là hôm nay ngươi nghỉ ngơi thêm đi ta sang nhà vương thẩm sát vách xem có thể mượn hai ngày ngô hay không không có ngô mượn chút đậu cũng được diêm tỷ giờ ta đi săn trước săn được thì không cần mượn triệu vân hoặc là lý nguyên hít sâu một hơi nếu đã đi tới thế giới này dù sao cũng phải đi ra ngoài quan sát mới được vậy nguyên ca nhi nhớ phải cẩn thận mùa đông này trên núi vốn không nhiều con mồi dám đi lại nếu không phải là da dày thịt béo thì cũng chính là loài hung mãnh diêm ngọc có chút lo lắng đối với nàng mà nói lý nguyên đã là nam nhân duy nhất mà nàng có thể dựa vào lý nguyên không nói gì hắn yên lặng cầm lấy cung săn treo trên tường lại cầm lấy ống tên sờn ra và một cái túi nhỏ bên cạnh ống tên cắm năm mũi tên đầu được mài sắc nhọn trong túi này vốn có 15 mũi nhưng khi bị heo rừng đuổi đã rớt 10 mũi hiện tại còn lại năm mũi tên đã là không tệ rồi trong túi là hai viên đá nhỏ bắn đá có thể giữ được da lông con mồi không bị hỏng, do đó bán với giá tốt hơn. Hắn đẩy cửa ra. Ngoài cửa có một sợi dây thừng, trên dây thừng có thắt một cái vòng cổ. Trước kia hắn từng nuôi một con chó vàng, cũng chính là mùa thu năm nay, nó trung thành hộ chủ, kết quả bị gấu đen điên cuồng đập chết. Nếu không phải như thế, mùa đông này, hắn cũng không đến mức bị lợn rừng đuổi. Nút thắt dây thừng thê lương lắc lư trong gió, gõ vào tường gỗ, vang lên âm thanh cộc cộc nhẹ nhẹ, sống tiếp. Lý Nguyên Thu tầm mắt lại, lấy cái đao bổ củi cạnh tường dắt vào bên hông rồi lại cầm một cây đinh ba nhìn tới đường núi xa xa bước chân đi ra ngoài hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh chỗ hắn đang ở là tiểu mạc sơn thuộc huyện sơn bảo mặc dù không phải xóm nghèo nhưng cũng chỉ hơn xóm nghèo một chút xíu hiện tại lý nguyên cần làm là tăng cường bản lĩnh kiếm nhiều tiền hơn sau đó chọn ngày lành tháng tốt cưới diêm ngọc rồi chuyển tới ngân khê sinh hoạt chị an ở ngân khê tốt hơn tiểu mạc sơn này nhiều nhưng muốn qua đó được thì phải có quan hệ không có, vậy thì cần bạc. Đáng tiếc, bản lĩnh săn thú của hắn không cao, khó mà tích góp đủ tiền bạc. Lý Nguyên thở ra một hơi, bỏ đi tạp niệm, dựa theo kinh nghiệm trong đầu, vừa quan sát xung quanh vừa đi lên núi, đi qua sơn khẩu, tới chút nữa, vào hẻm núi chính là thực sự tiến vào núi lớn. Bóng núi xế tả. Ngày nhanh chóng đi qua. Trạng vạng tối, Lý Nguyên lê thân thể mệt mỏi trở về nhà. Cái gì cũng không săn được. Mùa đông trên núi vốn đã ít dã thú, càng gần vùng núi có người ở thì lại càng ít. Lần trước, con lợn rừng kia cũng là vì hắn đi tới ngọn núi thứ hai mới gặp được. Nhưng hôm nay, hắn không mạo hiểm đi sâu vào. Trong phòng, Diêm Ngọc thấy hắn về tay không, không hề nói gì, đi tới trước gương đồng, lấy nhúm cho gỗ ở trong chậu bôi lên mặt, rồi nghiêng đầu nhìn Lý Nguyên, hỏi. Nguyên ca nhi, có xấu hơn không? Lý Nguyên nhìn sang, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Diêm Ngọc trở nên xám xịt, giống như người bị bệnh. Hắn gật gật đầu, thở dài nói. Diêm tỷ làm phiền tỷ rồi." Diêm Ngọc mỉm cười, nháy mắt nói, "Ta sang nhà Vương Thẩm mượn chút lương, sẽ về liền." Dứt lời, nàng liền cầm cái bát, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Diêm Ngọc trở về, nhưng trong chén chỉ chứa một ít hỗn hợp. Ngô chỉ có một ít, còn lại chủ yếu là khang cốc và hạt đậu. Khang cốc là gì? "Chú, cám lợn, heo thường ăn." Là phần cặn của lương thực, khó mà nuốt xuống, nếu bịt mũi thì vẫn có thể nuốt được. Mùa thu năm nay trong huyện mất mùa, lương thực không nhiều, giá gạo tăng lên, vụn cám cũng theo đó mà tăng giá. Nguyên ca nhi, chút nữa ta lựa đậu ra, nấu cho ngươi chén cơm đậu, Diêm Ngọc nói. Lý Nguyên nói, nấu chung đi, chúng ta ăn chung. Sau bữa ăn, Lý Nguyên nằm trên giường, lúc chưa chăn mền đã được hông khô dưới mặt trời, ngủ cũng coi như thoải mái. Nhưng ở dưới mền là cỏ tranh bệnh, có hơi lạnh. Hắn rụt người lại, cô quấn mình trong chân càng nhiều càng tốt, không nhúc nhích, giữ lại chút hơi ấm. Thật lâu, Hắn cười nhạo chính mình. Hắn hai mắt đen thui đi tới dị giới, muốn sống sót đều gian khổ, tựa như còn không thoải mái bằng làm đồ tể. Đây cũng không phải là chán nản. Phàn nàn vẫn phải phàn nàn, chờ sáng mai phải nghĩ cách. Giữa cái trời đông này, làm sao mà đi săn được? Nhưng nếu không đi săn, vậy làm cái gì giờ? Thời đại này, ngay cả nhà địa chủ cũng không thiếu người, muốn bị người bốc lột còn không có ai thèm, trừ phi tự bán chính mình. Ở trong trí nhớ, Lý Nguyên biết được một số việc. Có mấy nhà ở Tiểu Mạc Sơn đã lặng lẽ bán người trong nhà đi, có bán con trai có bán con gái, thậm chí bán cả lão bà. Hoàn cảnh như vậy, nhà vương thẩm cho mượn chút lương đã là không tệ rồi. Ngủ thôi, thiếu niên nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa. Tới nửa đêm, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cửa kéo kẹt. Hắn mở mắt ra, thấy trong bóng tối, một bóng người quen thuộc đột ngột đi tới. Bóng người kia tiến tới giường, lôi kéo đệm chăn, ngượng ngùng và gấp gáp nói. Nguyên ca nhi, ta muốn cùng ngươi vừa nói nàng dỡ chân lên trực tiếp chui vào diêm tỷ nguyên ca nhi màn đêm trở nên nóng này thẳng tới khuya mới yên lặng như tờ diêm ngọc mỏi mệt và vui vẻ ngủ trong ngực của lý nguyên trong chăn nóng hừng hực sáng sớm ánh sớm ban mai từ khe cửa chiếu rọi mà vào in lên mặt lý nguyên lý nguyên mở mắt ra đột nhiên hắn ngẩn cả người trước mắt hiện ra một dòng chữ ngài trải qua một đêm êm dịu với diêm ngọc thu được năm điểm trống ngay sau đó lại hiện ra một tấm bảng điều khiển. Tên, Lý Nguyên. Điểm hiện có, 5. Cảnh giới, không nhập phẩm. Công pháp, không. Kỹ năng, xã tiễn sơ cấp, 6 phần 10, truy tung sơ cấp, 4 trên 10. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa. Chú, hệ thống hiện chỉ khóa lại một đạo lữ là Diêm Ngọc. Sau mỗi ngày, điểm cộng thêm được tính dựa vào mức độ vợ chồng hòa thuận, không phải 30 to win đâu nhé. Sau khi xem xong giao diện, lý nguyên nhìn thấy có một chữ số chữ số ấy đang bay lượn ở bên người diêm ngọc là không ngã một hắn vươn tay để bắt lấy năm ngón tay lướt xuyên qua chữ số không ngã một này hắn chợt nghĩ nhìn vào chính mình cũng thấy có không ngã một đang bay chữ số này là lý nguyên khẽ niệm trong lòng chữ số này liền biến mất rồi lại niệm nó lại xuất hiện hắn nghĩ tới bảng thông tin mới nãy đột nhiên hiểu ra gì rồi để xác minh suy nghĩ của mình hắn cẩn thận di chuyển cánh tay trái Muốn rút cánh tay ra trong khi không làm phiền đến nữ nhân ở bên cạnh. Nhưng khi hắn vừa động đậy, nữ nhân vẫn tỉnh giấc. Diêm Ngọc lần đầu thử mây mưa, từ một thiếu nữ trở thành một phụ nữ, giảm đi vẻ ngây thơ và tăng thêm một chút thành thục và quyến rũ của mỹ phụ. Nàng dùng đôi mắt ngọt ngào và mê ly nhìn về thiếu niên, nhẹ nhàng nói, "Nguyên Ca Nhi, mới sang sớm, nằm thêm chút nữa đi." Diêm Tỷ, đêm hôm qua. Diêm Ngọc trừng lớn cặp mắt mà nhìn hắn, im lặng một lát rồi than nhẹ, "Dù gì nói, chiều tối hôm qua tỷ đến nhà vương thẩm mượn lương thấy đứa con trai bị bệnh trong nhà lão lâm đã chết ai sinh bệnh nhưng lại không có gì để ăn vậy không phải sẽ chết sao chúng ta còn chưa khổ đến mức đó trong nhà vẫn còn ít tiền dư nhưng nếu dùng hết tiền này thật sự không biết chúng ta sẽ sống tiếp như thế nào chúng ta sẽ trở thành như thế nào nếu lỡ như không còn cách nào khác tỷ sẽ lau sạch mặt mình và thoáng ăn mặc đẹp đẽ rồi ngươi cứ đem ta bán vào nhà mấy lão ra trên huyện đi thôi biết vậy nhưng ta muốn trao lần đầu tiên cho người sau này dù sống ở nơi khác hay là phải chết ta cũng sẽ an lòng hơn diêm ngọc vùi đầu vào ngực thiếu niên đôi vai gầy yếu và trắng như tuyết nhẹ nhàng run lên nức nở nói nguyên ca nhi tỷ chỉ muốn ở cùng đệ không muốn ở với người khác lý nguyên ôm chặt lấy kiều nương ở trong ngực nói diêm tỷ ta ra ngoài đi dạo một vòng nếu thật sự không thể chịu đựng được nữa thì hãy dùng số tiền khẩn cấp kia đi còn những chuyện sau này ta sẽ tìm cách giải quyết hắn rút cánh tay ra mặc áo lót lại mặc một chiếc miên khố cũ chân sỏ vào đôi giày rồi sau đó cầm lấy chiếc áo bóng treo trên giá ừm riêng ngọc mờ mịt gật đầu sau đó nói tối qua còn dư một bát cháo lạnh nguyên ca nhi ăn rồi đi lý nguyên đáp một tiếng đi tới bên bàn vội vàng hớp một nửa bát cháo lạnh vừa lạnh vừa sượng nhưng ít ra trong bụng có cảm giác còn nửa bát để lại cho tỷ ai nha nguyên ca nhi ngươi ăn hết đi à ta không ra ngoài nằm thêm một chút cũng không đói bụng nhưng tỷ ăn thì ăn đi lý nguyên vừa nói vừa đeo cung săn lên cắm đao bổ củi vào hông lại cầm lấy cây đinh ba đi ra ngoài cửa đột nhiên hắn dừng lại nhìn sang bên cạnh người đã nhìn thấy số không ngã một đang bay lượn đã biến thành một ngã hai vẻ mặt của lý nguyên hơi đổi nhanh chóng ra cửa nhìn xung quanh rồi đặc biệt đi dọc theo con đường chính của thôn im lặng quan sát những người trong thôn dọc con đường này mỗi khi gặp người hắn có thể thấy chữ số đang bay lượn trên đầu họ nhưng hầu hết đều là không ngã một. Như những người cầm liềm, cuốc, sẻng hay các công cụ tương tự thì hiển thị một ngã hai, nhưng một số người trông gầy yếu và mệt mỏi thì vẫn là không ngã một. Lý Nguyên dừng bước, hắn hiểu rồi. Quả nhiên, đây chính là hệ thống thao tác của trò chơi mà hắn từng chơi trong kiếp trước. Có bảng giao diện, có thêm điểm, mà ý nghĩa của những chữ số này là sức mạnh tổng hợp. Người bình thường chưa từng luyện võ công thì sức mạnh tổng hợp đều là không ngã một. Mà có cầm vũ khí thì chỉ số sức mạnh tổng hợp sẽ dao động, vì vậy chữ số ấy sẽ trở thành một ngã hai. Nhưng cũng có một số người có cơ thể rất yếu đuối, dù có cầm vũ khí nhưng vẫn là không ngã một. Kiếp trước, khi trò chơi này vừa mới ra mắt, đã từng bị đùa là trò chơi chỉ số. Khi người chơi đi ra ngoài, nhìn thấy quái vật có chỉ số thấp hơn bản thân, họ sẽ trực tiếp tới tấn công, mà những người chơi thuộc phe tà ác khi ở ngoài thành thấy có người sở hữu chỉ số thấp hơn bản thân, cũng trực tiếp xông tới. Nhưng xông tới như vậy, những người chơi này liền lập tức mộng, bởi vì sau đó Trò chơi này được đổi thành một cái tên khác, gọi là trò chơi lão lục. Ngươi thử tưởng tượng xem, ngươi có chỉ số là 3 ngã 4 và đi đánh người có chỉ số 1 ngã 2, nhưng cái người 1 ngã 2 này đột nhiên móc ra một cái bảo bối, ngay lập tức trở thành 10 ngã 20 thì sao? Bất quá, loại biến đổi đột ngột như vậy là phụ thuộc vào thanh trang bị. Nếu như không có thanh trang bị, ngươi sẽ không chơi được loại mánh khóe như vậy. Chờ chút, hắn có thanh trang bị. Mặc dù chưa mở khóa, nhưng trên giao diện thực sự có. Hơn nữa Hắn còn có thần thông trường sinh bất lão. Lý Nguyên lại liếc nhìn thần thông này lần nữa. Trường sinh bất lão, vô hạn tuổi thọ, duy trì vẻ ngoài hiện tại, vĩnh viễn không chết già. Cho đến lúc này, sau khi liên tục xác nhận không phải là ảo giác, cảm giác vui sướng chân thực mới xông thẳng lên tâm trí của Lý Nguyên. Trường sinh bất lão, thực sự có thể sống mãi không già. Chuyện này chỉ có nằm mơ giữa ban ngày mới có thể mơ thấy. Tuy nhiên, Lý Nguyên lại thoáng bình tĩnh lại. Trường sinh bất lão này chỉ là không chết già chứ không phải là sẽ không chết. Nói cách khác, nếu gặp nguy hiểm mà hắn không có sức mạnh để chống lại, thì thần thông trường sinh bất lão này sẽ không có ích gì. Để tận dụng tối đa thần thông trường sinh bất lão này, hắn phải su cát tị hung và tích lũy sức mạnh. Lý Nguyên yên lặng đi đường. Nếu vậy, sau này ta không thể sống huynh hoang khoác lác, phải tận dụng thời gian để tích lũy sức mạnh và át chủ bài, dù sao thứ ta có chính là thời gian. Những chuyện có thể vượt qua bằng thời gian thì sẽ không phải là chuyện đáng lo nữa. Nhưng trước tiên, ta phải nhét đầy cái bụng và vượt qua khó khăn hiện tại đã. Hắn đột nhiên dừng bước, đi vào trong cánh rừng già bên cạnh, đi sâu vào vài bước, đến chỗ không người, hắn thầm nói trong lòng, thêm điểm. Trên bảng thông tin, sau hai kỹ năng, xuất hiện một dấu nhỏ nhắn. Lý Nguyên thử cộng một điểm vào xạ tiễn sơ cấp trước. Không có cảm giác gì đặc biệt. Lý Nguyên tiếp tục thêm 3 điểm vào xạ tiễn sơ cấp. Khi thông tin trong thanh kỹ năng trở thành xạ tiễn trung cấp, 0 phần 20, một cảm giác nhạy bén đối với thuật bắn cung hiện lên tựa như hắn nắm lấy cung tên trong tay hết sức chăm chú tập luyện ngày đêm không ngừng tiếp diễn cho tới mấy chục ngày những ngày đó hắn đổ mồ hôi không hề có tạp niệm cho nên mới thu được một tiến bộ nhỏ như thế chỉ là theo thời gian trôi qua những tiêu hao sinh ra từ tập luyện cũng đã bị chìm theo dòng chảy quá khứ chưa từng ảnh hưởng đến hắn ở hiện tại lý nguyên nhẹ nhàng thở phào may mắn việc thêm điểm sẽ không có tiêu hao gì hay là thiếu hụt khí huyết gì vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa hắn ngẫu nhiên thêm một điểm cuối cùng vào truy tung sơ cấp. Ngay lập tức, bảng thông tin của hắn đã thay đổi. Tên, Lý Nguyên. Điểm hiện có, không điểm. Cảnh giới, không nhập phẩm. Công pháp, không. Kỹ năng, xã tiễn trung cấp, 0 phần 20, truy tung sơ cấp, 5 trên 10. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa. Hắn lại liếc nhìn vào chữ số của bản thân, sức mạnh tổng hợp của hắn đã từ một ngã hai biến thành hai ngã ba. Dù sự thay đổi không lớn lắm, nhưng sau khi đi dạo trên đường trong thôn lý nguyên cũng không thấy ai có hai ngã ba điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng an tâm hơn có thực lực tổng hợp để tham khảo hắn có thể cầu tốt hơn nhưng nếu gặp người yếu hơn hắn và còn không có nhãn lực vậy hắn cũng có thể không cần cầu lần đầu là bỡ ngỡ lần hai là quen thuộc lý nguyên lại đến khu vực ngoại vi của tiểu mặc sơn đi một đoạn dọc theo đường núi cầm lên chiếc đao bổ củi rồi từ một lối nhỏ tiến vào khu rừng bên cạnh xuyên qua rừng là một bãi đất trống Hắn cất dao rồi lấy cung tên ra, luôn luôn đề phòng. Ở phía xa bãi đất trống là một dòng suối gần như khô cạn. Từ trong trí nhớ, Lý Nguyên biết, tới mùa xuân, khu vực này sẽ có nhiều con mồi, nhưng hiện tại, muốn gặp dã thú ở đây thực sự quá khó khăn. Sau đó, hắn lại lượn quanh những chỗ có thể gặp được dã thú ở trong trí nhớ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có vẻ nếu thật sự muốn săn được con mồi, thì phải đi vòng qua mặt sau của ngọn núi thứ hai. Vẫn là chờ thêm một chút đi. Không phải Lý Nguyên chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp đi tới ngọn núi thứ hai sau khi bản thân đã nắm giữ kỹ năng xạ tiễn trung cấp. Dù sao, mặc kệ là ở trong trò chơi hay là trong tiểu thuyết, sau khi lên cấp, săn giết những tiểu quái trong phó bản tiếp theo sẽ dễ như trở bàn tay sao. Tuy nhiên, Lý Nguyên không muốn mạo hiểm như vậy. Dựa trên ký ức của hắn, hắn biết Diêm Ngọc còn có một khoản tiền dự phòng. 400 văn, tương đương với 4 đồng lớn. Ngày xưa lúc mùa màng bội thu, 4 đồng tiền lớn này có thể mua được 40 cân ngô, nhưng hiện tại có thể mua được khoảng 11-12 cân đã là ghê gớm rồi. Không, mua không được 11-12 cân. 11-12 cân này phải đi chợ đen mua, nhưng chợ đen đường xa hung hiểm. Lựa chọn duy nhất của bọn họ là cửa hàng lương thực ở cạnh thôn Tiểu Mạc. Thương nhân lòng dạ hiểm độc ôm hàng đầu cơ tích chữ, chỉ trực chờ có thiên tai nhân họa để mà phát tài. Ở chỗ này, bốn cái đồng tiền lớn có thể đổi được 7-8 cân là đội ơn trời rồi. Với 7-8 ký ngô, ăn tiết kiệm cũng đủ cho hắn và diêm ngọc sống nửa tháng tất nhiên còn thời gian vậy thì bây giờ không cần thiết phải đi tới sau ngọn núi thứ hai lý nguyên nhìn qua bảng thông tin và các chỉ số của mình dù thế nào dường như có một chút hy vọng trong hai ngày tới kiểm tra xem có thể nâng cao số điểm nhận được hàng ngày hay không nghĩ đến đây lý nguyên liếc qua dòng suối đã gần cạn khô quyết định quay trở về mà đúng lúc này cách dòng suối không xa một chữ số ba ngã năm bay tới lý nguyên không quay đầu chỉ xoay người liền chạy, mà trước số ba ngã năm đó cũng nhanh chóng tăng tốc, đồng thời còn có một giọng nói của nam nhân vang lên. Nguyên Tử, ngươi chạy gì thế? Lý Nguyên nghe tiếng bèn dừng bước, nghe thấy giọng nói này, hắn ngay lập tức biết người này là ai. Tiền Tam cũng là một thợ săn thú, nhưng khác với hắn, gã cao to lực lưỡng. Ngoài ra, trong nhà Tiền Tam còn có năm huynh đệ, người đông sức lớn, hoàn toàn khác với loại cô gia quả nhân như hắn. Quả nhiên, cách đó không xa một nam nhân cường tráng nhanh chân bước tới. Không giống với hắn, trên mặt nam nhân này hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện lo lắng nào, ánh mắt sáng lên, cho người ta cảm giác rất cường thế và hùng hổ dọa người. Tay phải của gã cầm nỏ săn bằng gỗ thô giáp, tay trái dắt đầu một con chó vàng hung dữ, còn sau lưng thì dắt một cái khảm đao dùng cận thân. Tiền tam chạy tới gần không nói một lời, vỗ nhẹ vai Lý Nguyên rồi mới nói, Nguyên tử, ngươi lại trở về tay không à? Không làm cho tiểu nương tử nhà ngươi chết đói đó chứ mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không thân thiết gã nói chuyện tùy ý như vậy là loại mang hàm ý gây khó dễ người tiền tam khoác tay lên bả vai lý nguyên còn nhéo nhẹ khẽ cười nói trà 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 gầy thực sự gầy gầy đến mức ca không thấy ngươi giống một người săn thú nhìn ca đi nếu ngươi cường tráng bằng nửa ca thì phía sau ngọn núi thứ hai kia đã có thể tùy ý dạo chơi nói xong tiền tam mặt lộ vẻ đắc ý sau đó im lặng như thừa nước đục thả câu dựa trên hiểu biết của tiền tam về lý nguyên gã chắc chắn lý nguyên sẽ hỏi sau núi có gì à mùa đông này cũng đi săn được sao rồi đợi sau khi gã khoác lác xong có khi hắn sẽ nói ca dẫn ta đi cùng thôi nhưng lý nguyên lại nói tiền ca trong nhà vẫn đang chờ ta về ăn cơm hả ăn cơm tiền tam nhíu mày giọng nói to hơn trong nhà ngươi có chút cơm nát kia thì có gì ngon theo ca đi ca dẫn ngươi đi phía sau ngọn núi thứ hai nào là ăn ngon nhậu nhẹt còn có trả thù lại con lợn rừng đuổi ngươi lần trước ha ha nói xong hắn buông ra cái dây thừng trong tay chó vàng ngay lập tức chạy đi như trẻ đi chơi có mấy phần uy mãnh mà đến khi chạy xa một chút trên đầu chó vàng hiện ra chữ số một ngã hai trên đầu tiền tam thì hiện ra chữ số hai ngã ba lý nguyên trợn mắt đây là tạo thành tổ hợp nguyên tử ngươi nhìn chó vàng nhà ta mạnh mẽ biết bao có nó đuổi lợn đến lúc đó ngươi với ta cùng nhau vây nó lại không phải là dễ dàng bắt sao a à, tiền tam đưa mặt lại gần lý nguyên nhìn chằm chằm vào hắn tiền ca thật sự không được vết thương lúc trước của ta vẫn chưa lành lưng và chân vẫn còn đau lắm nguyên tử không nể mặt đúng không sắc mặt của tiền tam lạnh xuống thật sự là đau mà vậy thì lần sau ngươi lên núi nếu không còn đau thì cùng tiền ca đi ngọn núi thứ hai được chứ tiền tam nhìn chằm chằm vào hắn rất là man sợ được lần sau nhất định lần sau nhất định lý nguyên vội vàng trả lời lúc này tiền tam mới thả lỏng hai tay sau đó lại dùng ngón tay điểm hắn một cái vào đúng lúc này từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hai người nhìn sang thấy đó là một gã thợ săn hơi gầy gò tiền tam lại để mắt tới gã thợ săn này sau đó kéo chó vàng về và vô tư đi tới lý nguyên lợi dụng cơ hội nhanh chóng rời đi hắn biết ý đồ của tiền tam một mình đi đến ngọn núi thứ hai có lẽ là không dám vì vậy hắn muốn tìm một người đi trước mở đường trước khi đi tiền tam chém gió hoa hỏe hoa sói tới lúc đi có khi lại lấy ngươi làm bia đỡ đạn hơn nữa ngọn núi thứ hai còn là một nơi hủy thi diệt tích thiên nhiên giết người rồi vứt xác trong thời gian ngắn sẽ hấp dẫn dã thú tới kéo xác đi nơi nào còn không biết coi như đi báo quan cũng không có ích gì đầu tiên quan sẽ không lập hồ sơ hay thẩm vấn gì hiện tại trong những năm nạn đói này gác lại vụ án 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường thậm chí nếu không gác lại thì đến khi đi tới phía sau ngọn núi thứ hai cũng không thể tìm thấy thi thể ngay cả khi tìm thấy thi thể đã bị dã thú ăn mất từ lâu tác dụng của ngỗ tắc cũng không còn Vậy rốt cuộc là do người giết hay là dã thú giết đây, thực sự không phân rõ được. Cho nên, 89 phần 10 là, huyện lệnh biết người mất tích ở phía sau ngọn núi thứ hai, nhị trọng sơn, nhưng ngay cả điều tra cũng không muốn, liền kết án luôn. Sau khi Lý Nguyên rời đi, hắn không đi theo đường lớn, mà vòng qua ngã rẽ quay về nhà. Trong sân, cửa đóng một lá. Diêm nương tử hơi vỉnh cái mông, đang chất củi mới nhặt lên góc tường. Nàng không dám đi xa, chỉ nhặt những cành gãy ở gần. Vừa nghe có tiếng động, nàng nhanh chóng quay đầu lại khi nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên nàng mới lộ ra nụ cười thả lỏng trên gương mặt xinh đẹp sạch qua ý xuân và ý mừng nguyên ca nhi nguyên ca nhi nàng lao đến nhào vào ngực thiếu niên như thể vừa mới xóa đi nỗi lòng lo lắng nguyên ca nhi nguyên ca nhi nàng nhẹ nhàng thì thầm có chuyện gì vậy lý nguyên cười nói ta thấy có con chó hoang đào ra một cái xác cái xác này chỉ mới trôn cách đây vài ngày chắc là trôn không sâu nguyên ca nhi ta sợ Ta cũng sợ, hôm nay không săn được con thú nào cả. Không sao, không sao. Nữ nhân từ trong ngực hắn ngước mặt ngó lên, đưa hai tay áp vào hai má của hắn, nhẹ nhàng nói, chúng ta đều không sao, mới là quan trọng. Khuôn mặt nàng thực sự xinh đẹp, ở gần nhìn kỹ cũng có nét quyến rũ làm say đắm lòng người. Tỉ nhìn thấy chó hoang ở chỗ nào, hay là chúng ta đi kéo nó về, Lý Nguyên có chút ý động. Diêm nương tử đứng lặng một chút, cười ríu rít, sau đó nói, sớm đã không còn dấu vết. À, nguyên ca nhi hôm nay ta đã dùng hai đồng tiền lớn để đổi hai cân ngô hai cân cám gạo hai cân đậu trộn chung để nấu hẳn là có thể ăn một thời gian lúc trở về có ai nhìn thấy không vương thẩm và nam nhân nhà nàng cũng ở đó họ giúp ta một tay nếu không ta cũng không dám mua nhiều như vậy trong một lần đâu hai người cùng im lặng sau một ngày đầy áp lực có vẻ như có gì đó đang dục dịch đột nhiên diêm ngọc kêu lên một tiếng sợ hãi nguyên ca nhi ngươi làm gì vậy cánh tay của Lý Nguyên đã vòng qua đầu gối nàng, ôm ngang thôn cô xinh đẹp này vào lòng và đi nhanh vào trong nhà. Nguyên ca nhi, cơm vẫn chưa nấu mà. Nguyên ca nhi, Nguyên ca nhi. Tiếng gọi dần trở nên yếu ớt, biến thành chàng chàng thiếp thiếp mật ngọt trong cuộc mây mưa. Khi màn đêm buông xuống, tiếng thở gấp của Mỹ Phụ dần dần lắng xuống, giọng nói nũng nịu du dương mà mộng mị. Nguyên ca nhi, chàng thật tốt, thật sự biết thương nương tử nữa nha. Được rồi, ta nên dậy nấu cơm rồi, hi hi, chàng nằm nghỉ tiếp đi, việc trong nhà để ta làm. Trong những ngày tiếp theo, Lý Nguyên dành hai ngày để kiểm tra ngón tay vàng, rồi thu được kết luận. Hệ thống này thực sự là danh xứng với thực, khuyến khích vợ chồng sinh hoạt êm ấm. Mỗi đêm, cần hai vợ chồng ân ân ái ái, thì hôm sau mới thu được điểm số. Để kiểm tra điểm này, vào ngày thứ hai, hắn cố tình chọc cho Diêm Tỷ tức giận, rồi lại không quan tâm đến cảm xúc của nàng. Kết quả là không nhận được điểm số nào cả. Ngoài ra, chỉ có thể thu hoạch vào ban đêm ban ngày thì không được tính ngày thứ ba chiều muộn diêm ngọc bị trách mắng đáng thương cuộn tròn trước bếp lửa làm bằng đất đôi mắt thủy hạnh nhìn chăm chú ngọn lửa trong lò gương mặt nhỏ bé có chút tủi thân mơ hồ lẫn sợ hãi không phải là nàng chưa từng nghe nói nam nhân trước và sau khi cưới sẽ trở nên khác trước hôn nhân hắn đối với ngươi tốt như thế nào sau hôn nhân hắn lại đối xử với ngươi tệ như thế ấy nhưng nàng không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra với chính mình nàng nhớ lại hình ảnh của lý nguyên tối qua bây giờ lòng nàng đang loạn tung tùng phèo dù nàng và lý nguyên chưa chính thức thành hôn nhưng thực tế thì cả hai đã sống chung như vợ chồng nàng thấy lý nguyên chân thành hai người lại ở chung sớm chiều sinh hoạt trong cùng một căn nhà cũng khá hòa hợp và ổn định tâm hồn thiếu nữ của nàng sớm đã có ý động vài ngày trước bị hù dọa bởi mấy cái người bị chết đói trong năm thiên tai này nàng lo sợ sau này sẽ không có cơ hội bèn vứt bỏ mặt mũi trực tiếp trao thân cho hắn nhưng bây giờ lý nguyên lý nguyên hắn làm sao lại trở thành người như vậy ngoài ra hai ngày qua sau ngay cả ban ngày mà hắn cũng muốn làm loại chuyện đó thật là diêm ngọc cảm thấy buồn muốn khóc tạch 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 ngọn lửa trong lò bỗng chợt nổ bùng lên sau đó lại ảm đạm xuống diêm ngọc vội vã túm lấy củi đút thêm vào trong lò bỏ vào bỏ vào nàng nghe được tiếng bước chân diêm ngọc lập tức biết là lý nguyên đến nhưng nàng không dám nhìn hắn tối qua bị khi phụ nàng vừa giận vừa sợ bồn chồn lo sợ diêm tỷ đi nghỉ ngơi a à, để ta làm cho tiếng nói của lý nguyên vang lên bên tai diêm ngọc bỗng ngây người lắp bắp nói ngươi ngươi đi nghỉ ngơi trước đi sau khi nói xong nàng bất ngờ hét lên một tiếng lý nguyên bỗng nhiên bế nàng lên lý nguyên ngươi buông ta ra buông ta ra diêm ngọc đấm đá vào thiếu niên đánh đánh nhưng rồi lại không dám nữa đôi mắt nàng đã ướt nhanh chóng đỏ lên nàng bắt đầu hối hận vì lúc trước đã qua loa nhưng cảnh tượng trong suy nghĩ của nàng lại không xảy ra lý nguyên chỉ đặt nàng xuống giường Nhìn vào đôi mắt đỏ của nàng và nói, nhìn lại nàng xem, đã mệt đến như vậy rồi, vẫn còn làm việc. Công việc ban ngày thì để ta lo, đúng lúc cơ thể ta chưa hồi phục, nghỉ ở nhà thêm vài ngày. Nói xong, thiếu niên bỗng im lặng, sau đó đứng dậy, đặt hai tay lên vai nhỏ gầy của Diêm Ngọc và nghiêm túc nói, Diêm tỷ, chờ thương thế của ta tốt hơn, ta sẽ vào núi, ta đảm bảo, chúng ta chắc chắn có thịt ăn. Hôm qua là ta không đúng, sau này nếu ta còn vậy nữa, ta sẽ tự đánh mình. Nói xong, thiếu niên trực tiếp giơ lên nắm đấm một quyền đấm mạnh bịch bịch lên cơ thể của mình sau khi đập một quyền con chuẩn bị đập thêm diêm ngọc sửng sốt như mèo bị điện giật trực tiếp ngồi bật dậy vội vàng nắm lấy tay của hắn đánh cái gì đánh cái gì vậy lý nguyên cười nói đánh để cho nàng nguôi giận không còn giận nữa không còn giận nữa diêm ngọc giữ chặt nắm tay của hắn tựa như chỉ sợ hắn lại đánh bản thân cho nên ôm tay dụi vào lòng ngực của mình sau đó lại đưa tay còn lại lên xoa xoa nhẹ nhẹ chỗ hắn vừa đấm lo lắng hỏi, có đau lắm không? Lý Nguyên cười nói, vừa nãy thì đau, Diêm tỷ vân vê rồi thì không còn đau nữa, ha ha. Diêm Ngọc bật cười hì hì một tiếng, sau đó đỏ mặt nói, Nguyên Ca Nhi cũng biết nói những lời dỗ ngọt cô nương như vậy à, là học được từ đâu vậy? Cần phải học mới được sao? Lý Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nói, chân tâm thật ý, lời từ đáy lòng, nếu có giả dối, bảo trời giáng lôi. Chưa kịp nói xong, Diêm Ngọc lại như mèo vồ mồi, tay bịt miệng hắn lại, nói, không cho nói thêm nữa ngay sau đó nàng lại hờn dỗi, nguyết yêu hắn một cái, không may mắn. Lý Nguyên gỡ tay nàng ra, nhưng cũng không có dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy. Diêm Ngọc đỏ mặt nói, nhưng không được nói như thế nữa. Lý Nguyên gật đầu, lúc này nàng mới rè rặt nhít đi, sau đó nhấc lên chân dài muốn xuống giường đi nấu cơm, nhưng bị Lý Nguyên ngăn lại. Diêm Tỷ bảo nàng nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi, nếu hôm nay nàng đứng dậy làm việc, ta sẽ tiếp tục đánh bản thân mình. Lý Nguyên nói có vẻ tự đắc, đe dọa nữ nhân trước mặt. Diêm Ngọc càng đỏ mặt hơn nữa, trong lòng như có một dòng mật đang chảy, ngọt ngào, nhưng ngay sau đó, nàng vẫn kéo Lý Nguyên nói, "Nguyên Ca Nhi, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi, nhưng việc trong nhà vẫn là việc của ta, đó là quy củ của nhà chúng ta." Nữ nhân gầy gò yếu ớt, nhưng lại đặc biệt bướng bỉnh, trông như tỏa ra hào quang. Lý Nguyên nói, "Vậy ta sẽ làm cùng Diêm tỷ, không được, ta hiểu rồi." Buổi tối đó, cả hai cùng đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, một dòng chữ liền xuất hiện trong đầu Lý Nguyên. Ngài đã nhận được 6 điểm số trống. Lý Nguyên giật mình. Nhiều hơn một điểm. Vẫn còn điểm ẩn tàng A. Hắn nhìn vào nữ nhân trong ngực mình và cảm thấy rất mãn nguyện. Dù cho chất dinh dưỡng không đầy đủ, nàng vẫn có thể lộ ra dáng vẻ quyến rũ. Nếu nàng được ăn đầy đủ, thì sẽ tới mức nào? Đây là thuộc loại thể bị phong ấn không hoàn toàn. Thật đến khi mở ra phong ấn thì nàng sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Hơn nữa, loại đại mỹ nhân này lại còn nhu thuận như vậy biết đau cho nam nhân của mình cướp việc làm trong nhà đặt ở trước khi xuyên không nằm mơ mới có kiếm chút bản lĩnh với ít tiền rồi đưa nàng tới trú tại ngân khê ở chỗ đó có trật tự tốt thì hắn mới có thể từ từ cầu thả được sau bốn ngày lương thực trong nhà cũng đã hao hụt hơn một nửa quan trọng chính là miệng không còn cảm giác vị không có vị thịt vị dầu cũng không có nhạt nhẽo rất khó chịu mà trong ngày hôm đó diêm nương tử ra ngoài nhặt củi lại mang về một chuyện từ bên ngoài nguyên ca nhi Nam nhân nhà Thái Hoa Tẩu bị một con gấu mù đá văng, nghe nói còn lưu lại trong núi, hẳn là mạo hiểm tiến vào ngọn núi thứ hai. Nhà Thái Hoa Tẩu còn có một đứa con trai và một đứa con gái, làm sao sống được đây? Lần trước ngươi cũng chạy vào ngọn núi thứ hai mới bị lợn rừng đuổi, nên mới bị thương. Ai à, ở Sơn Khẩu Tiểu Mặc Sơn, chẳng lẽ không còn con mồi nào nữa sao? Vì nam nhân của mình cũng đi săn, Diêm Nương Tử hơi có vẻ khó chịu như thương xót đồng loại. Nhà Thái Hoa Tẩu cũng giống như gia đình nàng cũng là nam chủ ngoại nữ chủ nội, Thái Hoa tẩu ở nhà chăm sóc con cái và làm việc nhà, còn Thái Hoa thúc ra ngoài đi săn. Trong năm thiên tai như thế này, Thái Hoa thúc vừa chết, không biết một nhà ba mẹ con kia sẽ sống như thế nào đây. Thân sắc của Lý Nguyên hơi chút giật giật. Thái Hoa thúc, hắn nhớ, kia không phải là người đi săn xuất hiện lúc hắn rời đi chỗ Tiền Tam tại mấy hôm trước sao? Tiền Tam không lừa được hắn đi ngọn núi thứ hai, có lẽ gã đã, đã đi tìm Thái Hoa thúc. Bây giờ xem ra có vẻ như thái hoa thúc đã bị gã thuyết phục đồng ý theo gã vào núi sau đó chết đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt diêm nương tử chạy ra nắm lấy tay vương thẩm vừa ra khỏi nhà hỏi vương thẩm có chuyện gì vậy vương thẩm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau một lúc có một nam tử đi đến vương thẩm và diêm nương tử cùng tới gần nam tử này biết rõ chuyện gì gã nói thái hoa thúc đã chết nhưng trong nhà vẫn còn rất nhiều thịt bình thường còn giấu kỹ bây giờ ai không phải vậy quan trọng là thái hoa thúc chết mọi người thương tâm tiền ra lão nhị và lão tam nói là muốn trợ giúp lo liệu tăng lễ cho thái hoa thúc vì thế mọi người đang nhanh chóng đi ăn đám ấy mà sau khi nói xong nam tử này cũng chạy đi vương thẩm và diêm nương tử nhìn nhau đây không phải là ăn hết của nhà người ta sao diêm nương tử nói quá đáng vương thẩm kéo nàng lại thở dài nói đừng nói nữa trong nhà lý nguyên yên lặng nghe động tĩnh ngoài cửa hắn nhìn qua tình trạng của mình. Tên, Lý Nguyên. Điểm hiện có, 40 điểm. Cảnh giới, không nhập phẩm. Công pháp, không. Kỹ năng, xã tiễn trung cấp, 0 phần 20, truy tung sơ cấp, 5 trên 10. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa. Sau khi Lý Nguyên trầm mặc một lúc, nên thêm điểm rồi. Trong nhà của tiền tam có năm huynh đệ, ai nấy cao to lực lưỡng. Dù chỉ có một mình tiền tam là thợ săn, nhưng người nhà giúp đỡ lẫn nhau cư dân gần tiểu mạc sơn này có ai có thể chống lại được. Đoạn thời gian trước tiền tam có tìm ta, nhưng ta giả vờ bệnh. Gã không muốn một mình liều mạng đi săn ở phía sau nhị trọng sơn, chắc chắn sẽ kéo thêm một người mở đường. Giờ đây, thái hoa thúc đã chết, có lẽ gã lại tìm những thợ săn khác, cũng không chừng gã sẽ quay lại tìm ta. Trừ phi từ bây giờ ta không đi săn nữa, chứ nếu không bị cuốn lấy chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Bắt người làm bia đỡ đạn, chết thì lại ăn tuyệt hậu nhà người ta. Nếu lúc đó ta đồng ý với đi với gã, thì bây giờ bị ăn tuyệt hậu có lẽ chính là nhà chúng ta. Nhưng nhà ta không giống với nhà Thái Hoa Thúc nếu thực sự tới lúc đó, có lẽ không chỉ mất chút tiền khẩn cấp kia. Trong đầu của Lý Nguyên liên tiếp xuất hiện nhiều ý nghĩ. Lúc này, cánh cửa bị đẩy mở. Diêm nương tử hơi thở phì phò đi vào phòng, trở tay đóng cửa sau lưng và cầu nhau. Những người này thật là quá đáng, tiền tam kia chính là một tên ác bá. Người ta cô nhi quả mẫu vốn đã khổ sở khó sống, không giúp đỡ thì thôi đi, còn tổ chức ăn đám trong phường còn có không ít người cầm chén đũa đi qua ăn đây dù sao cũng là cùng một cái phường thật không biết nói sao ừ diêm nương tử lấy hai tay chống nạnh ngực còn nhấp nhô theo từng nhịp thở trong đôi mắt còn toát ra sự sợ hãi và lo lắng nàng sợ chuyện bi thảm nhà thái hoa thúc cũng sẽ xảy ra với nàng và lý nguyên diêm tỷ lý nguyên đột nhiên gọi diêm nương tử trả lời ai nguyên ca nhi chàng nói xem đây có phải là làm cho người ta tức quá không diêm tỷ lấy mảnh vải Lý Nguyên chỉ vào phần ngực đầy đặn của nàng và nói, "Che lại." Diêm Nương Tử chợt ngơ ngác, mặt nàng đỏ lên, nỉ non, "Có gì đâu, nhà Vương Thẩm ở bên cạnh cũng đâu có làm vậy." Nhưng so với Vương Thẩm, tỷ đẹp hơn, còn trẻ hơn, Lý Nguyên nói, "Nghe ta đi, lấy ít vải rách hoặc cái gì đó, nhét vào trong quần áo để nó phình lên, trông sao cho hơi mập một chút." Thật sao, khi nghe nam nhân nhà mình khen ngợi mình như thế, Diêm Nương Tử hơi ngượng ngùng cúi đầu. Ngày thường nàng cũng biết bôi thêm chút cho lên mặt trước ra khỏi nhà, nhưng chuyện quấn ngực với tăng cân lại chưa từng làm qua, trong lúc nhất thời lại cảm thấy thật mới lạ, nàng chuyển một hồi, trang cho mình xấu đi. Nhìn thấy cô nương xấu trong gương đồng, Diêm Nương Tử cười khanh khách, cười chốc lại cười, chợt nghĩ đến nhà Thái Hoa Tẩu, thần sắc trở nên buồn rầu, môi nàng khẽ nhúc nhích, hỏi: "Nguyên Ca Nhi, chàng nghĩ, chúng ta có thể giúp đỡ nhà Thái Hoa Tẩu được không?" Lý Nguyên chậm rãi lắc đầu và nói: "Có thể chăm sóc tốt cho chính chúng ta đã là khó khăn rồi." Buổi chiều, Diêm Nương Tử chạy sang nhà Vương Thẩm tám chuyện. Lý Nguyên ngồi yên tĩnh trong căn nhà đất. Hắn gọi ra giao diện, ánh mắt nhìn vào dấu cộng ở đằng sau kỹ năng truy tung sơ cấp, 5 phần 10 và điểm 5 lần liên tục. Ngay lập tức, một cảm giác nhạy bén nhẹ nhàng lan tỏa cả người hắn. Dường như hắn bỗng nhiên có thêm một đoạn kinh nghiệm đặc huấn truy tung, đó là theo dõi như một dã thú hung mãnh. Hắn dựa vào trực giác của bản thân và quan sát dọc đường, cố gắng duy trì khoảng cách để vừa không mất dấu vừa không tiến lại con dã thú quá gần nhưng không biết vì sao dã thú cứ mãi chạy tới nơi xa còn hắn thì bất chấp mệt mỏi cắn chặt răng theo sau ngủ cũng không ngon còn phải luôn chú ý đến rủi ro trốn hoang dã cuối cùng năng lực theo dõi của hắn được nâng cao lý nguyên nhìn cơ thể mình chỉ số là không ngã một không thay đổi hắn nắm lấy cây đại cung lúc này chỉ số đã biến thành hai ngã ba có vẻ như năng lực truy tung không được thể hiện trong chỉ số thực lực tổng hợp nhưng phản ứng của ta thực sự đã được cải thiện đây chính là kỹ năng mềm có truy tung ta có thể dễ dàng theo dõi đối thủ mà không bị phát hiện, đồng thời cũng có thể phản truy tung. Lý Nguyên tiếp tục thêm điểm, liên tục nhấp 20 lần trên dấu phía sau kỹ năng xạ tiễn trung cấp, 0 trên 20. Ngay lập tức, một phần ký ức cơ bắp về những ngày tháng dài cần cù vất vả khổ luyện thuật bắn cung sinh ra từ trong thân thể hắn. Có vẻ như truy tung và xạ tiễn cũng nâng cao thể chất của hắn. Lý Nguyên vô thức nhìn vào bản thân, chỉ số không ngã một đã chuyển thành một ngã hai. Sau khi cầm đại cung, chỉ số lại trở thành năm ngã 6 chỉ số của tiền tam khi đang dắt chó là ba ngã năm trong khi của hắn là năm ngã sáu lý nguyên nhẹ nhàng thở phào có cảm giác an tâm hơn một chút hắn quét mắt qua giao diện thanh kỹ năng đã thay đổi kỹ năng xã tiễn cao cấp 0 phần bốn truy tung trung cấp không trên hai còn lại 20 điểm nên thêm điểm vào cái nào đây lý nguyên do dự một chút quyết định tạm thời không dùng đến xem có thể thu thập đủ 40 điểm hay không xã tiễn có thể trực tiếp tăng cường thực lực tổng hợp còn truy tung chỉ là kỹ năng mềm, vì vậy hắn tự nhiên phải ưu tiên cái trước. Buổi chiều, Diêm Nương Tử trở về nấu cơm và đồng thời mang đến tin tức mới. Nguyên Ca Nhi, hôm nay thời điểm nhà Thái Hoa Tẩu chuẩn bị vào ăn, tên Phan Hòa Thượng trong phường thế mà đi binh vực kẻ yếu, ở ngay trước mặt mọi người mắng chửi hai huynh đệ tiền nhị tiền tam. Diêm Nương Tử nói với giọng hơi kích động, nhưng sau đó lại thở dài nói, nhưng trong phường không có ai giúp y, mùi chỗ nào là rằng vẫn ngồi ở đó, coi y tựa như không khí. Phan Hòa Thượng muốn cướp thịt về và trả lại cho nhà Thái Hoa Tẩu. Kết quả, Tiền Nhị và Tiền Tam còn chưa kịp động thủ, Y đã bị đánh. Y đứng đó mắng chửi Tiền Nhị và Tiền Tam. Kết quả là Tiền Tam đi lên đá thẳng vào mặt Y, răng rụng mấy cái máu chảy đầy đất. Thật là người tốt không có báo đáp tốt à. Lý Nguyên lặng thinh không nói, hắn bắt đầu hiểu rõ hơn hắn đã xuyên tới cái quỷ thế giới gì. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên từ ngoài sân vọng vào. Giao cửa vang lên tiếng kêu lạch cạch. Diêm Nương Tử tiến lại cửa sổ nhìn, kinh hãi đến hoa dung thất sắc, hoảng loạn nói: "Tiền Tam tới, gã tới để làm gì?" Diêm Nương Tử hoang mang lo sợ, gương mặt nhỏ bé tràn đầy sự hoảng loạn. Lý Nguyên đứng dậy, nắm cung, lấy ống tên, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Diêm Nương Tử, đẩy nàng ngồi xuống ghế gỗ, nói: "Nghỉ một chút đi. Tiền Tam sao lại đến đây?" Diêm Nương Tử sợ hãi hỏi. Lý Nguyên nói: "Diêm tỷ chờ ở đây, việc bên ngoài để ta lo." Nói xong, hắn ra khỏi nhà dưới ánh mắt lo lắng của diêm nương tử ở bên ngoài cửa một đại hán to con đang dùng chân đá vào hàng rào trực tiếp làm cho cửa lệch hẳn nhìn thấy có người đến tiền tam ngẩng đầu lên nói nguyên tử đừng giả bộ nữa ta biết cơ thể của ngươi chắc chắn đã khỏe rồi vậy đi ca cho ngươi hai lựa chọn một là đi săn cùng ca từ nay về sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon lựa chọn thứ hai là đưa cung tên cây đinh ba và chuẩn săn lệnh cho ta nếu ngươi không đi săn thì để người khác đi săn thay lý nguyên cười đáng nói tiền ca sao lại cứ nhìn chằm chằm vào ta nha tiền tam nhăn mày nhìn chằm chằm gì ngươi nói bậy bạ cái gì đó trong phường số lượng thợ săn không nhiều đáng ra là chúng ta phải đi săn chung ngươi bế tắc tin tức không biết tình hình bên ngoài ta nói cho ngươi biết các phường khác đều đã làm như vậy tóm lại đừng nói nhiều nữa một là ngươi đi săn cùng ta hai là không làm thợ săn nữa lý nguyên xoa xoa tay nói tiền ca thế này đi cho ta thêm vài ngày nữa ta khỏe lại liền đi săn cùng ca, được không? Ba ngày, cho ngươi tối đa là ba ngày, tiền tam nói không kiên nhẫn. Năm ngày được không, ta đã bị thương ở tủy xương. Không được, ba ngày sau, ta lại tới tìm ngươi. Tiền tam hừ lạnh, trực tiếp quay lưng đi thẳng, mà tại lúc đi qua một cây cổ thụ đầy vết nứt, một người trẻ tuổi chui ra và đi theo sau tiền tam. Người trẻ tuổi kia cầm cung trong tay, cắm dao trên lưng và chữ số một ngã hai tung bay trên đầu. Lý Nguyên hơi bất ngờ, người trẻ tuổi kia hình như là một tên lưa manh trong thôn ngày thường hay đi cùng tiền tam chỉ là gã không có cung tên đúng rồi thái hoa thúc mới qua đời tiền tam tiện tay lấy cung tên và chuẩn săn lệnh của lão có vẻ như không phải là không có khả năng ngay sau khi lý nguyên vừa bước vào trong nhà diêm ngọc đã nhanh chóng lấy một cái ghế dài và chặn cửa lại cô ngồi trên ghế dài và tựa lưng vào cửa gương mặt nhỏ bé tràn đầy căng thẳng và lo lắng nguyên ca nhi sao tiền tam lại nhắm vào chàng có lẽ là vừa ý với chuẩn săn chứng của ta. Chuẩn săn chứng không phải do quan phủ cấp sao, sao họ lại dám cướp. Vì không có ghi tên, thông thường có nha dịch trông coi, thì họ sẽ ngay thẳng hơn. Nhưng với cái thế đạo bây giờ, nha dịch đâu có quan tâm tới chuyện như thế này. Vậy phải làm sao, làm sao bây giờ, Diêm Ngọc nắm tay và lẩm bẩm nói, hay là tìm vương thúc sát vách, rồi tìm thêm vài nam nhân nữa tụ tập lại một chỗ. Như vậy, tiền tam kia cũng không dám làm gì. Ngoài vương thúc ra, còn ai nữa? phan hòa thượng nha diêm ngọc bất chợt nói lý nguyên hơi suy nghĩ rồi lắc đầu kéo theo một nhóm tự mình làm còn kéo theo cả người nhà làm cũng không tốt hơn nữa vương thúc ngoại trừ thân thể có hơi cường tráng ra y cũng chỉ là một cái hán tử trung thực và dễ bảo còn phan hòa thượng thì không có mối quan hệ gì với hắn nhóm ba người bọn hắn tập hợp lại thì vẫn chỉ là đám ô hợp còn không bằng tự hắn đi làm diêm ngọc còn muốn nói tiếp nhưng lý nguyên ngồi bên cạnh tay phải luồn qua lưng cô nhẹ nhàng nắm lấy vai mềm của cô và nói nhỏ, Diêm tỷ, chuyện bên ngoài tỷ đừng lo, để ta lo. Chàng lo như thế nào nha? Cùng gã đi săn à? Chàng sẽ không như Thái Hoa thúc phải không, đi rồi không quay lại. Sẽ không, sẽ không, ở nhà có mỹ nhân xinh đẹp như Diêm tỷ, ta sao có thể không quay lại. Diêm Ngọc đỏ mặt một chút, nhẹ nhàng nói, ghét, lại dỗ người ta, sau đó cô lại rúc vào trong lòng ngược hắn, gương mặt tràn đầy lo lắng. Lý Nguyên nhíu mày nhìn căn nhà tối tăm, trong ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh. Kiếp trước, hắn là người mổ lợn ban đầu còn hơi e sợ nhưng khi giết nhiều rồi hắn không cảm nhận được gì nữa ánh mắt của hắn đã trở nên bình tĩnh tiền tam nhất định phải chết nếu không giết gã ta với gã nhất định sẽ nổi lên xung đột trực diện toàn bộ sức mạnh của ta đều nằm ở trên cung đến lúc đó một đám nhào tới một tiễn của ta chỉ bắn được một người chắc chắn không tốt hơn nữa nếu ta giết người công khai đó chính là giết người quan phủ nhất định sẽ bắt ta nếu ta không bắn họ sẽ đánh ta ta sẽ không có cách nào nếu ta gặp rắc rối diêm tỷ cũng sẽ không có kết cục tốt vậy giết gã ở đâu nhân lúc gã đi săn đây là phương án tốt nhất nhưng ta lại không biết tiền tam mấy hôm nay có đi săn hay không và ta cũng không biết gã đi săn ở đâu phương án này quá khó kiểm soát có quá nhiều biến số tuy nhiên có một nơi tiền tam chắc chắn sẽ đến đó chính là nhà gã sau đó nên giết lúc nào hôm nay không được ta với gã vừa có mâu thuẫn tiền tam liền chết ta có thể bị nghi ngờ. Vậy thì chờ thêm một hai ngày, cũng không được, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Quên đi, ta đi theo dõi, có cơ hội liền giết. Lý Nguyên càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn, mổ lợn lúc trước, hắn cũng như vậy. Vào đêm đó, trăng sáng treo cao, chiếu rọi mặt đất sáng tỏ. Bên ngoài gió không lớn, nhưng đất dính xương, trời đông lạnh giá. Khe hở trên cửa đã được diêm ngọc che lại lúc trưa, lúc này trong nhà vọng lên tiếng kêu ken két. Sau một lúc lâu, Diêm Ngọc mềm nhũn nằm ngủ say trong ngực nam nhân của mình. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, trong chăn ấm áp dễ chịu, ở giữa mùa đông lạnh giá này, chăn ấm tựa như nhạc viên ngăn cách bóng tối và rét lạnh. Ở trong cái loạn thế này, nó như là ánh sáng, là hơi ấm, là vui vẻ và an tâm. Lý Nguyên kéo cánh tay ra và nhẹ nhàng nhắc nhở, Diêm tỷ, ta đi vệ sinh, tỷ ngủ tiếp đi. Nhưng Diêm Ngọc đang ngủ ngon lành, chỉ đáp lời như nói sảng trong giấc mộng, người khẽ lật sang một bên. Lý Nguyên nhắc lên một khe nhỏ, lặng lẽ rời giường, sau đó nhanh chóng mặc quần áo và lấy đại cung và ống tên trên tường. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn thêm 20 điểm vào truy tung trung cấp. Một cảm giác nhẹ nhàng và kỳ lạ lan khắp cơ thể, đi theo đó là kinh nghiệm theo dõi tài tình. Trong chốc lát, khả năng cảm nhận ánh sáng, ẩn giấu hơi thở và khả năng chuyên chú vào mục tiêu đều được nâng cao lên một cấp độ. Lý Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa sau, cúi người xuống và siêu một cái nhảy ra ngoài. Hắn di chuyển nhanh chóng, bước chân cực nhẹ, cả người giống như một con hổ lớn đã trà trộn vào thôn. Sau vài lần siêu siêu, hắn đã chạy tới cánh rừng nhỏ sau nhà. Lý Nguyên lao nhanh vùn vụt, gió rít qua tai. Gió lạnh mùa đông như con dao, nhưng lúc này hắn không quan tâm, ánh mắt quét qua xung quanh. Nếu có thứ gì nguy hiểm, sẽ có chữ số xuất hiện, đây cũng có thể coi là bản lĩnh ẩn hình. Phường Tiểu Mạc ở Tiểu Mạc Sơn cũng không lớn, tổng thể nó giống như một cái thôn, sở dĩ sử dụng phường để gọi cũng chỉ để phù hợp với yêu cầu đồng nhất tên gọi từ quan phủ chỉ chốc lát sau hắn đã đến nhà của tiền tam thân thể lói lên đã nhảy tới trốn đằng sau một gốc cổ thụ âm u nhà của tiền tam tiền tam đang uống rượu vừa uống vừa kể lại chuyện hôm nay một phụ nhân xinh đẹp ngồi trong ngực gã nhẹ nhàng cười mà rót rượu cho gã đồng thời cười nói ông hôm nay ngài thật mạnh mẽ ngài còn không cần ra tay phan hòa thượng đã bị bọn người đó đánh đập rồi tiền tam lặng lẽ cười nói bà nương cái này gọi là lòng người gọi là dự thế nói cho nàng cũng không hiểu được chờ thêm một thời gian ta sẽ tập hợp lại tất cả thợ săn trong phường tiểu mặc rồi vào núi đi săn khi đó trong tay ta có thịt ở trong cái thôn này ta muốn làm gì thì làm phụ nhân nói phi chưa hợp đủ đâu trong phường có tổng cộng 6 nhà thợ săn bây giờ chàng mới chỉ có chuẩn săn trứng của nhà thái hoa còn thiếu bốn nhà đâu tiền tam nói rót rượu cho ông ông thu thập từng người bọn họ phụ nhân vòng tay ôm cổ gã và nói ông nghe nói ở một số nơi chỉ cần một miếng thịt nhỏ như lòng bàn tay cũng đủ để ngủ với lão bà nhà người khác có thật như vậy không tiền tam nói thật ngay tại phường triệu gia bên cạnh như là ngủ ở ngay trước mặt nam nhân của nhân gia chồng nhân gia còn đứng canh cổng đâu phụ nhân cười vui vẻ sau một hồi nam nhân say khướt đẩy ngã phụ nhân xuống giường cởi quân chuẩn bị tới cưỡi cưỡi lại đột nhiên nhân mày nói nàng ngủ trước đi ta đi đại tiện một chút tiền tam đỏ mặt kéo quần lên lại ngông nga giai điệu gì đó không rõ nghiêng ngả đi ra khỏi nhà đi hơn trăm mét thẳng tới trước một cái nhà xí lộ thiên cởi quần ngồi xổm xuống lúc này ở phía xa trong một góc tối mà gã không nhìn thấy một cái hắc ảnh đã bắt đầu lén lút di chuyển hắc ảnh này phát ra âm thanh rất nhẹ mỗi bước đi đều bị hòa vào âm thanh tự nhiên mà không bị người khác phát hiện rất nhanh hắc ảnh đã cách tiền tam khoảng 20 bước hắc ảnh quét mắt bản thân thực lực tổng hợp là 5 đến 6. sau đó hắc ảnh lại quét mắt tới tiền tam đang ngồi trên hầm cầu thực lực tổng hợp là không đến một. Hắc ảnh dùng tay trái nắm cung, tay phải nhanh chóng mò lấy ống tên. Đúng lúc hai ngón tay vừa sờ trúng mũi tên, lại đột nhiên dừng, thả tay xuống đất mò một viên đá nhỏ. Dùng đá bắn đạn cũng là một kỹ thuật bắn cơ sở mà một thợ săn cần nắm vững, thường được sử dụng để đối phó với động vật nhỏ. Mục đích nhằm làm động vật hôn mê để giữ được da lông hoàn chỉnh, từ đó bán được với giá tốt hơn. Tiền Tam đang ngồi sổm trên hầm cầu, lắc lắc cái đầu, uống rượu làm cơ thể nóng lên, cho nên ngồi sổ ngoài trời cũng không cảm thấy lạnh. Ba ngày, cho ngươi đúng ba ngày, nguyên tử, ngày mai lão tử lại đến tìm ngươi, hắc, tiền tam thì thầm trong miệng. Vào đúng lúc này, một viên đá vô thanh vô tức vượt khoảng cách hơn 10 thước, xé toạc bóng tối, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo mà đến, va mạnh vào chán của tiền tam, ây ây. Cảm giác đau đớn mãnh liệt trong chớp mắt truyền đến, đồng thời, tiền tam cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, hoàn toàn không kiểm soát được mà trượt ngã về sau, bịch một tiếng, rơi xuống trong hầm cầu, dần dần chìm xuống. Khi té xuống hầm cầu, Tiền Tam đã hôn mê bất tỉnh. Cơ thể rơi xuống hầm phân chỉ giật giật hai cái đã dần dần chìm hẳn xuống. Dưới ánh trăng, Lý Nguyên nhìn thấy viên đá kia đã lọt vào đũng quần của Tiền Tam và cùng rơi xuống hầm cầu, như thế ngược lại đỡ một phen công chuyện cho hắn. Không thể nào có người vét cả cái hầm cầu, tìm được hòn đá kia và rồi nghi ngờ tới hắn chứ, chuyện này quá không thực tế đi. Tuy nhiên, Lý Nguyên cũng không lập tức rời đi mà là nhanh chóng lấy tiếp một hòn đá nữa từ trong ống tên, tiếp đó hắn đứng lặng giữa trời đông giá rét cơn gió mùa đông này như con dao cắt qua mu bàn tay và gương mặt của hắn nhưng hắn vẫn đứng yên và im lặng quan sát lý do thứ nhất là để xác nhận tiền tam có chết hay không lý do thứ hai là để kiểm tra xem có người nào ở gần đây hay không nếu có người người đó cũng sẽ không biết tiền tam bị viên đá bắn chúng mới rơi xuống hố phân trời đêm tối đến như vậy còn có gió thổi mạnh làm sao nhìn thấy rõ được nhưng người này khi thấy tiền tam rơi xuống hố Chắc chắn sẽ đến cứu giúp. Lúc đó, hắn cũng phải nghĩ ra kế hoạch khác. Còn việc tại sao không dùng mũi tên? Dùng mũi tên quá nổi bật, người khác rất dễ dàng thông qua việc tiền tam đi tìm hắn mà liên tưởng đến hắn. Lý Nguyên kiên nhẫn đợi trong khoảng thời gian nửa nén nhang, thấy tiền tam trong hầm cầu không có động tĩnh gì và cũng không có ai lại gần. Hắn mới cúi người, lao nhanh qua bóng dâm trong rừng rậm, hướng về nhà mà chạy. Không lâu sau khi Lý Nguyên rời đi, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa nhà tiền tam ánh trăng chiếu rọi lên hình dáng của người này lộ ra một cái đầu chọc sáng láng mặt mũi thì sưng bầm y mặc áo vải và tay cầm một cái côn sắt ống tay áo cuốn lên trên cánh tay cũng có vài vết bầm tím ngắt tuy vậy đôi mắt y vẫn rất sáng sáng như ngọn lửa trong đêm y ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa nhà tiền tam hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên hung ác nhất chân đạp bay cánh cửa bành cửa bị đá văng tiền tam con mẹ nhà ngươi hôm nay ta muốn thay trời hành đạo vì dân trừ hại gã đầu chọc giận dữ hét lên cầm côn sắt lao vào trong trong nhà vang lên tiếng thét của một nữ nhân phan hòa thượng ngươi đang làm gì vợ của tiền tam túm lấy áo mỏng và kéo chân lên lớn tiếng quát cứu mạng tam gia cứu mạng phan hòa thượng điên rồi lý nguyên không biết những chuyện này lúc này hắn đang mò mẫn trở về nhà vượt qua hàng rào nhẹ nhàng đẩy cửa vào hắn vội vàng cởi áo và quần lạnh như băng rồi cởi giày và cẩn thận leo lên giường có lẽ diêm ngọc cảm thấy có người lên giường mơ mơ màng màng thủ thủy nguyên ca nhi diêm tỷ lý nguyên đáp lời đi lâu không mới một lát thôi ưm ừ, diêm ngọc mơ mơ màng màng cũng không nhận thức được thời gian chỉ có âm thanh yêu kiểu cô duỗi chân nhỏ ngoắc vào chân của hắn muốn nằm vào trong lòng nam nhân nhưng vừa chạm vào diêm ngọc không nhịn được mà rên nhẹ ôi hỏi nhỏ nguyên ca nhi sao chàng lạnh thế lý nguyên nói bên ngoài lạnh lắm vậy nhanh ôm ta đi ta đang ấm lắm diêm ngọc vươn tay kéo chăn đắp kín cả hai người, quấn chặt lại, sau đó dính sát thân thể với chỗ lạnh trên người Lý Nguyên. Không lâu sau, trong chăn ấm áp, còn ấm hơn cả lò than. Lý Nguyên ôm chặt nữ nhân trong ngực, người nương tử này thật biết thương nam nhân. Đột nhiên, nữ nhân trong ngực hắn lẩm bẩm, "Nguyên Ca Nhi, hay là chàng đừng đi săn cùng Tiền Tam nữa. Ta thấy Tiền Tam kia không có ý tốt, chàng và hắn không phải cùng một loại người, đi cùng chắc chắn không có quả ngọt để ăn." Nhưng sau khi nói xong, cô lại nghĩ đến hậu quả khi không đi không nhịn được mà khóc lên oa 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 cái miệng nhỏ không ngừng nỉ non làm sao đây nguyên ca nhi chúng ta phải làm sao đây ngày hôm sau trời vừa sáng cả phường tiểu mặc lập tức nóng này phan hòa thượng giết người rồi phan hòa thượng giết người rồi hắn sao dám làm thế ba ngày vừa bị chọc tức vậy mà tới tối đã đi chút giận là sao hôm qua lý nguyên thức cả đêm hơn nữa dây thần kinh còn phải luôn kéo căng rồi lại còn phải mây mưa với diêm ngọc lúc này hắn vẫn chưa thức dậy diêm ngọc thì tinh thần khá tốt lúc này cẩn thận đẩy cửa ra đi dạo quanh sân vừa thấy vương thẩm cũng đang ở ngoài liền chạy sang nghe được tin phan hòa thượng đã giết người nội tâm cô tò mò và cảm thấy một chút chờ mong khó hiểu vương thẩm có chuyện gì vậy vương thẩm thì linh thông tin tức ghé sát lại lỗ tay cô nói nhỏ diêm nương từ a tối qua phan hòa thượng đi tới đánh chết tiền tam hả diêm ngọc chừng to mắt có chút không dám tin trong lòng lại vui vui khó hiểu nhưng ngay sau đó cô nhân mày nói không đúng tiền tam cơ bắp như vậy phan hòa thượng lúc sáng vừa bị đánh làm sao có thể đánh thắng được tiền tam vương thẩm nói ta cũng không biết chờ xem đi ta cũng đang tò mò ừm diêm ngọc rất sợ tin tức không chính xác và cũng có một chút lo lắng cô nhón chân nhìn tới xa xa do dự liệu có nên đi ra xem hay không nhưng ngay sau đó cô lại từ bỏ ý định đó nam nhân trong nhà đã bảo cô tránh xa trốn đông người cô phải nghe lời cho nên cô đứng tại chỗ chờ hy vọng và mong đợi sau khi thấy có người từ hướng nhà tiền tam trở về, cô và Vương Thẩm chạy đến hỏi. Vừa hỏi mấy câu, tin tức vô cùng xác thực. Diêm Ngọc rất mừng, có cảm giác như đang đón Tết. Cô cố kiềm chế niềm vui, nhưng trong lòng đã bắt đầu hát, hôm nay là một ngày tốt lành. Đột nhiên, nam nhân được hỏi nói một câu, Diêm Nương Tử, hôm qua hình như tiền tam có đến nhà ngươi để tìm Nguyên Ca Nhi phải không? Diêm Ngọc sửng sốt, rồi thở dài, buồn rầu nói, tiền ca muốn Nguyên Ca Nhi đi theo hắn, tiền ca là người có nhiều bản lĩnh a ta nói với nguyên ca nhi là phải đi theo học hỏi tiền ca nguyên ca nhi thì sao hắn cũng lo lắng mới thời gian trước còn không phải là bị lợn rừng đuổi hay sao vết thương kia dính tới xương cốt hắn ước gì thương thế sớm lành còn đi săn với tiền ca tại sao lại như vậy ôi nguyên ca nhi nhà ta là người không có phúc a đến giữa trưa lý nguyên bình chân như vậy mà ngáp một cái rời giường sỏ dày lại nghe thấy diêm ngọc ở dưới nhà đang vui vẻ ngâm nga diêm tỷ có chuyện gì mà vui vẻ thế? Nghe thấy nam nhân hỏi, Diêm Ngọc thả xuống củi đốt, đưa gương mặt nhỏ đỏ rực do lò sưởi sấy khô tiến lại cạnh giường và nói, ôi, Nguyên Ca Nhi, chàng thấy hay không nè, đêm qua tiền tam chết. Ta nói Phan Hòa Thượng thật đúng một cái lòng hiệp nghĩa, ban ngày thì binh vực kẻ yếu giúp nhà Thái Hoa tẩu, ban đêm lại cầm côn sắt tới đánh tiền tam rớt xuống hầm phân, thật đúng là hiệp khách. Lý Nguyên sửng sốt một chút, còn có chuyện thế này, hắn giết người nhưng lại để Phan Hòa Thượng cõng nổi nhưng việc này cũng hợp lý đến lạ dĩ nhiên hắn không thể đi giải thích được riêng ngọc đừng vui quá như vậy nếu bị ai nhìn thấy sẽ không tốt đâu biết biết ta có ngốc đâu riêng ngọc nói thêm dăm ba câu sau đó lại chạy lại bếp lò nhóm lửa chỉ chốc lát sau trong phòng thoang thoảng mùi cơm chín riêng ngọc ngừng thêm củi vào bếp đứng dậy sới cơm hỗn hợp khang cốc ngô đậu ở trong nồi sắt đã trở thành món ăn nóng hổi lý nguyên trước khi xuyên không chưa từng ăn món này và cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ ăn nhưng bây giờ hắn không thể không ăn trong miệng không cảm nhận được hương vị nào nhưng diêm tiểu nương tử thì chưa từng được ăn thịt cá nên thấy cũng chẳng sao sau khi đưa hai bát cơm lên bàn cô lại bưng tới một cái chén nữa trong chén là một ít cà rốt khô nguyên ca nhi đổi từ nhà vương thẩm đây có vị mặn ăn được với cơm diêm tiểu nương tử nói xong cô gắp một miếng cà rốt khô trông ngon nhất cho nam nhân nhà mình lý nguyên thì hít một hơi bắt đầu lấp đầy cái bụng cơm này vừa khô vừa thô không có chút dầu mỡ hắn ăn nhanh xong đặt xuống bát đũa rồi nằm xuống giường tiếp tục nghỉ ngơi diêm tiểu nương tử ăn chậm rãi đột nhiên nhìn lý nguyên một cái và hỏi nguyên ca nhi có phải chàng đã cường tráng hơn không lý nguyên trả lời ở nhà không làm gì nên tăng cân thôi diêm tiểu nương tử nói không không phải vậy chàng thật sự tráng cái eo của chàng còn rất mạnh nữa nha nói xong cô đột nhiên đỏ mặt lý nguyên bất ngờ hỏi mặt sao hồng thế có hỏi Vương Thẩm, tỷ ấy kể nam nhân nhà tỷ ấy rất giỏi chuyện giường chiếu, nhưng so sánh với Nguyên Ca Nhi ta thấy còn thua xa. Diêm tiểu nương tử càng đỏ mặt hơn, nói, không nói nữa. Đang ăn thì tiếng ồn ào vang lên từ ngoài cửa. Diêm tiểu nương tử cầm bát đũa đến gần cửa, tựa lưng vào khung cửa, đôi giày thêu vượt qua bậc thềm, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. A, à, Nguyên Ca Nhi, đến xem đi. Có chuyện gì vậy? Đến xem đi mà. Diêm tiểu nương tử vẫy tay, nha môn đang dắt Phan Hòa Thượng ra ngoài phường này. Lý Nguyên đứng dậy, đi ra ngoài nhìn. Ở bên ngoài, trên con đường nhỏ bằng đất giữa phường, một gã đầu chọc bầm dập mặt mũi, hai tay đeo gông cùng đang bị một nha dịch dắt đi phía trước, phía sau còn có một người mặc thường phục đeo đao, dường như đi cùng với nha dịch. Hai bên là từng nhóm người tụ năm tụ ba đang vừa nhìn vừa bàn luận nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh rất nhỏ, như thể lo sợ bị người khác nghe thấy. Diêm tiểu nương tử nhón chân lên nhìn xem, lẩm bẩm, Phan Hòa Thượng này giết người sao lại không chạy trốn, mà lại chờ nha dịch tới bắt. Nhìn một lúc, cô lại nói, tam gia này chắc có quan hệ tốt với quan phủ, nha dịch đến nhanh như vậy mà. Nguyên ca nhi, liệu tiền gia có gây rắc rối cho chúng ta nữa không? Khi nói đến điều này, Diêm Tiểu Nương Tử lại trở nên lo lắng. Gây rắc rối gì, sẽ không đâu. Lý Nguyên thuận miệng đáp lời, không còn để ý đến cô nữa. Còn việc tại sao Phan Hòa Thượng không chạy trốn, chỉ cần suy nghĩ một chút là có câu trả lời xung quanh tiền gia vẫn có người ở một khi xảy ra việc gì người bên cạnh chắc chắn sẽ xuất hiện mà những người này đều có quan hệ tốt với tiền gia phan hòa thượng không phải là cao thủ tuyệt thế gì động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ bị những người đó chạy tới chế phục hắn lắc đầu trong lòng thở dài nhưng hắn có thể làm gì nữa lúc này hắn quan sát những chữ số xung quanh nha dịch người rất sợi xích kia bên hông rất một con dao con dao này là dùng để giết người tốt hơn con dao chặt củi của hắn không biết bao nhiêu và thực lực tổng hợp là 4 đến 5. Còn người mang thường phục kia thì mạnh hơn nhiều, thực lực tổng hợp là 19 đến 20. Làm sao lại chênh lệch lớn đến vậy? Lý Nguyên suy nghĩ một chút, đã nghĩ ra. E là thế giới này không phải là cổ đại thông thường, mà ít nhất cũng là một cái thế giới võ hiệp đê võ. Người có thực lực tổng hợp cao nhất kia chắc chắn đã luyện võ công rồi. Trước khi Lý Nguyên xuyên không, hắn cũng từng đọc tiểu thuyết võ hiệp, trong tiểu thuyết, cao thủ giang hồ và người thường không phải là người của hai thế giới sao. Cùng ngày, Lý Nguyên không vội ra ngoài đi săn, mà chuẩn bị quan sát thêm. Đợi cho gió êm sóng lặng rồi lại lên núi, dù sao trong nhà vẫn còn hai đồng tiền lớn chưa sử dụng, vẫn có thể nhịn được. Chỉ là khổ cho cái dạ dày thôi. Dù sao chịu thêm một chút, vẫn còn hơn qua loa dẫn tới mất mạng. Trong bóng tối, Diêm Tiểu Nương tử thổi tắt ngọn nến, cởi xuống y phục lộ ra đôi chân trắng như tuyết, rón rén bỏ vào lòng nam nhân nhà mình, nằm ôm nhau dưới lớp chăn. Lý Nguyên vuốt ve vai cô, lại trở nên gầy hơn, hắn ôm chặt tiểu nương tử tiểu nương tử cảm thấy hành động của hắn cũng áp sát lại trong ngực hắn cái gọi là như keo như sơn cũng chỉ như vậy lý nguyên nghĩ tới chữ số trên đầu người đeo đao ban ngày nói với nữ nhân nhà mình đang nằm bên gối diêm tỷ ta chưa bao giờ hỏi tỷ và diêm huynh là quan hệ gì diêm huynh tên là diêm mục chính là người bằng hữu cũ rất có phong phạm giang hồ hào hiệp kia và cũng chính diêm mục đã sắp xếp diêm ngọc ở đây trước khi rời đi từ đó một đi không trở lại Diêm Ngọc đỏ mặt nói, hắn là cháu ngoại của ta, ta là gì nhỏ của hắn, trong nhà ta có bối phận lớn hơn, khụ khụ, Lý Nguyên thật không biết nói gì. Chuyện bối phận này nên nói như thế nào đây? Dì nhỏ của đại ca là nữ nhân của hắn, vậy đại ca gọi hắn là gì, huynh đệ hay là dượng? Diêm Ngọc đỏ mặt nói, mỗi người một cách nói. Lý Nguyên tò mò hỏi, nhưng nếu nàng là dì nhỏ của Diêm Huynh, vậy thì phụ mẫu của hắn ở đâu? Và tại sao hắn lại sắp xếp nàng ở nhà ta? Diêm Ngọc buồn bã nói, nhà chúng ta bị cướp biển tấn công chỉ có mình ta sống sót diêm mục nói là hắn muốn hộ tống một vị quan tốt đến thành ngọc kinh về việc làm gì diêm mục không nói với ta ta biết hắn không nói cũng là vì tốt cho ta thành ngọc kinh tức là hoàng đô nhưng lý nguyên không quan tâm đến điều đó hắn chỉ hỏi vậy diêm huynh có võ công cao không diêm ngọc nói ta cũng không rõ lắm diêm mục luôn ở bên ngoài sau này khi nhà gặp cướp biển hắn mới trở về trong lúc nói chuyện diêm tiểu nương tử bỗng nhớ ra đúng rồi ta nghe hắn nói qua mấy câu như gì mà võ đạo phân cửu phẩm võ giả nhập phẩm lực không thể địch lại gì mà luyện pháp nhất đạo ở tại huyết chư huyết dưỡng chư long huyết dưỡng long lục phẩm sinh mệnh đồ sách có thể cải mệnh võ đạo chia thành chín đẳng cấp võ giả nhập phẩm máu heo dưỡng heo máu rồng dưỡng rồng sinh mệnh đồ sách lý nguyên đã tìm thấy câu trả lời trên thế giới này không chỉ có công pháp mà còn chia thành chín phẩm mà khi đạt tới lục phẩm sẽ sinh ra chất biến. Vậy từ bây giờ trở đi, hắn càng phải cẩn thận hơn. Hắn im lặng, Diêm Ngọc cũng không nói gì. Không lâu sau đó, trong bóng đêm truyền đến âm thanh khiến người ta xấu hổ. Sau một hồi, tiểu nương tử đã ngủ say, Lý Nguyên nghiêng đầu nhìn cửa sổ đã được dán lại, im lặng một lúc rồi cũng chậm rãi nhắm mắt. Ngủ thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau ba ngày, những lương thực mà họ đã mua trước đó đã gần hết diêm ngọc và vương thẩm quyết định cùng đi mua thêm từ cửa hàng lương thực của cái thương nhân lòng dạ đen tối kia vương thúc vốn là một chân chạy bàn trong tử lâu trên huyện nhưng hai ngày gần đây tử lâu kinh doanh không tốt hắn cũng không đi làm trong nhà lại không có việc gì y liền kéo một trai một gái cùng đi mua lương hai nhà ở gần nhau cũng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau cộng thêm cửa hàng lương thực cũng gần lý nguyên liền không để ý hiện tại vẫn còn quan phủ ít nhất là chị an cơ bản vẫn phải có ba ngày ban mặt đi cửa hàng mua lương đi cũng đi quan đạo, trừ khi có sơn tặc cướp biển vào huyện, nếu không thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, hắn quyết định đi lên núi xem thử. Từ khi tiền tam chết, đã trôi qua năm ngày. Bụi bặm nên lắng xuống thì cũng đã lắng. Ở bên ngoài, Phan Hòa Thượng bị giam trong đại lao của huyện Nha, sau mấy ngày nữa sẽ bị vấn chảm. Ở trong phường Tiểu Mặc, tiền ra có năm huynh đệ, nhưng không phải ai cũng làm thợ săn. Thậm chí tiền đại, tiền tứ và tiền ngũ thường xuyên chạy việc bên ngoài. Khi hung thủ đã bị bắt, họ cũng không quan tâm. Ở trong thôn này chỉ còn lại tiền nhị. Tiền nhị là đầu lĩnh của một đám lưu manh, thủ hạ có 4 năm cái tùy tùng. Hắn biết kế hoạch chỉnh hợp đám thợ săn, sau đó toàn được nhậu nhẹt ăn ngon của tiền tam. Tiền tam chết, hắn định tiếp tục kế hoạch đó. Nhưng không ngờ, ngày Phan Hòa Thượng rời thôn đã trực tiếp hô ra dự định của tiền gia. Phan Hòa Thượng làm sao biết được, quỷ mới biết. Có lẽ lúc đó vợ của tiền tam hoảng sợ nên đã nói hết mọi chuyện ra ngoài. Bởi vậy, mấy thợ săn trong thôn không làm nữa bọn họ trực tiếp liên minh với nhau nếu tiền nhị dám đến bọn họ dám đánh không hề sợ hãi trong lúc nhất thời tiền nhị cũng không có cách gì bảo hắn đi săn hắn cũng không săn còn nhóc tiểu phi cầm chuẩn săn trứng của thái hoa thúc chỉ là thằng lưu manh lông còn chưa mọc bảo đi dạo người thì được chứ dọa dã thú vẫn là thôi đi vì thế hoàn cảnh đi săn đã có lý nguyên quyết định đi lên núi xem thử trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị cần lắm chút vị mặn vị thịt. Lý Nguyên quen đường đi vào vùng ngoại vi tiểu Mạc Sơn, chữ số 5 đến 6 bay quanh người khiến hắn tự tin hơn. Mặc dù bây giờ chưa có được công pháp, nhưng hắn cũng không quá vội vàng, ưu tiên của hắn là sống sót và tránh xa nguy hiểm. Công pháp có thể cầu thì cầu, không được thì chờ, liều lĩnh mà đi khắp nơi tìm công pháp như một con ruồi không đầu, sẽ thật sự có công pháp rơi từ trên trời xuống sao. Không có công pháp, vậy thì tạm thời nâng cấp xã tiễn và truy tung lên tối đa trước săn được thú cũng có thể lấp đầy cái bụng nếu có dư tiền thì nghĩ cách chuyển đến khu nhà mới an toàn hơn không lâu sau hắn đi tới con suối ở ngoại vi phải có một cái nhìn trước đã không thấy con mồi nhưng có ba hán tử ngồi cùng một chỗ dường như đang trò chuyện gì đó ở cọc gỗ bên cạnh còn trói ba con chó nhóm ba hán tử này là liên minh thợ săn ở trong phường tiểu mặc là ba người mà tiền tam dự định thu lưu nhưng chưa kịp trong nhóm đó có một người tinh mắt thấy trong rừng có người gã nhìn kỹ lại và nhận ra được là ai liền hô lớn là nguyên tử phải không lý nguyên đi tới người đó nhìn rõ dáng vẻ thân thiện cười nói nguyên tử vết thương đã lành sao lại không nói một tiếng với huynh đệ lý nguyên cũng cười nói hùng ca người vừa mới dưỡng khỏe lên núi đi dạo một chút đồng thời ánh mắt hắn cũng lướt qua ba người này người nói chuyện dáng không cao nhưng thân hình rắn chắc đang mặc một chiếc áo da màu đen cái áo da này được làm từ da của gấu đen tất nhiên con gấu đen này là do gã săn được Thành tích này khiến tiền tam Cũng không dám chơi chọc gã Mà trong phường có mấy người gọi gã là Hùng Ca Cứ gọi gọi như vậy dần đà tên thật Cũng không quan trọng nữa Chữ số bên cạnh Hùng Ca là 3 đến 4 Con chó phía sau gã là 1 đến 2 Nếu đến khi Hùng Ca dắt theo con chó Thì sẽ là 4 đến 6 Có được bản lãnh này hèn gì tiền tâm sợ gã Hai người bên cạnh Hùng Ca Một là Trương Nỗ Lực Một chàng trai cao lớn với khuôn mặt trẻ con Là một tay săn thú mới Cha y giải nghệ và y mới đi săn chưa bao lâu, người còn lại là Trương Sơ Lục, trên mặt bị rỗ, thường được gọi là Trương Ma Tử. Chó của hai người họ đều có chữ số là 1 đến 2, mà thực lực của bản thân họ cũng là 1 đến 2, có vẻ như bọn họ và Lý Nguyên trước đây đều ở cùng một cấp độ, chỉ có thể lăn lăn ở khu vực ngoại vi tiểu Mặc Sơn. Nhưng hai người họ tốt hơn Lý Nguyên, chó của Lý Nguyên chết, con của bọn họ thì sống. Hùng ca vỗ nhẹ vai Lý Nguyên và khen, "Vạm vỡ, có vẻ như Diêm Nương Tử thường giấu không ít thịt nhỉ?" Đây là chờ lúc ngươi bị thương rồi mới lấy ra bồi bổ cho ngươi a." À. Hết câu, gã lại cười nói, "Bà nương nhà ta cũng vậy, ta không bị thương thì nàng cũng không lấy ra, ha ha." Bên cạnh, Trương Nỗ Lực nói, "Nguyên Tử Ca, gia nhập với bọn ta đi." Hùng Ca giơ tay lên, Trương Nỗ Lực liền im lặng. Hùng Ca ôm vai Lý Nguyên và nghiêm túc nói, "Huynh đệ à, Tiền Tam kia định hại chúng ta, may mà Phan Hòa Thượng phát hiện, nếu không chúng ta thật sự sẽ gặp chuyện." Nhưng Tiền Tam chết nói không chừng sẽ còn có người khác muốn làm khó chúng ta tiền nhị kia là một có như tiền nhị cũng chết nhưng chắc chắn vẫn có người thèm đám thợ săn chúng ta những tên lưu manh kia chỉ chăm chăm vào thịt chúng ta săn được bảo đám chúng nó tự đi săn chúng nó biết săn sao hùng ca hùng hùng hổ hổ sau đó lại nói huynh đệ chúng ta phải tập hợp lại với nhau người đông sức lớn lúc đó không cần phải sợ ai cả thịt săn được bốn huynh đệ ta chia đều được không lý nguyên có chút do dự trương nỗ lực nói nguyên tử ca hùng ca đi săn giỏi lắm theo hắn nhưng thịt chúng ta vẫn còn có thể chia đều đây là hùng ca quan tâm chúng ta trương ma tử ở bên cạnh lại khuyên nguyên tử đi cùng đi bốn huynh đệ chúng ta rượu uống bát to thịt ăn miếng lớn đám lưu manh kia dám tới thì chúng ta đánh lại hôm qua cái gì tiểu phi còn dám tỏ vẻ ngông cuồng trước mặt chúng ta hùng ca ngứa mắt đánh hắn tới mẹ hắn còn không nhận ra nhưng hắn còn có thể làm gì bây giờ khắp nơi đều là thiên tai thời đại cũng đang hỗn loạn bốn huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ khởi được một cái sự nghiệp khi đó có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia ban đầu lý nguyên còn động tâm dù sao nếu lẫn vào một nhóm nhỏ cũng sẽ không quá nổi bật nhưng sau khi nghe những lời của trương ma tử rồi nhìn thấy sự nhiệt huyết và không an phận trong ánh mắt của cả ba người hắn lập tức có quyết định hùng ca ngươi nhớ tới người huynh đệ này ta rất vui nhưng huynh đệ không có ước mơ lớn chỉ muốn săn một ít thú sống cuộc đời bình dị không tranh không cướp với người khác chỉ cần êm ấm hòa thuận với vợ với con là đủ rồi chúng ta cũng vậy ha ha trong mắt hùng ca lộ vẻ bất ngờ nhưng vẫn cười ha ha lý nguyên nói thật sự cảm ơn hùng ca nếu không có việc gì khác thì ta đi quanh xem xét tình hình một chút trương ma tử nhíu mày quay đầu gọi nguyên tử ngươi đang nghĩ gì thế hùng ca phất tay nói được rồi nguyên tử khác với chúng ta chúng ta thực sự muốn thổ lộ tình cảm muốn làm huynh đệ bây giờ ngươi chưa hiểu cũng không sao khi nào ngươi thấu hiểu rồi cứ tới tìm ca ca cảm ơn hùng ca lý nguyên cười đáp lễ rồi quay lại đi tới phía xa thấy người đã đi xa trương ma tử bắt đầu nói kháy nguyên tử này thật không biết điều hùng ca nói đừng nói nữa người ta cũng lịch sự rồi e là bị con lợn rừng kia đuổi mất dũng khí tới lúc hắn không thể tự săn được con mồi tự nhiên sẽ quay lại tìm chúng ta trương ma tử cười hà hê bên cạnh trương nỗ lực cũng cười theo hùng ca nói chớ để ý tới hắn nữa, hôm nay chúng ta thử đi tới ngọn núi thứ hai. Trương Ma Tử vỗ vỗ mông, đứng dậy nói, nghe theo Hùng ca. Ba người dắt chó đi sâu vào trong núi. Lý Nguyên nhìn ba người đi vào ngọn núi thứ hai, rồi mới lặng lẽ đi theo tới sơn khẩu. Sau khi vào trong, hắn ẩn nấp sau một gốc cổ thụ, nhìn thấy ba người đi vào một hẻm núi, hắn mới đi vòng qua hướng khác. Lúc này, tác dụng của truy tung cao cấp được phát huy. Hắn có thể tận dụng môi trường xung quanh để thu liễm hơi thở, cũng như di chuyển nhẹ nhàng hơn, y như một con mãnh thú chuẩn bị đi săn, bước chân lướt mặt đất mà đi tới nơi xa hơn. Sau ngọn núi thứ hai, hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn so với vùng ngoại vi tiểu Mặc Sơn, chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên đã nhìn thấy một con lợn rừng. Con lợn rừng đó đang ủi đất, không biết đang làm gì và trên đầu nó đang bay bay chữ số 3, 4. Lý Nguyên nhẹ nhàng rút một mũi tên từ trong ống tên ra, sau đó do dự một chút rồi thả xuống giết một con lợn rừng lớn như vậy khi trở về sẽ quá nổi bật nên tìm con mồi nhỏ hơn hắn nhẹ nhàng rút lui con lợn rừng thế mà không phát hiện ra hắn lách qua con lợn rừng lý nguyên bắt đầu đi về phía khác khi đi một lúc đi nửa ngày vẫn không thấy con mồi nào cả trong rừng giống như mê cung nhìn ở đâu cũng giống nhau lý nguyên lập tức nghĩ tới chỗ tốt khi có một con chó săn nếu có thể nuôi một con chó săn tốt thì sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu công sức mũi chó rất nhạy bén người được mùi liền có thể dễ dàng lần theo con mồi, như thế hiệu quả hơn nhiều so với việc lảng vảng như này. Khi đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên Lý Nguyên dừng lại, hắn thấy một con gà rừng đang đi giữa bụi cỏ thấp ở phía xa. Con gà rừng này vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, móng vuốt đè lên cành cây khô, phát ra âm thanh ken két, mà trên đầu nó thì bay bay chữ số 0, 1. Con gà rừng liếc trái, liếc phải. Bụi cây thấp vừa đủ che chắn cơ thể của nó. Nhưng đối với Lý Nguyên, chữ số 0, một trên đầu con gà rừng quá nổi bật. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên đá tròn. Gà rừng đi chốc lát, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm và vội quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một tia sáng xẹt đến, bạc. Viên đá đập vào ngay đầu con gà rừng, xương đầu lập tức nứt ra, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Lý Nguyên nhanh chóng đi lại và nắm lấy con gà rừng nhét vào bao bố đã chuẩn bị trước, sau đó nhanh chóng quay trở lại. Sau khi cõng bao tải trở về phường Tiểu Mặc, Lý Nguyên nhanh chóng đi về nhà vì gà rừng chưa chảy máu nên không có mùi máu, nhưng vẫn không thể qua được những người tinh mắt. Trên đường, có một số người đã nhìn thấy Lý Nguyên. Nguyên tử, săn được cái gì thế? Nguyên tử, hôm nay may mắn thật nha, không biết là nhặt từ cái bẫy của nhà nào đó. Gì vậy, gà rừng, thỏ rừng. Lý Nguyên chỉ cười, một con gà rừng nhỏ, tình cơ gặp trên núi, may mắn, may mắn thôi. Khi trở về nhà, Diêm Ngọc vẫn chưa trở về. Lý Nguyên đợi một lúc, nghe thấy tiếng ồn từ hàng rào, hắn mới ngó ra ngoài nhìn và nhìn thấy một tiểu nương tử đang cõng giỏ trúc lớn và đẩy cửa đi vào cô mặc áo rách rách bẩn bẩn ngực phẳng bụng mỡ trên mặt còn dính cho bụi dáng vẻ này khiến lý nguyên thấy thật buồn cười tuy nhiên trong thế đạo này chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp chút xíu thì cũng có thể gặp rắc rối dù hiện tại không gặp phải nhưng nếu bị người khác chú ý và quan tâm thì sau này sửa đổi cũng không tránh nổi tai họa trong thời loạn người bao lớn ăn bao thịt dù vậy vẫn có người để ý đến Phương pháp an toàn nhất là có 10 phần thịt thì chỉ ăn 3 phần. Diêm Nương tử mở cửa, vừa thấy Lý Nguyên cô liền nhỏ nhẹ nhàng than thở, "Ai, Nguyên Ca Nhi, giá lương thực lại tăng nữa rồi, đã trả giá lắm rồi, nhưng hai đồng tiền lớn chỉ cho 3 cân gạo và 2 cân đậu." Cô nói, hai mắt quét qua bàn tay trống rỗng của Lý Nguyên, ánh mắt toát ra một chút oán trách nhỏ nhẹ. "Hôm nay lại không săn được gì à?" Nam nhân vô dụng, dù Diêm Ngọc thấu hiểu được nhưng cô vẫn cảm thấy chút tức giận trong lòng. Lý Nguyên cười vào trong nhà xem đi. Hả, Diêm Ngọc sửng sốt một chút, cơ thể cũng trở nên cứng đờ, sau đó nhanh chóng cõng giỏ trúc bước nhanh vào trong nhà, mắt đảo một vòng, thấy trong góc trường có một con gà rừng nằm trên bao tải. Con gà rừng kia lông bảy màu và nhìn cũng khá mập. Nguyên ca nhi. Diêm Ngọc đặt giỏ che xuống, đôi mắt sáng lên, trông như lóe lóe ra tia sáng. Trên mặt cô tràn đầy hạnh phúc, nhưng lại không biết nói gì vì quá kích động. Lý Nguyên nói, nhanh nấu cơm đi, lão ra đây sắp đói chết rồi đây diêm ngọc cười được được ngài ngồi nghỉ tí hôm nay đã vất vả rồi mùa đông trời tối sớm ở phường tiểu mặc không như huyện thành trên đường không có đèn lồng tối đen như mực nhìn ra ngoài chỉ cảm thấy cả thế giới đã bị bao phủ bởi lạnh lẽo tối tăm và cô đơn chỉ có ánh sáng trong căn nhà nhỏ mới khiến người ta cảm thấy ấm áp một chút diêm ngọc trước tiên nhổ lông gà để bán kiếm ít tiền sau đó ninh ra nửa chén dầu gà rồi chia một nửa con gà ra mâm đẩy tới trước mặt lý nguyên và nói Nguyên Ca Nhi mang cho nhà Vương Thẩm đi. Được, Lý Nguyên cầm mâm đi ra ngoài. Nhà Vương Thẩm và nhà hắn là hàng xóm, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, lần này Diêm Ngọc đi mua lương thực còn đi cùng với họ. Hôm nay hắn săn được con gà rừng về, chắc chắn Vương Thẩm cũng biết, nếu không chia sẻ gì cả, người khác dù không nói gì, nhưng vẫn sẽ xa lánh và có lời ra lời vào. Hàng xóm, nên quan hệ tốt chứ không nên trở mặt. Hành động của Diêm Ngọc là có tình người, không phải là nữ nhân trong gia đình nhỏ. Rất nhanh lý nguyên gõ cánh cửa cách không xa và hô to vương thúc vương thẩm cửa lập tức mở một nam nhân chất pháp mở cửa cười nói nguyên ca nhi muộn vậy rồi mà có chuyện gì thế không có gì hôm nay săn được một con gà rừng bà nương nhà ta bảo chia một phần qua cho nhà thúc lý nguyên cười trả lời đại hán sửng sốt ánh mắt nhìn thấy nửa con gà trong tay lý nguyên thời buổi này thịt không rẻ đâu nguyên ca nhi à nhà ngươi tự giữ lại ăn đi vương thúc là một người thật thà nhưng bên cạnh vương thẩm đã ho vài cái lý nguyên quét mắt xung quanh căn nhà thấy hai đứa trẻ ngồi hai bên bàn gỗ một cái nam và một cái nữ cả hai đều đang nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay hắn lý nguyên cười vương thúc ngươi đừng khách khí với ta nói xong hắn liền vào trong nhà vương thẩm lấy một cái đĩa để nhận thịt sau khi nhận xong lý nguyên không ở lại lâu hắn đi thẳng ra ngoài lúc tới cửa hắn tử chất phác kia vỗ nhẹ vai hắn và nói nguyên ca nhi ngươi rất trượng nghĩa hàng xóm mà lý nguyên nói xong và vừa chuẩn bị đi vương thẩm đột nhiên chạy ra cầm một cái bình nhỏ nói nguyên ca nhi nhà ta còn một ít muối để ta chia cho các người muối cảm ơn vương thẩm thế thì ta không khách khí nữa lý nguyên cười nói lý nguyên trở về nhà diêm ngọc vẫn đang nấu cơm sau thời gian một nén nhang cơm mới nấu xong cơm trộn dầu gà thịt gà nướng có muối bữa ăn này hai người tựa như quỷ chết đói đầu thai vậy ăn ăn như hổ đói nhưng vẫn không đủ thỏa mãn lý nguyên cảm thấy chưa từng ăn thứ gì ngon tới vậy sau khi ăn no diêm ngọc lại rửa chảo rửa bát rồi đun nước để cả hai người tắm rửa lý nguyên thì như một lão gia ngồi trên giường nghỉ ngơi không phải hắn lười nhác mà là mỗi khi hắn muốn làm việc diêm ngọc bên cạnh lại ngăn lại và bảo hắn đừng làm đêm xuống diêm ngọc tẩy đi hóa trang của mình trang phục bụi bẩn cũng được thay bằng áo vải nền xanh hoa trắng mặc dù nhỏ nhắn và hơi gầy nhưng đường nét vẫn cong rõ ràng khuôn mặt có chút thiếu dinh dưỡng và không trắng sáng nhưng vẫn có nét của một người đẹp và vào buổi tối muộn này lý nguyên không có chuyện gì để suy nghĩ chỉ một lúc sau hắn từ phía sau ôm lấy diêm ngọc đang làm việc diêm ngọc hạ giọng mắng chén bát vẫn chưa rửa xong lý nguyên nói nàng rửa bát của nàng đi diêm ngọc đỏ mặt bất ngờ run rẩy như bị điện giật thở hồn hển dồn dập nói được được trước tiên thổi nến thổi tắt nến đi sáng hôm sau lý nguyên ôm lấy diêm ngọc đang ngủ bỗng nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài giống như đám đông đang chạy đến đâu đó không biết đang đi làm gì diêm ngọc ngóc đầu dậy từ trong ngực hắn lộ ra dây áo lụa hồng hồng và làn da trắng bóng như tuyết bên ngoài sao lại ồn ào thế không biết ta phải đi xem xem có chuyện tốt hay chuyện xấu diêm ngọc uốn éo người bò ra khỏi vòng tay của lý nguyên cô cũng không mắc cỡ mà mặc quần áo ngay trước mặt hắn rồi nhanh chóng trang điểm nhét mảnh vụn đến khi trở nên bẩn và mập mới vội vã ra khỏi nhà vừa ra ngoài Diêm Ngọc không thể không ngạc nhiên. Lần này không cần giải thích, mắt cô tự nhìn thấy. Có ba cái đại nam nhân đang dùng mấy cây trúc gánh một con lợn rừng đi vào trong thôn. Lợn rừng đã bị mổ bụng từ lâu, máu đã chảy hết, còn ruột thì được treo trên cành cây để dâng lên thần núi. Con lợn rừng này vốn nặng hơn 200 cân, lúc này chỉ còn chưa đầy 200 cân. Nhưng ba người vẫn phải chật vật mới mang về thôn được. Ba người này tự nhiên là Hùng Ca, Trương Ma Tử, Trương Nỗ Lực. Người trong phường đều ghen tị nhìn con lợn rừng này, thậm chí còn có người đang chảy nước miếng. Khi đã đói đến nỗi không đủ tiền mua gạo, thấy một con lợn như vậy, ai có thể kiềm chế được bản thân đây chứ? Hùng ca thật là có bản lĩnh. Đúng vậy, con lợn lớn như thế, chỉ mỡ heo thôi cũng đủ ăn không biết bao lâu rồi. Hùng ca, ta cũng muốn lăn lộn với ca. Hùng ca thật là giỏi. Xung quanh, không ít thanh âm chuyển đến. Và đúng lúc này, một giọng nói thâm trầm không hợp lại xen lẫn vào. Ồ, săn được con lợn lớn như thế, không chia sẻ với người khác à, thật không thể nói nổi mà. Mọi người nhìn về hướng thanh âm phát ra, thấy là tiền nhị. Đằng sau tiền nhị là hai tên lưu manh, đứng ra từ đám đông và nói, trong phường đã có người chết đói rồi. Dù sao nếu không được toàn nhậu nhẹt ăn ngon như các ngươi thì ít nhất cũng phải để ý tới chứ, phải không, nào. Hắn giơ tay, quét mắt qua dân chúng đang xem, cố gắng xúi dục họ. Vào lúc này, Hùng ca đột nhiên để đòn gánh xuống, rút ra dao sắc từ sau lưng, lau lau trên tay áo, sau đó chỉ vào tiền nhị, hung hăng nói, đánh hắn chỉ cần đánh là có thể đến đây lấy thịt. Càng đánh mạnh, càng lấy nhiều thịt. Đây là Hùng ca ta nói. Khi lời nói vừa kết thúc, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hùng ca cũng không vội, ngồi lên con lợn rừng, vung đao cắt một cái đùi lợn béo tròn, dơ lên cua cua, người đầu tiên đánh, nhận cái này. Biết vì sao không, người đánh tiền nhị, chính là huynh đệ của ta. Về sau, nói không chừng lão Hùng ta đi săn còn dẫn theo. Vừa hết câu, không khí lại yên tĩnh một lúc, mấy cái lóc nhóc đột nhiên cầm gậy, đi lên bắt đầu đánh. Tiền nhị tức giận, hét lên, ai dám, ai dám. Nhưng mấy tiểu tử đó vẫn tiếp tục, đồng thời hét lên lăn lộn với Hùng ca. Ngày càng nhiều người tham gia. Tiền gia từng bắt nạt rất nhiều người ở phường Tiểu Mặc, bây giờ có Hùng ca đứng ra, còn có thể nhận thịt, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng đi đánh tiền nhị. Diêm nương tử nhìn đánh nhau bên kia, vội vã chạy về nhà, kể chuyện này cho Lý Nguyên, giọng điệu có chút chua chua. Mặc dù không nói rõ, nhưng Lý Nguyên đã hiểu được người ta đi săn lợn rừng, còn chàng thì chỉ săn được có một con gà rừng. Lý Nguyên lại thầm hô may mắn, may là hắn không tham gia. Nhóm Hùng Ca quả nhiên không an phận, là người có dã tâm. Liên minh thợ săn mới thành lập không bao lâu, đã trực tiếp đối đầu với tiền gia. Nguyên Ca Nhi, chàng nói, Hùng Ca đã dẫn theo chương nỗ lực và chương ma tử, liệu gã có dẫn thêm chàng hay không? Chàng với gã đều là thợ săn trong thôn mà. Trong mắt của Diêm Nương Tử đào đảo, lại lo lắng lẫn oán trách, chàng có muốn đi cùng gã không? Lý Nguyên Tiến lại ôm lấy nương tử, cười nói, "Diêm tỷ, nàng đừng lo việc bên ngoài, ta biết phải làm gì." Trong ánh mắt Diêm nương tử có chút chua xót. Con lợn rừng đó nặng tới 200 cân, toàn là thịt, ăn biết bao giờ mới hết. Nhưng cô cũng biết rằng nam nhân nhà mình không thể sánh được với Hùng ca. Hùng ca là thợ săn từng chém qua gấu đen, trong khi chồng cô chỉ là thợ săn phải nằm giường mấy ngày mấy đêm vì bị lợn rừng truy đuổi, xét về khả năng săn thú là không thể so sánh được. Và ngoài ra, diêm nương tử nhẹ nhàng phàn nàn nguyên ca nhi chàng nhìn hùng ca người ta vừa dũng mãnh vừa phóng khoáng vậy liền trực tiếp lăn lộn cùng gã sau này gã trở thành người đứng đầu phường tiểu mặc chúng ta cũng là người có thể đối đầu với tiền gia lý nguyên nghe câu này xong có chút phiền muộn lập tức nói vậy nàng lấy gã đi diêm nương tử ngơ ngác một chút nhéo tay hắn thật mạnh tức giận nói ta diêm ngọc không phải là loại phụ nữ dễ dãi sau khi quyết định cùng ngươi đời này ta sẽ không bao giờ đến gần nam nhân khác nữa nói xong cô tức giận chạy đi ngồi một mình ở góc tường bóng lưng lẻ loi quay về phía lý nguyên lý nguyên chạy đến ngồi bên cạnh cô vừa mới ngồi xuống mông của diêm nương tử đã nhích sang một bên lý nguyên đuổi theo không bỏ diêm nương tử lại nhích vào sâu hơn lý nguyên nhắc nhở diêm tỷ nàng vẫn chưa tẩy trang giận dữ như vậy không đẹp Hít diêm nương tử bất ngờ kêu lên xoay mình nằm oạt xuống giường khóc lên ngươi nói ta nghĩ về người khác lại không thích ta cơ thể cô phập phồng liên tục khóc không ngừng lý nguyên không ngờ nữ nhân lại phản ứng quá kích động như vậy hắn tiến tới gần nắm lấy tay cô diêm nương tử cũng không cử động mặc cho hắn nắm lấy diêm tỷ lý nguyên gọi diêm nương tử giấu mặt vào chăn không đáp lời diêm tỷ lý nguyên gọi lần nữa nhưng diêm nương tử vẫn không đáp lý nguyên nói diêm tỷ nếu nàng muốn ăn thịt lợn sau một thời gian ta cũng sẽ bắt một lợn rừng về nói xạo vừa thôi diêm ngọc cuối cùng thầm thì đừng nghĩ rằng là ta không biết con gà rừng đó là ngươi may mắn gặp được sau câu nói này diêm ngọc đột nhiên hối hận vội vàng đứng lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhẹ nhàng nói xin lỗi nguyên ca ta không có ý đó vừa nãy ta chỉ quá tức giận thôi chồng ta đáng tin cậy chắc chắn sinh hoạt tốt hơn nhiều so với người khác lý nguyên ôm lấy nương tử của mình nói thế thì lần sau ta lại may mắn ta cũng sẽ bắt một lợn rừng về diêm ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn hối hận nói không cần ta không muốn ăn thịt lợn chỉ cần chàng là được ta không muốn ăn thịt lợn ta không thích Lý Nguyên thấy cô không khóc nữa, cảm thấy Diêm tỷ dễ dỗ hơn so với những tiểu tiên nữ trước khi xuyên không. Hắn nhìn qua thông tin cá nhân của mình, trong mục thêm điểm đã có 36 điểm. Sau đêm nay, hắn sẽ có thể nâng cấp xạ tiễn cao cấp lên một cấp độ. Vì lợn rừng chỉ có thực lực tổng hợp 3 đến 4. Vì vậy, hắn cần học một môn công pháp để đạt đến cấp độ cửu phẩm. Chỉ khi đó hắn mới có thể yên tâm săn bắt những con thú hung dữ như lợn rừng mà không lo gặp rắc rối hắn không thể đối phó được. Với ý nghĩ còn nước còn tát, lý nguyên thuận miệng hỏi diêm tỷ lúc trước nàng luôn đi cùng diêm mục diêm mục có nói về chuyện công pháp không ví dụ như nàng biết có thể lấy được công pháp từ chỗ nào hay không đen chợ đen đúng không ta biết nhưng giờ ta làm sao đi chợ đen a à, nguyên ca nhi chàng muốn luyện võ sao diêm ngọc hiểu ý đồ của nam nhân nhà mình trong lòng suy đoán hắn có lẽ bị kích thích từ chuyện hùng ca nên muốn luyện võ để đi săn lợn rừng dù mặt cô còn chứa nước mắt nhưng vẫn cười lý nguyên gật đầu nghiêm túc nói muốn diêm ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn im lặng suy nghĩ lý nguyên thấy cô đang suy nghĩ bất chợt phấn khởi diêm tỷ có phải nàng có công pháp phải không suy nghĩ kỹ chút đi trong mắt diêm ngọc hiện lên vẻ hồi ức rồi nói nghe chàng nói chuyện này ta thật sự nhớ ra một chút ngày trước diêm mục từng nhờ người mang một quyển sách nhỏ về nhà nói để tỷ và tỷ phu của ta thực hiện một số động tác trên sách để kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe tỷ ta cũng cho ta luyện nhưng ta không cảm nhận được điều gì đặc biệt cả chẳng lẽ sách đó là công pháp lý nguyên nói diêm tỷ thử nghĩ thêm đi diêm ngọc nói có vài động tác ta không nhớ rõ nữa chàng đừng cười ta vừa nói xong cô liền đọc tâm pháp và diễn luyện các động tác cô di chuyển rất chậm nhưng tư thế lại không tệ nhìn qua như đang run run lắc lư trong gió bàn tay và cánh tay lúc thu lúc mở hơi giống với bài tập thể dục ở kiếp trước lý nguyên bắt đầu luyện theo cô diêm ngọc nói quan trọng nhất là hô hấp trọng tâm của sức mạnh và điều chỉnh trạng thái bằng tâm pháp có vẻ rất giống công pháp tuy nhiên có lẽ đây không phải là công pháp nếu không tại sao tỷ ta và ta luyện mãi mà không có hiệu quả gì cặp tiểu phu thê đóng cửa ở trong căn nhà làm nhảm chơi đùa loạn xạ mãi cho đến tối diêm nương tử đỏ mặt dừng lại tối qua ăn thịt gà hôm nay lại vận động nhiều như thế sắc mặt cô cũng tốt hơn nhiều nguyên ca nhi chỉ đơn giản như vậy chàng tự luyện thử xem ta đi nấu cơm đi đi ăn cơm sớm đi ngủ sớm còn tiết kiệm tiền nến. Ừm, Diêm Nương Tử nũng nịu trả lời, tựa như người hôm nay khóc có vẻ không phải là cô. Trong lò đất, củi phát ra tiếng nổ nhẹ. Diêm Nương Tử ngồi xổm trước bếp nấu cơm, ánh mắt lướt qua một nửa chén dầu gà bên cạnh, trong lòng cảm thấy sung sướng. Nhưng nghĩ đến tiền tiết kiệm trong nhà đã hết, trong mắt cô lại lóe lên một chút lo lắng. Trong khi đó, Lý Nguyên cảm thấy phương pháp mà Diêm Nương Tử vừa dạy hắn có khả năng thành công. Vì vậy hắn cứ lặp đi lặp lại, nhưng tới khi Diêm Nương Tử gọi đi ăn cơm, hắn cũng không thể tìm ra điều gì mới. Lúc ăn cơm, hắn hỏi, "Diêm tỷ, nàng có chắc không nhớ nhầm chứ?" Diêm Ngọc nói, "Không, trên quyển sách nhỏ chỉ có một số động tác và mấy dòng tâm pháp, làm sao ta có thể nhớ nhầm được." "Ai, Nguyên Ca Nhi, ta đã nói rồi, đây không phải là công pháp, chỉ là mấy động tác giúp cơ thể khỏe mạnh và cải thiện tuần hoàn máu thôi." Lý Nguyên không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục ăn cơm. Khi đêm dần buông xuống, trong căn nhà vang lên những tiếng êm ái và ngại ngùng. Sáng hôm sau, trong khi Diêm Nương Tử vẫn ôm Lý Nguyên ngủ say, Lý Nguyên đã nhìn lên điểm số. Đã có 42 điểm rồi. Hắn nhìn vào dấu phía sau xạ tiễn cao cấp, 0 phần 40, ở trên thanh kỹ năng và nhấn liên tiếp 40 lần. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết xông vào đầu hắn, rõ ràng là hắn chẳng làm gì nhưng lại giống như đã lắp tên kéo cung vô số lần. Hắn cưỡi ngựa kéo cung, bắn hạ con mồi, bắn hạ đối thủ, hắn bắn xuyên tâm bia ngắm trên sân huấn luyện khiến đám người trầm trồ kinh ngạc hắn ngủ ôm cung tỉnh dậy với cung trên tay sau những nỗ lực không biết mệt mỏi và sự cống hiến không từ bỏ hắn đã đột phá trong kỹ năng bắn cung lý nguyên mở mắt rút cánh tay ra khỏi đầu diêm nương tử vươn người một cái cảm giác thật tràn đầy sức mạnh cơ bắp đã chắc khỏe hơn lòng bàn tay trái ngón trỏ và ngón giữa tay phải cũng đã xuất hiện những vết chai sần quả nhiên việc trở nên mạnh mẽ thực sự là kết quả của sự cố gắng Lý Nguyên không thể chờ đợi mà nhảy xuống giường và cầm lấy cung. Vừa nhìn, chữ số bên cạnh hắn đã thay đổi thành 7, 8. Tiếp theo, thông tin cũng đã thay đổi. Họ tên, Lý Nguyên. Thêm điểm, 2 điểm. Cấp bậc, bất nhập phẩm. Công pháp, không. Kỹ năng, xã tiễn cấp chuyên gia, 0 phần 80, truy tung cao cấp, 0 trên 40. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa. Tuy nhiên, chữ số 7 đến 8 này khiến hắn hơi nhíu mày không phải chứ hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều bỗng dưng hắn chú ý đến cây cung đất trong tay mình có lẽ vấn đề nằm ở vũ khí không bột đố gột nên hồ một thợ săn giỏi cũng không thể sử dụng cung kém chất lượng nhưng cung tốt cũng không rơi từ trên trời xuống tiền 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 cái gì cũng cần tiền ăn cơm cần tiền dọn nhà cần tiền mua cung cần tiền mua công pháp cũng cần tiền lý nguyên thở dài hắn quyết định luyện lại pháp môn mà diêm ngọc nói ngày hôm qua xem có thể nhặt được công pháp miễn phí hay không sau đó ăn cơm rồi lên núi đi săn sự ồn ào khi lý nguyên thức dậy đã đánh thức diêm nương tử đang nằm trong chăn diêm nương tử nhìn nam nhân nhà mình đang mô phỏng động tác của cô hôm qua hơi mỉm cười nhưng cũng hơi lo lắng cô nhìn qua cửa sổ thấy thời tiết đẹp vội vàng ngồi dậy nước trong nhà sắp cạn cô phải nhanh đến cửa thôn để múc một vài thùng nước sau một lúc cô hâm nóng cơm thừa từ tối qua trang điểm và nhét một ít mảnh vải nhỏ vào áo rồi nhìn lý nguyên nói nguyên ca nhi trong nồi có cơm đậu dầu gà ở bên cạnh chàng tự trộn nhé cô đi vài bước lại lo lắng nói nguyên ca nhi pháp môn này chỉ là để rèn luyện sức khỏe chàng đừng luyện quá say mê nhé biết rồi lý nguyên dừng lại liếc cô một cái và nói đi múc nước hả trong nhà hết nước rồi mấy ngày nay trời không mưa đi một mình hả tất nhiên là không ta đi cùng vương thẩm còn có phượng nhi nữa dù nhà họ vẫn còn nước nhưng nếu ta kêu họ sẽ cùng đi thời đại này ai lại đi một mình ở ngoài đường bao giờ. Thầy Lý Nguyên còn lo lắng, Diêm Nương tử mỉm cười nói, đi cũng là đường lớn, sẽ không có chuyện gì. Khi chàng còn chưa quan tâm tới ta, ta cũng thường đi múc nước mà. Nói xong, cô liền xách thùng nước lớn đi ra ngoài. Múc nước là việc vất vả, phải chạy đi chạy lại ít nhất 4, 5 lượt mới đổ đầy nước trong vạc được. Lý Nguyên định tiếp tục tu luyện, nhưng thấy Diêm Nương tử với gương mặt bụi bặm lại ngoi lên từ cạnh khung cửa. Dương ra dặn dò, pháp môn này chỉ là một phương pháp rèn luyện sức khỏe, chẳng phải là công pháp gì cả chàng đừng luyện rơi vào tẩu hỏa nhập ma nhé biết rồi biết rồi ta chỉ rèn luyện sức khỏe không luyện công pháp nghe vậy diêm nương tử mới yên tâm cái gọi là công pháp cách cô quá xa cũng dẫn tới thằng cháu kia của cô cũng cách xa cô xa đến mức khiến người ta cảm thấy không thể chạm tới được lý nguyên là người bên gối của cô cô cũng cảm thấy công pháp cách rất xa lý nguyên lý nguyên tiếp tục tu luyện điều chỉnh cử động hơi thở và tiết tấu của mình khi diêm nương tử gánh nước về lần thứ hai hắn đã ăn xong và cõng cung đi ra ngoài cùng với cô bên cạnh diêm nương tử còn có hai nữ nhân một người là vương thẩm sát vách người còn lại là một thiếu nữ trẻ tuổi mặt trắng trẻo có vẻ rất tươi tắn đây là phượng nhi phượng nhi trêu chọc nói nguyên ca nhi diêm tỷ tỷ theo ngươi tới nay vẫn chưa có ngày tốt lành nhỉ lý nguyên bất ngờ hỏi tại sao lại nói như vậy phượng nhi nói ta nhớ diêm tỷ tỷ trước đây cũng khá xinh đẹp nhưng sau khi theo ngươi Tỷ ấy đã xấu đi nhiều, da trở nên thô ráp, cơ thể cũng trở nên mập mạp. Lý Nguyên không ngờ người này lại quan tâm nhiều đến chuyện của người khác như vậy, hắn ưỡn người và nói, "Vậy còn ta thì sao?" Phượng Nhi sững sờ, à nhìn thiếu niên này khôi ngô hơn không ít, dưới ánh nắng mặt trời còn có chút oai phong và động lòng người. À cười phì, khiêu khích nói, "Thì ra thứ gì ngon lành đều bị ngươi ăn hết rồi. Ta nói này, ngươi rõ ràng là một đại nam nhân, trông cũng khá cường tráng, tại sao hùng ca lại không kéo ngươi đi săn cùng vậy?" vương thẩm kéo ả lại bảo ả đừng nói nữa phượng nhi tức giận nói ta chỉ bảo vệ diêm tỷ tỷ thôi ngay lúc đó diêm ngọc ở bên cạnh vội vàng nói nguyên ca nhi rất thương ta phượng nhi hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa ba nữ một nam đi đến ngã ba đường rồi mỗi người đi một ngả lý nguyên đã từng đến ngọn núi thứ hai hôm nay hắn lại quen đường đi vào tuy nhiên hôm nay hắn không có ý định săn con mồi mà chỉ dự định đi xem vì khả năng theo dõi của hắn khá mạnh mẽ bất kể là ẩn tàng khí tức hay bước chân cũng đều hoàn toàn thông thạo. Rất nhiều động vật thậm chí không nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn khảo sát sơ qua cánh phải ngọn núi thứ hai, phía đó là bên cạnh dòng suối. Xung quanh con suối ở ngoại vi Tiểu Mạc Sơn, số lượng động vật rất ít, nhưng ở ngọn núi thứ hai lại rất sôi động. Đứng ở một nơi cao, Lý Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy một con cọp lớn trợn mắt, trông rất hung dữ. Trên đầu hổ đang bay lượn chữ số 5, 8. Xem ra lão hổ trong rừng cũng không phải đối thủ của võ giả nhập phẩm. Lý Nguyên nhớ đến người đeo đao bắt người của quan phủ. Chỉ số 19 đến 20 thực sự quá chói mắt, từ chữ số ấy đã trực tiếp tuyên bố hắn và người bình thường không thuộc cùng một thế giới. Thật không biết những người này thường ăn cái gì, Lý Nguyên suy nghĩ lộn xộn. Hắn tiếp tục khảo sát, xem xét kỹ lưỡng địa hình của cánh phải ngọn núi thứ hai. Trong quá trình này, hắn còn thấy rất nhiều thỏ, gà rừng, thậm chí cả hươu, trên đầu chúng đều bay lượn chữ số 0, 1. Ngoài ra, hắn còn thấy một bầy sói gồm 7, 8 con số trên đầu của chúng chủ yếu là 2 đến 3 và có một con là 2 đến 4, rõ ràng là một con sói đầu đàn. Hắn cẩn thận quan sát địa hình xung quanh và sự phân bố của các dã thú. Tới lúc hoàng hôn, trên đường trở về, hắn trộm một tổ trứng chim rồi quay trở lại lối ra của ngọn núi thứ hai. Lúc này, tâm trạng hắn khá là vui vẻ. Dù sao, vấn đề ăn uống cơ bản đã được giải quyết. Hôm nay sau khi đi dạo một vòng, hắn bỗng nhiên thấy mình đã đứng cùng một cấp độ với lão hổ, bá chủ ngọn núi thứ hai vậy chẳng phải ngọn núi thứ hai đã trở thành bãi săn mà hắn có thể tùy tiện dạo chơi hay sao lý nguyên tay không về nhà trên đường có không ít người nhìn thấy hầu hết những người này đều lộ biểu cảm vốn nên như vậy có người nói nguyên tử hôm nay không may à còn có người nói nguyên tử sao không đi theo hùng ca lăn lộn lại có người nói đi săn không dễ đâu tiền ra đang mua chuẩn săn trứng hay là ngươi cũng đem đi bán đi lý nguyên không để ý những người nhàm chán này hắn nhăn mặt đau khổ về nhà diêm ngọc đang ngồi xổm trước nồi cơm trên bếp cả ngày chỉ hy vọng vào bữa tối này diêm ngọc thấy lý nguyên về tay không cũng không nói gì về hùng ca hay lợn rừng nữa sợ làm phiền nam nhân nhà mình rồi lại đi luyện công chỉ thản nhiên nói về rồi à đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhưng lý nguyên không đi rửa tay mà lại đến bên cạnh cô làm gì vậy trời còn chưa tối đâu lý nguyên rút từ trong ngực ra bốn quả trứng chim diêm nương tử nhìn ngạc nhiên nghiêng đầu làm sao lấy được không phải là ngoại vi tiểu mặc sơn không có chim sao may mắn may mắn thôi lý nguyên trụng hai tay đưa bốn quả trứng chim cỡ trứng gà cho diêm nương tử sau đó chạy đi luyện công ban đầu diêm nương tử còn vui mừng nhưng nhìn thấy nam nhân nhà mình đi luyện công mặt lại trở nên đau khổ nguyên ca nhi là giả công pháp là giả nhưng lý nguyên không để ý tới cô chỉ tập trung vào tu luyện càng luyện hắn càng cảm thấy có khả năng có lẽ là do thể chất hắn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt lực chảy qua trong cơ bắp tựa như một dòng suối nóng đang chảy. Sau bữa tối, hắn tiếp tục luyện. Diêm nương tử đun nước và kêu hắn đi tắm, nhưng hắn vẫn đang luyện. Diêm nương tử thúc giục, nguyên ca nhi, mau tắm đi, chàng tắm xong thì ta mới tắm được. Vì việc gánh nước rất bất tiện, nên chỉ cần người không quá dơ thì đều dùng chung nước. Thực ra nếu xét về sạch sẽ, chắc chắn là diêm nương tử sạch sẽ hơn, nhưng cô thương nam nhân của mình nên muốn để hắn tắm trước. Lý Nguyên biết suy nghĩ của cô, nói, vậy cùng tắm đi. Diêm nương tử đỏ mặt, lắc đầu nói, không biết xấu hổ à, mau đi tắm, nước sắp lạnh rồi. Lý Nguyên nói, nàng tắm xong rồi ta tắm. Thấy Diêm nương tử còn muốn từ chối, hắn trực tiếp đến kéo dây lưng của cô, chuẩn bị cởi áo và quần lót của cô. Diêm nương tử giờ khóc giờ cười nói, được rồi, được rồi, Nguyên ca nhi, để ta tự làm. Chỉ chốc lát sau, Diêm nương tử dựa vào thùng gỗ, kê cầm trên mép, nhìn nam nhân đang luyện công. Cô thầm thì, Nguyên ca nhi, sao chàng lại làm ta đau lòng thế? Một lúc sau, cô lại nói, đừng luyện nữa, công là giả. Sau một lúc nữa, cô nói tiếp, ta gần xong rồi, Nguyên ca nhi, đến lượt chàng đấy. Lý Nguyên không quan tâm đến cô, chỉ tập trung tu luyện. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ xông lên đầu, nhìn vào bảng thông tin, hắn thấy một thông báo mới hiển thị. Công pháp, hồi liễu công, một trên một trăm. Là vui mừng, vui mừng tới điên. Lý Nguyên thật sự rất mừng. Hắn thực sự đã chơi chùa được một môn công pháp. Vậy mà thực sự luyện thành. Trong lòng hắn liên tục hét lên ngọa tào, trên mặt hiện rõ nét mừng rỡ. Dù sao cũng đang ở trong nhà mình, không có ai nhìn thấy. Tiểu Nương Tử đang cuộn tròn trong bồn tắm nhìn gương mặt nam nhân nhà mình không kìm nén được sự vui sướng, đột nhiên thấy sợ hãi, hét lên, Lý Nguyên, chàng, chàng không sao chứ? Diêm Ngọc gần như khóc rồi. Chết rồi, lần này thật sự luyện tới nhập ma rồi ư? Thành công rồi, thành công rồi, Diêm tỷ ta đã thành công. Lý Nguyên vui mừng chạy tới, ghé vào mép bồn tắm. Dưới ánh đến trong phòng, hắn đối diện với nương tử đang ở mép bên kia của thùng tắm ước át, hai người bốn mắt nhìn nhau. Diêm Ngọc nhìn nam nhân nhà mình đang trong dáng vẻ điên cuồng, nước mắt không kìm được mà chảy dài, nhưng nghĩ đến nếu bây giờ lại kích thích hắn thì rất sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Cô chỉ có thể vừa cười vừa khóc nói, chàng đã thành công, nếu đã thành công rồi vậy thì hôm nay chàng đừng tu luyện nữa nhé. Tại sao nàng lại khóc? Vui mừng, diêm ngọc che giấu lương tâm nam nhân nhà mình không còn vô dụng có bản lĩnh sao mà không vui đến khóc được hu hu lý nguyên không nghi ngờ gì chờ diêm ngọc tắm xong hắn nhanh chóng cởi quần áo nhảy vào thùng nước tắm rửa sạch sẽ thoải mái sau đó lau khô cơ thể rồi chui vào chân ấm nhìn diêm ngọc quay lưng với mình và đang khay khẽ nức nở lý nguyên bỗng hiểu ra điều gì hắn nắm lấy vai diêm ngọc lật người cô quay mặt lại nói diêm tỷ ta không nhập ma chướng ta thực sự đã luyện thành công ừ thành công rồi chàng đã thành công, Diêm Ngọc không dám kích thích hắn. Thứ như công pháp, chàng làm sao biết có luyện thành công hay không? Nàng, tỷ tỷ và tỷ phu luyện lâu như vậy nhưng vẫn không thấy luyện ra cái gì, nam nhân nhà mình chỉ mới luyện hai ngày đã thành công, hu hu, không phải ma chướng, ai tin được. Lý Nguyên thấy cô không tin, mặc lại quần áo và chuẩn bị xuống giường đánh bài quyền cho cô xem, nhưng chỉ mới buộc thắt quần thì đã bị kéo lại. Chàng làm gì vậy, Nguyên ca nhi, chàng muốn làm gì? Diêm Ngọc trở nên hoảng sợ, lo sợ giữa đêm khuya trượng phu bỗng dưng phát bệnh gì lý nguyên vô thức hất tay nhưng phát hiện diêm ngọc nắm lấy tay hắn thật chặt hắn nói diêm tỷ ta thực sự đã luyện thành công ta đánh một bài quyền là nàng sẽ biết vậy nếu chàng đánh xong chàng sẽ ngoan ngoãn lên giường ngủ diêm ngọc hỏi lý nguyên nói đúng bấy giờ diêm ngọc mới thả tay ra lý nguyên đứng trên mặt đất bày ra tư thế sau khi giao diện hiển thị công pháp hồi liễu công trong đầu hắn tất nhiên đã ghi sẵn ký ức về một bộ luyện pháp nhập môn có vẻ như giao diện còn có chức năng record nữa. Chỉ cần ngươi làm gì đó nghiêm túc, dù chỉ làm 7-8 phần, nó cũng sẽ hiển thị cho ngươi trên bảng. Lý Nguyên nhắm mắt, huy quyền, thân như dương liễu trong gió, cành liễu đong đưa từng nhịp. Trong quá trình này, một dòng khí huyết len lỏi khắp cả thân thể, khiến sức mạnh của hắn tăng lên không ít. Hắn lại mắt liếc nhìn bản thân, chỉ số của hắn vẫn là 1 đến 2. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều thời gian, chờ hắn tu luyện xong công pháp này, chỉ số chắc chắn sẽ thay đổi. Bên giường, diêm ngọc nằm sấp nghiêm túc nhìn nhưng càng nhìn cô càng mặt mày ủ rũ nguyên ca nhi chàng còn nói mình không nhập ma chướng quyền này luyện cũng có khác gì đâu sau thời gian nửa nén nhang lý nguyên hoàn thành bộ quyền pháp này thở một ngụm chọc khí hắn cảm thấy tinh thần minh mẫn hứng phấn dị thường không thể ngủ được diêm ngọc vội vàng vỗ tay chân thành mà nghiêm túc khen thành công rồi nguyên ca nhi chàng thực sự đã thành công tới lúc này lý nguyên mới lại trèo lên giường sau khi luyện quyền pháp xong hắn từ phía sau ôm chặt diêm ngọc trong bóng tối âm thanh thẹn thùng lại vang lên ngày hôm sau diêm nương tử ở nhà giặt ga trải giường còn lý nguyên lại cõng cung đi vào tiểu mặc sơn hôm qua hắn đã khảo sát qua cánh phải ngọn núi thứ hai nhưng chưa hoàn thành hôm nay tiếp tục theo hắn ước tính để thăm dò xong toàn bộ cánh phải ngọn núi thứ hai thì phải cần thêm khoảng hai ngày nữa còn để thăm dò toàn bộ tiểu mặc sơn sẽ cần khoảng năm sáu ngày ngày thứ ba lý nguyên cõng dò trúc lên núi trong giỏ trúc có một cái bao trong bao lại có một hộp cơm hắn tiện tay săn một con thỏ rừng ở ngọn núi thứ hai sau đó xẻ bụng lấy mỡ treo nội tạng lên cây cuối cùng vứt đầu thỏ dưới hốc cây sau khi làm xong hắn đến bên khe suối để rửa sạch con thỏ rừng đã mất đầu sau đó nhét vào hộp cơm bỏ vào bao bố và đặt lại trong giỏ trúc lúc trở về hắn thấy vài con sói đang vây quanh vị trí hắn đã vứt nội tạng của con thỏ đầu thỏ đã không còn sói đứng dưới tàng cây gầm gừ và nhìn chăm chú vào nội tạng trên cành cây, chúng muốn ăn nhưng không thể. Vào lúc này, một cơn ác phong từ xa thổi tới, là một con hổ mắt lớn hung dữ đang chạy tới, đàn sói thấy vậy liền vội vàng lui ra để nhường chỗ, mà con hổ chỉ mất vài giây đã trèo được lên cây, nhẹ nhàng ngậm lấy nội tạng, hất lên, mớ nội tạng đó liền rớt vào miệng. Còn Lý Nguyên, hắn mang theo hộp cơm, trở về nhà cùng Diêm nương tử lặng lẽ chế biến thỏ rừng và chia ra ăn. Trong mắt người khác, đã mấy ngày Lý Nguyên không săn được gì, vậy nên ngày thứ tư hắn quang minh chính đại săn một con gà rừng mang về người đi đường thấy thì cười nhạo ôi nguyên tử lại kiềm lời được chỗ nào thế hôm nay có vẻ may mắn nhỉ lý nguyên chỉ cười và không để ý đến họ mặc dù nhà có thịt nhưng gạo lại ngày càng ít đi tiền đồng cũng không còn bao nhiêu diêm nương tử muốn giúp hàng xóm múc nước nhặt củi để kiếm ít tiền nhưng lý nguyên thẳng thừng từ chối nếu thật có chuyện gì xảy ra hắn sẽ hối hận không kịp hai người suy tính một chút Vậy thì dùng nửa con gà để đổi một ít gạo từ nhà Vương Thẩm ở bên cạnh. Vương Thúc chạy bàn trong tử lâu trên huyện, hẳn là có thể kiếm được ít tiền, mà giá lương thực ở cửa hàng trên huyện cũng rẻ hơn một chút so với ở thôn này. Cho nên khi về, Vương Thúc cũng sẽ mua về một ít. Chỉ có điều thịt lại đắt. Nếu Vương Thẩm muốn mua gà, giá sẽ đắt hơn rất nhiều. Còn nếu Diêm Nương Tử đi bán gà cho tên hắc thương kia thì lại rẻ hơn, việc trao đổi này là có lợi cho cả hai bên. Ngày thứ năm, Hùng Ca dẫn hai huynh đệ lên núi, nhưng quanh sơn khẩu lại đứng một đám người dù hiện tại là năm thiên tai thường có người chết đói nhưng chưa đến tình trạng vô pháp vô thiên hay là quan phủ hoàn toàn mất kiểm soát cho nên nếu không có chuẩn săn chứng người thường không dám lên núi bởi vì nếu có người tố cáo thì không thể tránh được một trận gậy gộc hoặc là bị nhốt vào nhà lao thậm chí nghiêm trọng hơn còn có khi rơi đầu hành vi dùng dân thường làm cường đạo để lĩnh công quan huyện quen nhóm điêu dân cũng quen mà đám tù nhân trong lao ngục kia chẳng phải cũng là những cường đạo thiên nhiên sao lý nguyên thấy hùng ca lên núi hắn thì tránh tránh tối hôm đó ba người hùng ca lại vác xuống một con lợn rừng nhân tiện đó còn có hai con gà rừng đám người ở sơn khẩu hoan hô hò reo theo hùng ca có cơm ăn hùng ca thật giỏi trong đám đông có một tiểu nương tử làn da trắng trẻo và thân hình nhỏ nhắn cũng đang ngưỡng mộ nhìn xa xăm đó chính là phượng nhi phượng nhi đi theo với đám người hô hào hùng ca đi trong đám đông ánh mắt liếc ngang liếc dọc sau đó mặt đối mặt với Phượng Nhi. Phượng Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Trong khi đó, tiền gia tiền nhị cùng một số lưu manh trong thôn đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám tới gần, chỉ là ở nơi xa nhìn chầm chằm với vẻ oán hận. Ngày thứ sáu, Diêm Ngọc và Vương Thẩm đi gọi Phượng Nhi múc nước. Gọi mãi không thấy đáp lại, đột nhiên cánh cửa mở ra, một nam nhân xách quần bước từ trong nhà ra. Nam nhân này không cao nhưng rất cường tráng, trên mặt lộ rõ khí thế hung hãn cùng với một chút tự mãn, nếu không phải là hùng ca thì ai diêm ngọc và vương thẩm vội vàng né đường chờ hùng ca đi xa hai người mới chạy vào trong nhà nhìn 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 thấy phượng nhi cũng đang mặc quần áo da trắng như tuyết vẫn còn lộ ra một nửa trên khuôn mặt mang nét vui sướng vương thẩm nhíu mày nói ngươi cái nha đầu này tại sao lại ở cùng hùng ca phượng nhi nói hùng ca giỏi mà vương thẩm nhắc nhở nhưng y đã có bà nương rồi trong mắt phượng nhi hiện lên vẻ si mê lập tức ngẩng đầu đôi mắt lấp lánh hùng ca nói rồi y sẽ cưới ta ta cũng đã quyết định, dù chỉ là làm tiểu thiếp, ta cũng muốn theo Hùng ca. Diêm Ngọc nói, thế sao hắn không dẫn muội đi luôn? Phượng Nhi ỏng ẹo nói, Hùng ca nói là chưa đến thời điểm phù hợp, bảo ta chờ hắn, ta sẵn lòng chờ. Diêm Ngọc thấy tiểu tỷ muội như vậy, tức giận mắng, nha đầu này, sao muội lại dễ bị lừa như vậy? Nghe vậy, Phượng Nhi liền giận, trông như sắp đập bàn đứng lên, nhưng đột nhiên trong mắt đảo đảo, nàng ta cười nói, Hùng ca hữu dụng hơn nam nhân nhà tỷ nhiều đấy, Diêm tỷ đang ghen tị với ta à? Diêm Ngọc nghe vậy, trực tiếp nổi cáo nói, Phượng Nhi, muội nói chuyện kiểu gì thế, nam nhân nhà ta sao lại vô dụng. Có hữu dụng hay không, ai mà không biết, Phượng Nhi cười lạnh. Diêm Ngọc nhìn nàng ta ngạo mạn khinh thường như thế, tức giận xoay người rời đi, buổi tối. Diêm nương tử nằm trong ngực nam nhân nhà mình, nói lại nhải lẩm bẩm về những chuyện vật vãnh trong ngày. Lý Nguyên cũng nghe say nghe xưa. Trong những ngày tháng không có điện thoại, máy tính, internet, thậm chí còn không có điện, có lẽ đây là những chuyện duy nhị có thể làm khi trời tối nếu là chuyển vào sống ở ngân khê trên huyện và trong tay có dư tiền thì buổi tối còn có thể đi uống một hai chén nhưng hiện tại rõ ràng là không thể phượng nhi thật ngốc hùng ca rõ ràng là coi muội ấy như đồ chơi nhưng mà nàng vẫn đem thân thể cho y hôm nay muội ấy còn ngồi đó mơ mộng nói là muốn đợi y muốn làm tiểu thiếp của y thật là làm ta tức chết hùng ca y không phải tốt lắm sao vài ngày trước nàng còn khen y kìa hùng ca là kẻ không an phận không phải là nam nhân dễ sinh hoạt cùng vậy còn ta sao chàng à diêm nương tử thì thầm muốn nói mấy câu như nếu có thể săn được thêm vài con mồi thì tốt nhưng nhớ lại lúc trước nam nhân bị cô kích thích nên đi luyện võ luyện tới nhập ma chướng nên cô lập tức sửa lời chàng ấy hà là đúng kiểu người ta cực kỳ yêu thích đêm dài rằng giặc hồi lâu sau diêm nương tử mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lý nguyên thoải mái mà nằm trên giường nói một cách công bằng nếu không phải chất lượng sinh hoạt quá tệ thậm chí cơm ăn cũng phải ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn thật sự rất thích đoạn thời gian ở nơi này. Trước khi xuyên không, hắn chỉ là một thằng mổ lợn, kiếm đâu ra một cô nương dịu dàng thương người như diêm nương tử. Lúc này, giữa màn đêm, tiếng gió đông lạnh lẽo thổi ngoài cửa sổ đôi khi vang lên tiếng rát rát vang dội cực kỳ chói tai. Nhưng ngược lại, nó lại tôn lên một cảm giác yên bình. Lý Nguyên nhớ lại lời của Diêm Ngọc, trong lòng lại có cảm giác may mắn. Thật may là có Trương Ma Tử, nếu không có khi hắn đã bị sự chân thành của hùng ca lừa vào đội nhóm đó hùng ca này nào có tố chất sông pha đâu bây giờ y còn chưa có ưu thế gì để ngồi vững đã bắt đầu rêu dao rồi chỉ mới vài ngày thế mà y đã ra ngoài chơi gái hoang lý nguyên lắc đầu ôm chặt kiều nương của mình chốc lát sau đã ngủ thiếp đi những ngày sau đó cuộc sống trôi qua êm ả lý nguyên tránh xa hùng ca và tiền nhị thỉnh thoảng lên núi thay phiên đổi giữa trứng chim hộp thịt gà rừng thỏ rừng ở trong mắt những người khác phải cách vài ba hôm hắn mới săn được một con gà rừng hoặc thỏ rừng. Loại động vật nhỏ như vậy, thì cũng không có bao nhiêu cho nên tạm thời không ai quan tâm. Tới một ngày, tin tức Phan Hòa Thượng bị chém đầu từ huyện Thành lan truyền tới phường nhỏ. Người hành hiệp trượng nghĩa này cuối cùng cũng không tránh được cái chết, trong quá trình cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra. Ở thôn, sau khi Thái Hoa Tẩu biết tin, nàng chỉ quỳ gối hướng về phía huyện Thành phương xa rồi bái một cái, sau đó cũng không còn gì đáng để nói nữa. Trong nháy mắt, kể từ khi Lý Nguyên nhận được hồi liễu công đã qua hơn nửa tháng. Một ngày nọ trời vừa sáng, Lý Nguyên mở mắt và nhìn vào thông tin cá nhân của mình. Tên, Lý Nguyên. Thêm điểm, 104 điểm. Cảnh giới, bất nhập phẩm. Công pháp, hồi liễu công, 1 trên 100. Kỹ năng, xã tiễn cấp chuyên gia, 0 phần 80, truy tung cao cấp, 0 trên 40. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa. Hắn rút cánh tay ra khỏi gối của Diêm Nương Tử, mặc quần áo và đi ra ngoài sân. Thiên đạo thủ cần, một phần cày cấy một phần thu hoạch. Hôm nay cuối cùng cũng tới thời gian thu hoạch. Lý Nguyên nhắm vào dấu đằng sau hồi liễu công, một phần một trăm, bắt đầu cộng điểm. Đi theo cộng điểm là những ký ức tựa như đang từ từ hồi tượng lại. Đó là những ngày vất vả cần cù khổ luyện. Thiếu niên đó ban ngày thì ra ngoài làm việc kiếm ngân lượng để mua sắm dược thiện loại thịt về bồi dưỡng cơ thể, buổi tối thì tắm mồ hôi dưới ánh trăng. Ánh mắt của hắn kiên định vô cùng, dù thất bại bao nhiêu lần cũng không từ bỏ mà cuối cùng hắn đã thành công một luồng cảm giác trở nên mạnh mẽ sản sinh ra trong thân thể đây là một cảm giác trước nay chưa từng có lý nguyên rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể có thêm một luồng nhiệt lưu động nó tựa như một con chuột nhỏ đang chạy nhảy thứ này dường như không phải là khí lưu mà là một loại máu mạnh mẽ dòng máu này chảy xuôi khiến da thịt gân cốt của hắn đều như đang ngâm trong suối nước nóng ấm áp và thoải mái đến tột cùng đáng tiếc là máu này quá ít bằng không thì sẽ thư sướng không có hồi kết. Đột nhiên, Lý Nguyên nhớ lại câu nói lúc trước của Diêm Nương tử máu heo dưỡng heo, máu rồng dưỡng rồng, có lẽ đây chính là một loại máu đặc thù nào đó, và cái gọi là nhập phẩm và sức mạnh đều bắt nguồn từ loại máu đặc thù này. Ngay sau đó, Lý Nguyên thấy cơ bắp của mình đang căng ra, rắn chắc như đá. Hắn đi thẳng đến trước một tảng đá khổng lồ trong sân, nhẹ nhàng nắm lấy, chỉ vừa nhấc mà tảng đá đã nâng lên. Hắn liên tục nâng lên hạ xuống vài lần, nhưng thậm chí không hề có cảm giác mệt mỏi. Lý Nguyên nhìn lướt qua chỉ số bên người, nó đã trở thành 9, 10. Đây vẫn là tình huống hắn chưa cầm cung. Trước đây, chỉ số của hắn chỉ là 1 đến 2. Tốt, tốt, tốt. Lý Nguyên cảm thấy vui vẻ, hắn chạy vào nhà lấy cung đất gắn trên tường và lại lướt qua chỉ số. 24, 25, chỉ số này đã vượt qua chỉ số của gã đeo đao mặc thường phục của nha môn kia. Và bảng giao diện của hắn hiển nhiên cũng thay đổi. Tên: Lý Nguyên. Thêm điểm: 5 điểm. Cảnh giới: Cửu phẩm luyện nhục. Công pháp, hồi liễu công, 100 trên 100. Kỹ năng, xã tiễn cấp chuyên gia, 0 phần 80, truy tung cao cấp, 0 trên 40. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa. Cửu phẩm rồi. Quả nhiên, khi cảnh giới tăng lên, mức độ uy hiếp của cung tiễn cũng sẽ tăng lên, vì vậy khi ta cầm cung, chỉ số cũng sẽ tăng càng nhiều. Chỉ có điều, hồi liễu công này đã luyện tới cuối rồi. Điều này khiến Lý Nguyên cảm thấy hơi buồn, nhưng không phải là vấn đề lớn. Từ hôm nay trở đi, ta cũng có thể săn thú một cách quang minh chính đại rồi, ha ha ha. Thiếu niên đứng dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng cảm thấy thoải mái, sức mạnh phải giấu bảy phần và lộ ba phần, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Nghe tiếng cười của nam nhân nhà mình, Diêm Nương tử trườn lại gần cửa sổ, với tay mở cánh cửa ra, cô lo lắng mà nhìn nam nhân ở trong sân, thôi xong, lại phát bệnh rồi. Nhưng chỉ âm thanh nhỏ này đã khiến Lý Nguyên nhận ra, hắn quay đầu nhìn sang Diêm Nương tử và nói, Diêm tỷ, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ thoải mái mà ăn thịt. Dứt lời, không chờ Diêm Ngọc đáp lại, hắn lập tức lấy bao tải, cầm đao bổ củi rắt sau lưng và xảy bước đi ra ngoài. Tất nhiên thực lực tổng hợp đã đạt tới 24 đến 25, vậy thì, bộc lộ ra sức mạnh ngang bằng với hùng ca cầm cung rắt chó, hẳn là không có vấn đề rồi chứ. Ngọn núi thứ hai, Lý Nguyên đã sớm tìm hiểu tường tận. Tuy nhiên, hắn không muốn cướp danh tiếng của hùng ca, Vậy nên hắn tránh qua vài con lợn rừng và đi sâu vào ngọn núi thứ hai, hắn thấy được một con hươu non. Hắn nhanh chóng dương cung, lắp đá. Rắc, rắc rắc. Âm thanh giòn tan sắp gãy của cung đất vang lên, giống như là nếu còn kéo thêm một chút nữa thì nó sẽ gãy làm đôi. Điều này khiến Lý Nguyên không thể không giảm bớt lực kéo. Trong khi đó, con hươu non ở nơi xa nghe thấy tiếng động, nó tò mò quay đầu nhìn, muốn nhìn rõ âm thanh đó là gì. Mà lúc này, Lý Nguyên bỗng nhiên thả tay, bèo. Viên đá bay ra, đập thẳng vào trán của con hươu. Một tiếng bành trầm đục vang lên và rồi con hươu ngã gục xuống đất, cơ thể co giật vài lần liền không còn động tĩnh. Lý Nguyên ba chân bốn cẳng chạy tới, nhét con hươu vào bao bố. Hắn thoáng ước lượng, nặng hơn 30 cân, đủ rồi. Đường trở về thôn, yên lặng khó hiểu. Người đi ngang qua nhìn thấy bao tải phình to sau lưng hắn, cũng không còn trâu gẹo nữa, chỉ có một vài người chào hỏi với giọng điệu khó nghe. Nguyên tử, hôm nay săn được con gì thế, bao kia lại lớn như vậy chia cho ta chút ít được không, nhà ta sắp chết đói rồi. Chúng ta đều là người cùng một phường, rừng núi của chung thịt thú của chung, người gặp đều có phần chứ. Trước đây, Lý Nguyên thỉnh thoảng săn được gà rừng thỏ rừng chỉ khoảng 2-3 cân mà thôi, nên cũng chẳng ai hỏi han. Nhưng bây giờ, khi hắn cõng trên lưng chiếc bao tải căng phòng này, ngay lập tức đã có điêu dân để mắt tới. Lý Nguyên đang chuẩn bị đi tiếp thì lại thấy có hai thiếu niên chơi bời lêu lỏng trong thôn đứng ngay trước mặt cản đường của hắn. Hắn đi sang bên trái, thiếu niên cũng đi sang bên trái. Hắn đi sang bên phải, thiếu niên cũng đi sang bên phải, rõ ràng là đang chặn đường hắn. Lý Nguyên dừng bước. Trong hai thiếu niên đó, một người hếch đầu lên, tấm tắc nói, Nguyên tử, chia chút đi. Nhiều như vậy, nhà ngươi cũng không ăn hết được. Người còn lại cười nói, đều là người cùng một phường, chẳng lẽ chia chút cũng không được hả? Ta cũng không cần nhiều, cho ta ba cân là được. Những người khác vốn duy trì khoảng cách mà đi theo cũng vây lại. Nguyên tử à, nhà ta đã hết gạo rồi, Ngươi cũng không muốn thấy thúc của ngươi đói chết phải không? Đây là một lời lấy lui làm tiến. Nguyên Ca Nhi, may mắn săn được con mồi thì phải chia đều cùng với mọi người, vậy mới đảm bảo bình an được. Đây là một lời âm thầm đe dọa. Tiểu Lý Hà đã trưởng thành rồi, việc hôm nay để ta tới chủ trì công đạo cho. Đây là một lời khuyên từ góc độ trưởng bối. Nhưng đáng tiếc là người này con chưa nói xong, Lý Nguyên đã ngắt lời. Công đạo. Người trung niên đó hơi sừng sốt một chút, nói tiếp. Tài vật trên núi người gặp có phần. Nguyên tử ngươi lấy được vậy thì phải chia cho mọi người một ít, mọi người cũng không cần nhiều, ngươi chia ra 24 25 cân là đủ rồi. Ồ, Lý Nguyên cười lạnh. Người trung niên đó lại nói, ngươi và bà nương ngươi chỉ là hai người, hai người các ngươi ăn được bao nhiêu, 4, 5 cân còn không đủ sao? Người khác cũng nói giúp, Nguyên tử, làm người đừng quá tham lam. Lý Nguyên bị đám người bao vây, ánh mắt hắn liếc thấy nơi xa có một cọc gỗ, thẳng thừng nói, tới chỗ kia vật tay, ai thắng thì được lấy ba cân thịt. Nhóm thiếu niên cản đường lập tức vui mừng, nhưng người trung niên nọ thì lại buồn rầu. Bên cạnh có một thiếu niên thấy được, y liền chạy đến nói nhỏ vài câu, ngay lập tức người trung niên này lại cười tươi rói. Lý Nguyên nghe rõ, thiếu niên kia nói là chờ thằng nhãi này mỏi tay rồi thúc hãy lên. Mà một thiếu niên khác lại nâng cao giọng, cười nói, "Nguyên tử, đây là lời ngươi nói nhé, tất cả mọi người đều chứng kiến." Lý Nguyên cũng không nói thêm lời nào, cõng chiếc bao tải đi thẳng tới cái cọc gỗ ven đường, bình chân như vại hạ thế vật tay, hỏi, "Ai tới?" ta tới trong các thiếu niên người vừa hô hào to nhất kia đứng ra y cũng ngồi xuống gác cùi trỏ trên cọc gỗ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào người đối diện nói nguyên tử đã thỏa thuận rồi nha ba cân thịt ở phần nào ta muốn tự mình chỉ ta sợ ngươi chia cho ta chỗ thịt không ngon một đám người đều tiến lại gần những người phía xa thấy có náo nhiệt cũng kéo đến đông đảo sau khi hiểu được ngọn nguồn câu chuyện cũng không thiếu ánh mắt đều nhắm vào lý nguyên thấy có người gặp xui xẻo có người vui mừng có người đồng cảm có người cũng suy tính lên vật cổ tay. Lý Nguyên bình tĩnh nhìn qua những người xung quanh, hầu hết đều là không đến một, còn thiếu niên trước mặt hắn là một đến hai, có thể coi là hạc giữa bầy gà. Lý Nguyên thản nhiên nói, bắt đầu đi. Thiếu niên kia nhe răng cười và nói, Nguyên tử, vừa săn được con mồi lớn liền tự cho mình cũng là nhân vật, thật cùng nhỉ. Hai người nắm tay phải của nhau. Một người bên cạnh hét lên, ba, hai, một. Khi tiếng một vừa ra, thiếu niên đó liền vận lực đẩy mạnh tay mình trong tưởng tượng của y lý nguyên chỉ là một kẻ yếu đuối suốt ngày trốn ở trong nhà ngay cả hùng ca cũng không thèm kéo hắn nhập bọn chính y chắc chắn sẽ đè bẹp tay của lý nguyên xuống mặt gỗ nói không chừng tay còn bị sưng đỏ nữa ấy chứ nhưng mà tay của y tựa như đang nắm cái cọc sắt chứ không phải tay người cọc sắt đó không động đậy chút nào tay y trực tiếp tê cứng thiếu niên ngơ ngác cô lấy lại mặt mũi cho bản thân ha nguyên ca nhi có chút bản sự đấy nói xong y liền cố hết sức vật ngã cánh tay kia y càng dùng lực khuôn mặt y càng đỏ thậm chí miệng còn phát ra tiếng hừ 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 y liếc mắt nhìn xung quanh muốn biết tên thợ săn trước mặt đang giở trò quỷ gì nhưng không phát hiện ra gì cả chỉ thấy bên dưới lớp áo kia là bắp thịt cứng như sắt rắn chắc sung mãn hữu lực và phát ra một cảm giác hung hãn thiếu niên này không nói gì nữa chỉ dốc toàn lực vật xuống nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào lý nguyên chỉ đơn giản là ngồi đó không chút nghiêng ngả những người vây xem vốn đang chế diễu cũng phát giác có gì đó không đúng thanh âm huyên náo cũng dần dần yên lặng lại. Những người ở vòng ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra, đang hỏi xong chưa. Vào lúc này, Lý Nguyên đột nhiên siết chặt năm ngón tay, rắc, tạch tạch tạch. Tay của thiếu niên như bị một cái kìm sắt khóa chặt và bóp lại. Thiếu niên cảm thấy càng lúc càng đau đớn, muốn rút tay ra nhưng lại không thể. Y dương mắt nhìn người thợ săn trước mặt, trong mắt bắt đầu hiện lên tức giận và hoảng sợ. Nguyên tử, thả tay ra. Thả tay, thả tay, thiếu niên chỉ cảm thấy được ngón tay của mình bị kẹp bởi kìm sắt như thể vừa phải chịu cực hình cơn đau kinh khủng khiến y không thể kìm nén mà phát ra tiếng hét thảm như tiếng lợn bị giết ngay lập tức mọi người đều sợ hết hồn cùng nhau nhìn về thiếu niên mà đúng lúc này chỉ nghe thấy tiếng bành nặng nề vang dội nó tựa như một cái dùi chống đập mạnh vào lòng ngực của tất cả mọi người những người vây xem cảm thấy rúng động trong lòng còn ai dám lên tiếng nữa nơi đây chỉ còn lại tiếng kêu thảm a a à, a của thiếu niên y nước mắt nước mũi giàn ruộa cánh tay tê liệt nằm trên mặt gỗ cổ tay thì sưng vù không còn hình dạng lý nguyên liếc mắt nhìn y và nói đừng kêu nữa sẽ không bị tàn phế đâu nói xong hắn nhìn xung quanh và hỏi ai là người tiếp theo mọi người lặng ngắt như tờ lý nguyên nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa mới cản đường nói chính là ngươi đòi ta chia ba cân thịt cho ngươi phải không thiếu niên lý nguyên vẫy tay đến đây nào nhanh ngồi xuống nếu ngươi vật thắng thì tùy ngươi chọn thiếu niên đó nói nguyên tử à thiếu niên còn chưa nói xong lý nguyên bỗng nhiên hung ác nhảy tới chỉ một bước đã đến trước mặt y tay phải vồ lấy cánh tay của y giật mạnh thiếu niên chỉ cảm thấy mình như bị một con gấu đen đập mạnh xuống trực tiếp ngã sấp xuống gốc cây bên cạnh nguyên tử ta không so đâu ngươi nói không so là không so à lý nguyên nhíu mày thiếu niên nhìn vào người thợ săn trước mặt tràn đầy ác ý và hung hãn không tưởng nếu nói người này là một con gấu đen mặc ra người thì y cũng tin Y lại nhìn sang thiếu niên còn đang rên rỉ bên cạnh, y bất ngờ nói: "Ta, ta sai rồi, ta không so nữa." "Ngươi không sai, Lý Nguyên không bỏ qua. Làm người nếu không giữ rằn một chút, cho dù có sức mạnh thì cũng vô dụng." Hôm nay, hắn muốn cho những người trong phường một bài học, để những người này hiểu rằng Lý Nguyên hắn có đặc quyền hưởng dụng con mồi lớn hơn, có đặc quyền ăn nhiều thịt hơn. "Nguyên tử? Không, Nguyên ca, là ta sai rồi." Thiếu niên vào lúc này bắp chân đã mềm nhũn nếu ở thời đại này mà hai tay bị gãy thì y thật không biết y sẽ trải qua những ngày tháng như thế nào đâu lý nguyên bình tĩnh nói nói xem mình đã sai ở đâu thiếu niên do dự không dám nói lý nguyên bóp năm ngón tay ai ai a à, nguyên ca nhi đừng siết ta à, ta là sợ nguyên ca ngươi giận thiếu niên vội vàng cười làm lành không còn vẻ ngoan cố của lúc trước nữa lý nguyên nói nói đi thiếu niên cẩn thận nói chúng ta chỉ muốn bắt nạt ngươi không có sức mạnh để kiếm miếng canh chứ chúng ta không hề có ý đồ gì khác, nếu chúng ta biết nguyên ca ngươi mạnh như vậy, chúng ta nào dám có ý đồ này. Nguyên ca, ca luyện như thế nào vậy? Nếu được, ta muốn theo ca lăn lộn. Ta gọi là Tiểu Hổ. Lý Nguyên buông tay ra. Tiểu Hổ hung tợn nhìn chung quanh, nhìn cái gì mà nhìn, đây là nguyên ca. Đám người xung quanh vội vàng tản ra, những người bày ra tư thế trưởng bối lúc trước thì càng chạy trối chết. Lấn yếu sợ mạnh, người đông thế mạnh, chỉ là đám ô hợp thôi. Tiểu Hổ nói, nguyên ca từ nhỏ tới giờ ta luôn ngưỡng mộ anh hùng hào kiệt nguyên ca ngươi trông thật là giống hào kiệt lý nguyên hỏi ngươi là đi lăn lộn theo tiền ra sao tiểu hổ nói đám tiền ra kia là bọn bẩn thỉu không hợp với chúng ta ban đầu chúng ta muốn đi theo hùng ca nhưng hùng ca coi thường chúng ta là lưu manh thời đại này nếu có một nửa bản lãnh của nguyên ca vậy thì chúng ta nào cần sống như vậy lý nguyên nói các ngươi tiểu hổ nói là vài người cùng tuổi với ta thường chơi chúng thôi lý nguyên bỗng nói có đường nào vào chợ đen không? Ánh mắt tiểu hổ lập tức sáng lên, có, đường huynh của ta có bày sạp hàng trong chợ đen, nhưng y là võ giả nhập phẩm cho nên không dẫn ta theo. Lý Nguyên nói, vậy ngươi có đồ gì, y có thể bán không? Tiểu hổ hơi do dự, nói, chủ yếu, chủ yếu là y không bán những thứ này. Trong chợ đen, một cái gian hàng cũng là một cái hố. Lý Nguyên nhắm mắt suy tư một chút, rồi nói, lát nữa cho ngươi ba cân thịt hươu, nhưng theo ta thì không cần. Nói xong, hắn cõng bao, đi về nhà. Mới đi được nửa đường, hắn đã thấy ở nơi xa diêm nương tử đang cầm gậy giặt đồ, trên khuôn mặt mang vẻ hoảng loạn nhưng lại đang hùng hùng hổ hổ chạy tới, rõ ràng là biết hắn bị chặn đường. Lý Nguyên mỉm cười, đi lại nghênh đón. Trong mắt người ngoài, Lý Nguyên đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, giống như một con thỏ yếu đuối dễ bị bắt nạt biến thành một con gấu hung dữ. Nhưng thực tế là hắn chỉ thể hiện sức mạnh ở khoảng 3 đến 4, cũng chính là tương đương với sức mạnh của hùng ca cầm cung. Nhưng mà, Thực lực cá nhân bằng 3 đến 4 đã đủ cường đại đối với cư dân trong phường và cũng đủ để lý nguyên giữ được con mồi của mình. Nhưng hắn không chỉ muốn như thế, hắn còn muốn kiếm tiền. Cách để kiếm tiền là bán thịt, bán da. Nếu hắn bán những thứ này cho thương nhân lương thực lòng dạ đen tối kia, chỉ sợ sẽ không biết bị gạt bao nhiêu tiền. Cho nên khi nãy hắn thấy tên lưu manh gọi là tiểu hổ kia, hắn đã nhân tiện hỏi về chợ đen, nhưng tiểu hổ lại không có cách để dính líu quan hệ với chợ đen. Tuy nhiên, hắn cũng thu được hai thông tin chợ đen có các quầy hàng nhưng lại một củ cải là một cái hố võ giả nhập phẩm thì có thể bày hàng ở chợ đen đừng đánh một người hay cười có đòn roi thì có dỗ ngọt hắn trừng phạt người khác sau đó hắn lại tặng tiểu hổ ba cân thịt hình tượng của hắn coi như đã gầy dựng xong hơn nữa về sau rất có thể tiểu hổ sẽ giúp hắn theo dõi tin tức chợ đen trong khi đang nghĩ ngợi diêm nương tử đã cầm chày giặt đồ chạy tới trước mặt hắn với dáng vẻ liều mạng cướp pháp trường nhưng khi nhìn thấy nam nhân mình vẫn trong trạng thái hoàn hảo cô thở phào nhẹ nhõm và nói nguyên ca nhi thịt mất rồi cũng không sao quan trọng là chàng không có việc gì thịt mất thì có sao lý nguyên trầm giọng đáp lời diêm nương tử không nhịn được mà nhăn mặt gắt giọng chàng còn muốn quay lại đánh người ta ta nghe nói hết rồi chàng bị chặn đường ai cũng không làm được gì đâu về nhà trước rồi tính đi về nhà lý nguyên thản nhiên nói sau đó vừa cười vừa nói thêm một câu thịt một cân cũng không thiếu bao nàng ăn no nói xong hắn lắc nhẹ bao tải sau lưng rồi hỏi diêm tỷ nàng thấy cái bao này có dáng vẻ nào là thiếu thịt không diêm nương tử giữ người lý nguyên cũng không giải thích thêm chỉ nói về nhà đã rồi lại nói diêm nương tử cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn cầm chày giặt y phục và vẫn là dáng vẻ vệ sĩ đi bên cạnh về đến nhà lý nguyên lấy con hưu trong bao tải ra sau đó lại đem một chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngồi giữa sân rồi giơ tay ra nói diêm tỷ đưa ta cái đao ta muốn mổ bụng lột ra Diêm Nương Tử nhìn con hươu to như vậy, trong lòng vừa nghi ngờ vừa vui mừng, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, cô vội nói, "Chàng không đem vào nhà giết sao?" Lý Nguyên nói, nặng mùi, "Tối sao ngủ ngon được?" Diêm Nương Tử nhìn dáng vẻ của hắn, đáy lòng cô cực kỳ tò mò, rộng chân sấn lại hỏi, "Nguyên Ca Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì, sao những người kia không cướp thịt?" Lý Nguyên nói, bởi vì nam nhân của nàng trở nên mạnh mẽ, bọn họ sợ. "Nguyên Ca Nhi, chàng nói đang nói thật hay giả vậy?" Diêm Nương Tử không tin lý nguyên nói ngày mai nàng sẽ tin buổi tối lý nguyên không quan tâm đến bên ngoài xảy ra chuyện gì hôm nay hắn và diêm ngọc ăn thịt thật sướng mặc dù thiếu một chút gia vị và rượu nhưng ninh ra mỡ hưu và rắc muối lên cũng thành món ngon tuyệt hảo thịt hơi tanh nhưng đối với những người không có thịt ăn thì lại hoàn toàn có thể chấp nhận và thậm chí là bỏ qua sau một đêm mây mưa diêm ngọc bị dày vò mềm như bùn nhão cô dựa sát người lý nguyên cô vút ve đôi tay thon dài trên người lý nguyên trên sờ soạng dưới xoa bóp rồi dùng giọng điệu mềm mại yếu đuối nói đúng là khỏe hơn thật nhiều bây giờ ta đã tin chàng thực sự trở nên mạnh mẽ đột nhiên cô nghĩ tới gì đó nói chàng đã thực sự luyện thành môn công pháp đó rồi lý nguyên nói ta đã nói với nàng từ sớm rồi nàng cứ không tin nhưng chuyện này vẫn phải giữ bí mật đừng để người khác biết người diêm nương tử cứng đờ mặc dù vẫn rất khó tin nhưng vẫn nói câu kia nương tử của chàng không ngốc đầu lý nguyên nói từ nay về sau nương tử nhà người ta có thịt ăn Ta muốn nàng cũng có." Thân thể mềm mại Diêm Nương Tử rung động, trong lòng sinh ra một cảm xúc ngọt ngào. Đây không phải là lời cô từng nói với hắn sao? Giờ đây, Lý Nguyên lại nói với cô. "Nguyên Ca Nhi." Diêm Nương Tử mềm mại ôn nhu, nhích lại ôm sát hắn và nói, "Ta rất thích chàng." Một đêm đã qua, Lý Nguyên kinh ngạc phát hiện số điểm cộng thêm đã tăng từ 6 thành 7. Có nghĩa là số điểm cộng thêm là dựa vào hạnh phúc sao? "Diêm tỷ," hắn nhìn kiều nương trong ngực, nhẹ nhàng trao một nụ hôn dường như diêm ngọc cảm nhận được nụ hôn của hắn quay sang và ôm chầm lấy hắn một đứa trẻ nói nhỏ ngủ thêm chút nữa đi được vậy ngủ thêm chút nữa buổi sáng diêm ngọc và lý nguyên rời giường ngồi đối diện nhau đang lúc hút cháo thịt hưu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cô nhòm đầu nhìn qua cửa sổ thì thấy một đám người đang chạy đến đây người dẫn đầu nhóm bên trái là tiền nhị nhóm bên phải lại là hùng ca ngoài ra còn có một tên tiểu lưu manh đi sau cùng cảnh tượng như trùng trùng điệp điệp Diêm Nương Tử biến sắc, ngay lập tức muốn chạy ra đóng cửa. Nhưng khi cô vừa ngồi dậy, Lý Nguyên đã đặt bàn tay lớn lên vai cô, "Diêm tỷ, đừng lo lắng, nàng cứ ngồi ở trong nhà đi, để ta ra ngoài xem." Nói xong, hắn bước đến tường nhà, cầm đại cung, lấy ống tên, thuận tay đổ hết đá trong ống xuống dưới giường rồi mới ra khỏi nhà. Vừa thấy Lý Nguyên đi tới cửa rào bằng tre, hai nhóm người đó cùng với mấy tên lưu manh cũng đều tiến về phía cửa. Ngay lúc Lý Nguyên bước ra khỏi cửa, nhóm người cũng lập tức dừng lại. Lý Nguyên nhìn thấy tiểu hổ trong nhóm lưu manh, nói với y, ta bảo ngươi đến lấy thịt, ngươi mang cả đám người tới đây, là có chuyện gì? Tiểu hổ vẻ mặt đưa đám, nói, Nguyên ca nhi, bọn họ tìm ta hỏi chuyện của ca, à. Tiếng nói của tiểu hổ nhỏ dần, tiền nhị ở bên cạnh đã cười, Lý Nguyên, là tiền lão nhị ta nhìn lầm rồi, không ngờ ngươi lại là một hảo hán. Hôm nay tới đây, ta cũng không vòng vo gì. Lão đại nhà ta là một quản sự trong thương hội Phúc Lâm, lão tứ và lão ngũ cũng đều đi theo y, lão tam muốn đi săn nên không theo, còn ta thì ưa thích nhàn hạ nên cũng không muốn đi. Hôm nay nếu ngươi theo ta, sau này ta sẽ đem ngươi tiến cử hiền tài cho lão đại nhà ta. Nhớ nghĩ cho kỹ, gia nhập thương hội, không phải ở cái phường tiểu mặc này có thể so sánh được. Khi tiền nhị vừa nói xong, trong đầu Lý Nguyên đã hiểu sơ bộ được tình huống. Tại cái phường tiểu mặc này, vốn là cuộc tranh giành địa vị giữa Hùng Ca và tiền nhị. Bây giờ, ở giã ngoại đột nhiên xuất hiện một người mạnh như thế, tất nhiên cả hai bọn họ đều muốn đến cướp hùng ca cười lạnh nói huynh đệ đừng nghe những lời hoang đường của y chẳng lẽ ngươi quên chuyện tiền tam muốn làm rồi sao chẳng lẽ ngươi quên lý do phan hòa thượng chết rồi sao trước đây là ca ca làm trễ nãi ngươi nhưng bây giờ sẽ không nữa ngươi là một hảo hán có bản lĩnh tốt hơn hết là theo ca ca lăn lộn đi sau này rượu ngon thịt ăn nữ nhân ca ca có thứ gì ngươi đều sẽ không thiếu như thế còn không phải là sung sướng ư Lý Nguyên đưa tay ôm quyền và nói với Hùng ca, Hùng ca, ngay trước ta đã nói với ca rồi. Ca còn nhớ tới người huynh đệ này, huynh đệ đã rất vui mừng. Nhưng huynh đệ đây không có chí hướng lớn lao gì, chỉ muốn đi săn và an ổn sống qua ngày tháng, không tranh không cướp với người khác, sống bình yên cùng gia đình là chí hướng của cả đời ta. Mặt Hùng ca vốn đen lại thêm đen. Tiền nhị cười nói, vậy Lý Nguyên ngươi nên đi cùng ta đi, đến lúc gia nhập thương đội Phú Lâm, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Lý Nguyên lắc đầu nụ cười của tiền nhị cứng lại sau đó nói lý nguyên ngươi là hảo hán nhưng trong phường tiểu mặc này dù sao ngươi cũng phải chọn đứng một bên chứ nếu ngươi không chọn ta thì mẹ nó chính là chọn y giọng nói của tiền nhị dần dần hung tợn lý nguyên hơi hơi nhắm mắt lại đảo đảo qua nơi xa rồi bất chợt bước tới phía trước cả hai nhóm người đều tò mò nhìn theo lý nguyên đến giao lộ ngón tay chỉ về phía trước hướng hắn chỉ có hai cây dương giả sau khi chỉ xong hắn nhặt hai viên đá nhỏ như quả trứng bồ câu trên mặt đất đặt lên trên hai chạc cây của cây dương rồi quay trở lại vậy đi ta sẽ bắn hai mũi tên bắn không trúng cục đá bên trái cây dương thì ta sẽ đi với hùng ca bắn không trúng bên phải thì ta sẽ đi cùng tiền nhị để ông trời quyết định ta đi cùng ai chắc là được nhỉ hùng ca và tiền nhị nhìn qua khoảng cách từ đây tới cây dương là chừng trăm bước xa như vậy cục đá lại nhỏ như vậy muốn bắn chúng là rất khó tiền nhị hỏi nếu đều không bắn chúng thì sao? Lý Nguyên nói, vậy thì bắn lại, bắn đến khi nào có kết quả mới thôi. Y ngừng một lúc lại nói tiếp, nhưng nếu bắn chúng cả hai, vậy chính là ông trời muốn ta không giúp bất cứ bên nào, không phải sao? Hùng ca trầm mặc, nói, được, với khoảng cách như này mà ngươi bắn chúng cả hai, vậy ta cũng không có gì để nói. Tiền nhị cũng đồng ý, tốt, vậy thì cứ để ông trời quyết định đi. Trong phòng, Diêm Nương Tử nhìn qua cửa sổ, cô thấy hai nhóm người đang tranh giành Lý Nguyên, tự nhiên hiểu được lời nói lúc tối của lý nguyên không phải là giả nhưng bây giờ cô lại cực kỳ hồi hộp mắt đẹp không chớp hai tay nắm chặt trái tim đập như trống đánh giờ ra chơi được hay không đây nguyên ca nhi chàng có làm được không đây rắc 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 cánh cung cong cong như sắp gãy và như đang phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết khi cánh tay của lý nguyên vận lực những cơ bắp mạnh mẽ phình to và chu vi cánh tay vượt xa so với người trưởng thành bình thường chúng tráng kiện và rắn chắc như sắt tất cả đều lộ rõ trước mắt mọi người cả hùng ca và tiền nhị đều nhìn rõ đều âm thầm thấy kinh hãi sáng nay trước khi đến đây hai người đã nhận được tin từ tiểu hổ cũng đã nghi ngờ lý nguyên là một kẻ nguy hiểm ẩn giấu rất sâu bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này tựa như nhìn trộm được bộ dáng vốn có của kẻ nguy hiểm này đồng thời xác nhận được suy đoán của mình cả hai đều bắt đầu bất giác thay đổi ý nghĩ trong lòng vụt lý nguyên thả tay mũi tên đầu tiên bắn mạnh vào bên trái cây dương sau khi bắn xong hắn nhìn cũng không thèm nhưng nơi xa lại truyền đến tiếng la to của một nam nhân chúng rồi thực sự chúng rồi mặt hùng ca trở nên u ám còn tiền nhị thì khá đắc ý bắn chúng bên trái hùng ca đã không còn hy vọng hiện chỉ còn hai khả năng một là không thể bắn chúng bên phải lý nguyên sẽ theo tiền nhị hai là bắn chúng bên phải không giúp đỡ đỡ ai cả tiền nhị cười lạnh nhanh chóng tăng giá nói lý nguyên mũi tên này bắn trệch đi nếu theo ta chiều nay ta sẽ giúp ngươi cưới thêm một tiểu thiếp xinh đẹp để ngươi tận hưởng hạnh phúc Gã đang tăng giá, cũng là quấy nhiễu Nhưng Lý Nguyên không đáp lại Nhanh chóng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp tiếp một mũi tên nữa Dương cung, cài tên, vù, mũi tên bay đi Rồi hắn chậm rãi thu cùng Ở trong mắt mọi người, mũi tên xuyên mây đưa gió Chỉ trong nháy mắt đã chạm vào viên đá phía bên phải cây dương Oành, viên đá bay ra Mũi tên phá không, bay tiếp khoảng 10 mét nữa mới cắm xuống đất Lần này, tiền nhị cũng ngỡ ngàng Không khí trở nên yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh này nhanh chóng bị tiếng cười của lý nguyên phá vỡ ha 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 hôm nay may mắn chúng cả hai mũi tên có vẻ như ông trời muốn ta không giúp đỡ ai cả lý nguyên để thả tay trái xuống rồi đứng sừng sững bất động hùng ca tiền nhị và đám tiểu đệ nhìn hắn thiếu niên ngày nào còn trông yếu ớt lúc này hai mắt như điện người đứng như tháp ở trong dáng vẻ bình tĩnh tự tin lại tựa như một ngọn núi vời vợi uy phong lẫm lẫm mọi người nhìn hắn nhưng sau khi chạm tới ánh mắt hắn thì đều tránh đi Hùng ca là người đầu tiên phản ứng lại, vỗ tay cười nói, Lý huynh đệ thật là một hảo hán, hôm nay ta thật phục rồi. Nói xong, y vẫy vẫy tay nói, y, y thoải mái, từ đâu đến thì về lại đó. Tiền nhị tấm tắc nhìn Lý Nguyên, thực tế thì trong lòng gã cũng rất hài lòng với kết quả này. Ban đầu gã cũng không thật sự hy vọng Lý Nguyên sẽ gia nhập tiền ra, gã đến đây chỉ là để phá hoại việc Hùng ca chiêu mộ. Lúc này gã cũng nhân tiện nói một câu, Lý Nguyên, cáo tử. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp mà đến, mà lúc đi cũng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, đã không còn ai. Lý Nguyên thu cung, vừa nãy hắn chỉ sử dụng 3 phần bản lĩnh. Bản lĩnh như thế này sẽ để cho Hùng ca có ý nghĩ nếu ta ở trạng thái tốt, ta cũng có thể như vậy. Như thế là rất tốt, không khiến người cảm thấy bị đe dọa, nhưng cũng không dám tiếp tục nhắm vào hắn. Về sau hắn lại săn được thịt hương, hắn cũng có thể đi một cách ngây ngang. Hắn chuẩn bị quay về thì tiểu hổ và ba bốn lưu manh từ phía sau chạy lại. Trên khuôn mặt bọn hắn mang theo vẻ sùng bái thủ đoạn của ca ca, hôm nay được nhìn, thực sự là, trong giọng nói của tiểu hổ mang theo ý vị lấy lòng. Lý Nguyên cắt ngang, nói, lấy thịt. A, à, vâng vâng vâng, tiểu hổ khom lưng, đi theo sau Lý Nguyên, lúc thấy Diêm Ngọc đang ở cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài, tiểu hổ vội vàng khom lưng cúi chào, hô lên, tẩu. Chưa kịp nói hết tiếng tử, một quả đấm đã đập xuống đầu y. Lý Nguyên lạnh lùng nhìn y, ta có nhận ngươi hả? À? Tiểu hổ cười khổ, nói, Nguyên ca, ngài cho huynh đệ chúng ta theo ngài đi chúng ta theo ngài không phải vì ăn thịt, trong nhà chúng ta đều tồn thức ăn. Chủ yếu là trong phường tiểu mạc này, chúng ta chỉ là đám dã miêu dã cẩu, nhìn có vẻ như càn quấy tứ phía nhưng thực sự lại không bằng cái rắm. Ngài là đấng hảo hán, vừa nãy còn lộ bản lãnh như vậy, các huynh đệ đều phục ngài. Ngài thành lão đại của chúng ta, sau này ngài nói chúng ta làm cái gì, chúng ta chắc chắn làm cái đó. Lý Nguyên lạnh lùng nhìn y, sau đó quay về phòng và cầm dao phay cắt một miếng thịt hươu, đứng ở xa ném lại cho y tiểu hổ trụng hai tay bắt lấy. Lý Nguyên nói, ba cân, cho ngươi. Có đường đi chợ đen thì có thể lại tới tìm ta. Lần sau nói chuyện, nhớ dùng não. Ở phương này có hùng ca và tiền gia, nếu ta tiếp nhận các ngươi, không phải là đối đầu với họ sao. Tiểu hổ bỗng sừng sốt. Lý Nguyên phất tay rồi nói, về đi. Tiểu hổ quay đầu vội vàng rời đi, khi ra cổng còn nhẹ nhàng đóng rào che lại. Lý Nguyên quay về phòng, Diêm Nương Tử cũng rời khỏi cửa sổ, chớp chớp đôi mắt lóng nước mà nhìn hắn, đôi bàn tay nhỏ không yên được mà nắm chặt góc áo xanh của mình lý nguyên cười to bước tới ôm chặt diêm nương tử diêm nương tử nhẹ nhàng vỗ hắn đầy oán trách hỏi từ khi nào mà chàng lại giỏi thế khi nàng thấy ta nhập ma chướng lý nguyên nói diêm nương tử bỗng chốc không còn lời để nói còn gì để oán trách nữa chẳng qua là cô không tin hắn không phải hắn giấu cô nhưng tâm trạng cô vẫn chưa được giải tỏa cô lại nói chàng giỏi như vậy thế lát chiều lại đi cưới thêm một tiểu thiếp nữa đi. Không cưới, chỉ coi chừng mỗi diêm tỷ thôi, Lý Nguyên nói. Diêm Nương từ đỏ mặt, nói gì đấy, nói sao lại thô thiển vậy được. Trước khi xuyên không, Lý Nguyên là người mổ heo, cho dù trước đó cũng là một người có văn có học, nhưng sau khi mổ heo, hai thứ đó không dung hợp cũng không biến hắn thành một nhà thơ mổ heo lúc nửa đêm. Ngoài việc mang lại cho hắn sự tự ti khi gặp bạn bè cũ lúc đi học lớp thì không còn tác dụng gì khác. Diêm tỷ, ta vốn là một người thô lỗ lời nói sao có thể không thua lỗ được diêm ngọc nghĩ nghĩ cảm thấy nguyên ca nhi vẫn bình thường từ trước đến giờ có khi nào thua lỗ với mình đâu lý nguyên nhíu mày hỏi ngược lại nàng không biết à hả à. diêm nương tử ngần ngơ sau đó đỏ mặt hai tay lại đập hắn gắt giọng đáng ghét lý nguyên cười ha hả thả diêm nương tử xuống sau đó nói lỡ mất thời giờ rồi phải lên núi nhà còn thịt hôm nay ta săn một con hươu ngày mai đi đổi ít tiền lý nguyên lấy một cây đao bổ củi nhét sau lưng nói Ngô không phải sắp hết rồi sao? Diêm Nương Tử không vui đáp, nói săn hươu là săn hươu, giã thú ở tiểu Mặc Sơn là nhà chàng nuôi à? Ừ, chính là thú nuôi trong nhà. Lý Nguyên đáp một cách bình thản rồi đi ra ngoài trong ánh mắt sững sờ của Diêm Nương Tử. Trạng vạng tối, Lý Nguyên lại vác một con hươu về trước ánh mắt sững sờ của Diêm Nương Tử. Ngoài trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ, Lý Nguyên vứt con hươu vào góc phòng. Trời đông giá rét, hươu qua một đêm cũng không bị hỏng. Sau khi tắm cả hai ôm nhau vật lộn trên giường sau một hồi giày vò nhau diêm nương tử nằm êm ái trong ngực lý nguyên kề sát gối tâm sự nguyên ca nhi hôm nay phượng nhi đến xin lỗi ta nói là ngày đó không nên nói với chàng như vậy hôm nay lúc ta đi ra ngoài cũng có nhiều người đến trò chuyện với ta nhưng mà ta chỉ tìm vương thẩm ta nói với vương thẩm chàng có thịt muốn bán vương thẩm bảo vương thúc ngày mai hỏi xem tử lâu có nhận hay không nếu tử lâu nhận giá chắc chắn sẽ tốt hơn so với người bán lương thực kia Lý Nguyên hơi suy nghĩ rồi nói: Được, để Vương thúc đi hỏi thử. Chỉ có điều con hươu này ngày mai ta vẫn phải bán, nếu không thịt sẽ không tươi mới. Tuyết rơi cả đêm. Ngày hôm sau, tuyết đã cao đến gối. Trước cửa nhà, Diêm Nương Tử dùng tay nhẹ nhàng đỡ con hươu cho nam nhân nhà mình, hà ra hơi nóng nói: Về sớm nhé. Lý Nguyên đáp lời, cõng cung và con hươu, chân nông chân sâu dẫm lên tuyết mà đi về phía xa. Trong thế giới tuyết trắng, trong lành và cô tịch đã không có mấy người muốn ra ngoài sự huyên náo ồn ào cũng chả thấy đâu. Người buôn lương thực trong thôn không phải là thương hội Phúc Lâm mà tiền gia quen biết, mà là một thương hội khác, chỉ là Lý Nguyên chưa từng để ý tới. Lúc này, khi hắn cõng bao tải đến trước cửa hàng lương thực, hắn nhìn lên và thấy bảng hiệu trên cửa viết thương hội Tứ Hà, hắn liền bước vào. Bên trong kêu loạn ẩm ý, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Và có một nam nhân chặn đường hắn, hỏi, làm gì? Lý Nguyên nói, bán thịt, ngươi có thu mua không? Mở ra xem lý nguyên đặt xuống bao tải và mở ra người đó đến gần xem thấy được một con hươu còn nguyên vẹn y nhíu mày suy nghĩ một lúc bất ngờ nhớ ra điều gì do hỏi ngươi là lý nguyên lý nguyên nói đúng là ta nam nhân đó cười hai ngày qua ngươi thật là oai phong a à. lý nguyên cay đắng nói chỉ có thể lo đủ miếng ăn nuôi gia đình mà thôi nam nhân đó liếc nhìn vóc dáng của hắn bất chợt nói làm quen một chút ta tên là triệu phụng trông coi cửa hàng lương thực này lý nguyên nhìn y Thấy trên đầu y bay lượn 2 đến 3, rõ ràng là người chưa nhập phẩm nhưng cũng đã mạnh hơn nhiều người. Triệu huynh, rất vui được gặp Lý Nguyên ôm quyền. Triệu Phụng nói, giá của con hươu này, ta sẽ trả theo giá như trên huyện, không gạt người. Lý Nguyên nói, cảm ơn Triệu huynh. Triệu Phụng gọi người, sau đó một người trong cửa hàng lấy con hươu đi cân. Trong khi đó, Triệu Phụng nói, ta biết ngươi là một hảo hán, còn giỏi bắn cung, có hứng thú gia nhập thương hội Tứ Hà ta không? Nhìn thấy Lý Nguyên chuẩn bị cất lời, Triệu Phụng lắc tay nói, để ta nói hết trước. Y chép chép miệng, chắp tay đi vài bước, sau đó nhìn chầm chầm vào Lý Nguyên nói, thẳng thắn với ngươi, vài ngày nữa, cửa hàng lương thực chúng ta sẽ rời khỏi huyện Sơn Bảo. Tại sao lại phải đi, Lý Nguyên hỏi tò mò. Triệu Phụng nói nhỏ, Hồng Liên tắc khởi nghĩa, huyện Sơn Bảo ở gần, chúng ta phải rời đi. Hiện tại, thương hội chúng ta đang thu nhận mãnh sĩ các nơi để cùng rút lui, ngươi có muốn tham gia với chúng ta không? Lý Nguyên do dự một chút, sau khi người trong cửa hàng đến đưa đồng tiền lớn cho hắn, Hắn mới nói, "Triệu huynh, xin cho ta thêm thời gian suy nghĩ." Hắn không muốn đồng ý ngay, mới quen chưa nói được mấy câu, có thể tin tưởng lẫn nhau hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa ở trong thời loạn thế này, làm hộ vệ cho thương hội cũng là một việc nguy hiểm. Nếu thương hội muốn chạy khắp nơi, ngươi cũng phải theo khắp nơi. Mà những cường nhân ngoài kia cùng với Hồng Liên Tặc mà Triệu Phụng đã nói, chẳng phải là nhắm tới loại thương hội như này sao? Triệu Phụng nói, "Được, vậy trong vòng 3 ngày, ngươi tới đây nói cho ta biết là được." Con hươu này nặng 30 cân, người của thương hội Tứ Hà cho hắn 36 mai đồng tiền lớn. Lý Nguyên trực tiếp dùng 16 mai đồng tiền lớn để mua 30 cân ngô, 10 cân đậu, chia thành hai bao. Sau đó, hắn dùng 5 đồng tiền lớn để mua một cân muối, dùng 5 đồng tiền lớn để mua một túi nhỏ đường trắng và một ít nến. Như vậy, hắn chỉ còn lại 13 đồng tiền lớn. Thời đại này, muối và đường đều là những thứ xa xỉ, có thể mua về được nhiều như vậy, Lý Nguyên đã rất mãn nguyện rồi. Trong khi đó, khuôn mặt của triệu phụng trở nên hơi đen lại bởi vì người này mua nhiều như vậy tức là định ở lại đây lâu dài không định đi cùng y y suy nghĩ một chút nhìn bóng lưng lý nguyên đi xa lao theo vào trong trời tuyết hét lên đợi một chút đợi một chút lý nguyên dừng bước lịch sự nói triệu huynh có chuyện gì sao triệu phụng nói lý nguyên ta lại nói cho người một lời thật nếu ngươi gia nhập thương hội tứ hà ngươi cũng sẽ cùng ta đi theo tam tiểu thư tam tiểu thư mặc dù bị chèn ép nhưng rất có tài năng chắc chắn sẽ có một vị trí trong thương hội bây giờ ngươi và ta cùng theo tiểu thư khi tiểu thư thực sự thượng vị chúng ta sẽ là những đại công thần không thể thiếu chỗ tốt lời của y hoàn toàn xóa tan sự do dự cuối cùng của lý nguyên quả nhiên bất kỳ thế lực nào cũng sẽ có phân chia phe phái mà có phe phái là có mâu thuẫn tiểu thư muốn thượng vị cần những người ở dưới đi tranh đấu bên ngoài là loạn thế trong nhà vẫn còn đấu mà triệu phụng chỉ là một bất nhập phẩm y có quyền lực gì trong thương hội nếu có quyền lực, cũng sẽ không bị phân phái đi bán lương ở địa phương như phường Tiểu Mặc. Cảm ơn Triệu Huynh, ta về nhất định sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu muốn tham gia thương hội tứ hà, trong vòng 3 ngày phải đến đây đúng không? Lý Nguyên giả vờ suy tư. Đúng, trong vòng 3 ngày đến đây là được, Triệu Phụng nói, ta sẽ đợi tin tức tốt của người. Lý Nguyên gật đầu, sau đó đeo túi lên vai và quay trở lại trong tuyết. Tuyết rơi đầy trời, che mờ đi dấu chân người. Thiếu niên đi từng bước một, vượt qua một quãng đường không quá dài, trở về dưới mái hiên nhà nhỏ hắn đặt xuống bao tải phủi tuyết trên người diêm nương tử đã sớm nghe thấy tiếng động mở cửa thấy hắn tuyết trắng đầy đầu cười rất vui như một tiểu lão đầu lát sau cô vừa muốn đi lấy nước nóng để nam nhân rửa mặt và tay nhưng còn chưa đi được hai bước cô đã bị lý nguyên kéo lấy tay lý nguyên kéo mạnh diêm nương tử kinh ngạc hô lên bay nhào ra ngoài như một con bướm màu lam lý nguyên ôm chặt lấy cô quay tròn trong tuyết sau ba bốn vòng thì mới dừng lại Diêm Nương Tử cũng không phải người nhàm chán, sau khi dừng lại lập tức không nói gì, hai tay lặng lẽ siết chặt eo nam nhân nhà mình. Lý Nguyên cũng ôm chặt cô. Hai người dính chặt lấy nhau ở giữa sân nhỏ đầy tuyết, trông như hai kẻ ngốc. Tuyết trắng chưa quét, tuyết cao hơn gối. Trên bầu trời, tuyết vẫn rơi như lông ngỗng. Chỉ mất một lát, cả hai đều trắng đầu bạc tóc. Diêm Nương Tử cười ha hả nói, "Làm gì vậy?" Lý Nguyên nói, "Tóc nàng cũng trắng rồi." Diêm Nương Tử cười nói, đây chính là ngụ ý tốt đó đây là ông trời đang nói với chúng ta chúng ta sẽ sống với nhau đến đầu bạc giang long đầu bạc giang long trong thế đạo này nó lại tựa như một giấc mơ cổ tích lý nguyên nghĩ về trường sinh bất lão của mình thoáng sững người sau đó ôm chặt diêm nương tử và nói ta có mua cho nàng một ít đường trắng đường trắng diêm nương tử lại cười vui lý nguyên ôm nàng lên và đi vào trong nhà buổi tối đôi phu thê nằm cạnh nhau nói chuyện bên gối khi ta đi vào thương hội tứ hà Ta nghe người trong đó nói sau ba ngày họ sẽ rời đi. Sao lại đi? Họ nói là Hồng Liên Tặc khởi nghĩa. Hồng Liên Tặc có lẽ là bọn Hồng Liên Giáo. Ta từng nghe nói, chỉ là ai nói thì nhớ không ra. Hồng Liên Giáo, Lý Nguyên tìm trong ký ức và phát hiện là không có gì, nói rõ nguyên chủ không có quá nhiều thông tin về bên ngoài. Diêm Đương Tử nói, Phương Nam gặp thiên tai nhân họa quá nghiêm trọng, mà chính lúc đó, Hồng Liên Giáo xuất thế. Nghe đồn, Hồng Liên Giáo chủ kia có thể lấy phù thủy làm thức ăn, chỉ cần uống một bát là một ngày không nói rất nhiều người tị nạn chọn đi theo y thậm chí còn thờ cúng chân dung của y giống như là thần thánh uống một bát phù thủy một ngày không đói lý nguyên cười lạnh sao phù thủy đốt giấy vào nước nhưng đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện nếu hồng liên tặc thật sự đánh tới đây quan phủ có trương binh không nếu có trương binh hắn chắc chắn phải đi vậy sẽ không tốt trong lúc nhất thời hắn trầm mặc lại chẳng lẽ phải rời đi cùng với triệu phụ không con đường đó càng không ổn định, đó giống như là dân cờ bạc, thấy thế cục không tốt liền đem tất cả tới một nơi khác mà bản thân mình không hề biết gì, với ý nghĩ là không thể tồi tệ hơn nơi này. nhưng kết quả thường không như ý muốn. Lý Nguyên đột nhiên nghiêm túc nói, Diêm tỷ, ta có một việc muốn nói với nàng. chuyện gì vậy? Diêm Nương tử sừng sốt. Lý Nguyên tiến sát tai nàng nói, sau một thời gian, nếu có tin tức Hồng Liên tặc đánh tới huyện thành, ta sẽ sớm trốn lên núi rồi nửa đêm lặng lẽ về nhà. Hà? diêm nương tử nàng mất một lúc mới hiểu ra nhưng sau khi hiểu ra diêm nương tử nàng chỉ nói nhỏ liệu có bị phát hiện không hơn nữa chàng trốn lên núi có an toàn không lý nguyên nói sẽ không bị phát hiện thời gian trôi đi cực nhanh ba ngày sau triệu phụng không chờ được lý nguyên cũng không đến nhà y mang đoàn người trực tiếp rời đi lý nguyên vẫn tiếp tục đi săn như mọi khi và đường dây mua bán giữa vương thúc và tử lâu cũng đã được thiết lập vương thúc là người thật thà mà chất lượng con mồi của lý nguyên cũng rất tốt từ lâu cũng sẵn lòng mua thịt từ chợ đầu mối một người này. Chớp mắt, đã qua 9 ngày. Trong phường tiểu mặc, Lý Nguyên bắt đầu trở nên kín đáo hơn. Có một lần hắn trở về, hắn cố tình dùng một viên đá trà sức ra, sau đó nói với người ngoài là hắn gặp phải gấu đen, tiếp đó lại tỏ ra sợ hãi. Màn trình diễn này đã làm giảm đáng kể uy vọng của hắn. Và nhiều lần sau đó, hắn trở về càng muộn hơn và chỉ săn được những con mồi càng nhỏ hơn. Tới ngày thứ 9, hắn thậm chí tay không trở về, nói là không săn được gì cả. khi hùng ca nghe tin này không nhịn được mà cười to, còn phượng nhi thì bất ngờ lại cuộn chân ngủ chung với y. sau khi nghe tin này, phượng nhi tình tứ nói, hùng ca, huynh thật giỏi, tên lý nguyên kia còn kém xa. hùng ca cười, hắn cũng được, không tệ. phượng nhi nói, hùng ca, lúc nào huynh mới cưới thiếp vậy? hùng ca nói, sắp rồi, sắp rồi. ở một nơi khác, tiền nhị nghe xong cũng chỉ cười đắc ý, chớp mắt lại qua năm ngày. ngày hôm đó. Cả huyện Sơn Bảo dường như trở nên náo nhiệt. Các nha dịch chạy khắp nơi, bắt đầu cưỡng chế bắt phu xung quân với lý do là chống lại cường địch. Hồng Liên Tặc đánh tới rồi, đến lúc bảo vệ quốc gia rồi. Nói lời nhảm nhí làm gì, không phải hỏi ngươi có muốn đi hay không, mà là ngươi phải đi. Nhà ngươi có hai người nam, vậy thì bốc thăm, chọn một người. Nhà ngươi chỉ có một người, vậy phải đi. Đi đi đi, nói nhiều cái gì, ngươi không đi chẳng lẽ là ngươi đã cấu kết với Hồng Liên Tặc, đi nhanh. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là cảnh người người ai oán, cốt nhục phân ly, vợ chồng chia rẽ. Phương Tiểu Mặc. Hùng ca đang ôm Phượng Nhi trong giấc ngủ, cửa bị đập cộc cộc cộc. Ai thế? Hùng ca hô lớn. Phượng Nhi cũng giọng khó nghe mà lên tiếng, không biết Hùng ca đang nghỉ ngơi à, thật không có chút nhãn lực nào. Tiếng nói vừa dứt, bành, cửa bị đạp mở toang, nha dịch nhìn vào trong, dò hỏi, "Lô Nhị Cẩu, đúng không?" Hùng ca. Sau khi nhìn thấy vẻ hung dữ của nha dịch, y cúi đầu, tránh ánh mắt của Phượng Nhi ngoan ngoãn nói, phải. Nha dịch nói, Trương Binh, mau mặc quần áo rồi đi cùng chúng ta. Ở phía khác, cửa lớn của tiền gia cũng bị đẩy ra. Tiền nhị đang ăn thịt uống rượu cùng một đám lưu manh, thấy nha dịch chạy vào. Tiền nhị ngẩn ngơ, nói, các người. Nha dịch nói thẳng, ta nghĩ sao lại có nhiều nhà bỏ trống như vậy, hóa ra đều ở chỗ ngươi, nhanh, Trương Binh. Tiền nhị moi ra lượng bạc từ trong ngực, lén lút nhét tay, nói nhỏ, ta là huynh đệ với lưu bộ khoái nha dịch kia hất bay thỏi bạc nói lưu bộ khoái hết làm quan ở đây rồi đi 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 phía sau hắn một quan sai mặc thường phục ôm đao dựa vào cánh cửa lạnh lùng nhìn cảnh này một số lưu manh còn đang cãi nhau quan sai thường phục này lập tức tiến lên chỉ vài giây đã đánh ngã nhóm lưu manh giống như diều hậu vồ gà con chẳng còn ai dám phản kháng trước cửa nhà vương thẩm cha cha hai đứa nhỏ gào khóc nước mắt chảy lã thã tới mức bị đóng băng trên gương mặt nhỏ trông thật đáng thương còn vương thúc thì bị bắt lính im lặng đi theo sau đội ngũ nha dịch. Huyện muốn trưng binh 5.000, mà 5.000 người này dĩ nhiên phải tìm từ những thôn phường nghèo khó, các nha dịch ép người không chút nương tay. Vương Thúc là người hiền lành ít nói, lúc này y đang cố kìm đau thương và giận dữ, không dám không quay đầu nhìn lại. Còn Vương Thẩm lại đuổi theo từ xa, cầm lấy đồng tiền lớn mà trong nhà tiết kiệm được đưa tới trước mặt nha dịch. Cười nói, quan gia, nhà ta chỉ hy vọng vào nam nhân này, ngài có thể châm chức một chút được không? Nha dịch trực tiếp khoát tay nói, về, trở về đi nhà nào chẳng vậy vương thẩm vẫn cố nặn ra nụ cười trong mắt là lấy lòng và đáng thương quan gia chủ yếu là hai đứa trẻ còn nhỏ nha dịch nói không phải còn có ngươi sao một nha dịch bên cạnh nói đừng nói nhiều nhanh đi vương thẩm muốn tiếp tục đuổi theo nha dịch bên cạnh mất kiên nhẫn mà sờ vào chuôi đao ở eo hung thần ác sát mà nhìn lại nàng vương thẩm lập tức hoảng sợ hai đứa nhỏ phía sau vương thẩm cũng sợ tới ngừng khóc lúc này vương thúc quay đầu nhìn về phía vương thẩm nói quay về đi chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ cha nó vương thẩm biết chuyện không thể đảo ngược cũng bắt đầu khóc nàng dụi dụi hai mắt nói vậy chàng phải bảo trọng sinh ly tử biệt có lúc nào là bình thường lần này đi lính còn có thể gặp lại nhau không ai biết được nam nhân bị bắt phu đi giết giặc là giống như đã chết sau khi vương thúc đi vương thẩm ôm hai đứa trẻ gào khóc một nha dịch thuận đường đi tới hộ sát vách nhà vương thẩm cầm danh sách hết lên nhà lý nguyên đúng không mau ra ngoài. Lúc này, Diêm Ngọc đã hóa trang bôi cho thêm vài vội vã đi ra, khuôn mặt hốc hác, mắt đỏ như trái đào, rõ ràng là vừa khóc. Nha Dịch không hứng thú với người xấu xí, nhìn nhiều còn ngại, cũng không chịu đựng được, không kiên nhẫn mà trực tiếp hỏi, "Lý Nguyên Đầu?" Môi của Diêm Ngọc giật giật, muốn nói chuyện nhưng lại nghẹn ngào, lại cúi đầu và lau đi nước mắt đang không ngừng chảy xuống, trong miệng thì phát ra tiếng hức hức. Nha Dịch thấy thật phiền, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Bấy giờ Diêm Ngọc mới hít một vài hơi Kim Nén bi thương nói: "Hôm trước phu quân nhà ta đi lên núi, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về." Đột nhiên, hai mắt của cô lại đẫm lệ, cô như thấy được hy vọng, nói: "Quan gia, ngài, xin các ngài thương xót ta mà lên núi tìm hắn được không? Van cầu các ngài giúp tiểu dân đi mà." Nha dịch nắm chặt chuôi đao, mắt trừng trừng hung ác, Diêm Ngọc đột nhiên dừng bước. Nha dịch này thương lượng một chút với nha dịch bên cạnh, rồi cười lạnh nói: "Hẳn là trốn tránh việc trưng binh nên hắn mới lên núi đúng không?" Diêm Ngọc dường như bị dọa miệng nói không ngừng không chắc chắn không ngày hôm trước các ngày còn chưa đến nam nhân của ta sao biết được chuyện này nha dịch này lại đe dọa trốn tránh trưng binh là tội chém đầu ngươi biết mà không báo thì cũng sẽ chịu tội cùng nghĩ cho kỹ rồi lại nói diêm ngọc liên tục lắc đầu hốt hoảng mà nói đi nói lại nam nhân của ta không thể nào biết hôm nay trương binh đi nha dịch này nhìn về phía nha dịch bên cạnh nha dịch kia hiểu ý đi một vòng xung quanh hỏi những trai tráng bị bắt sau đó quay lại nói có lẽ là thật lý nguyên này ban đầu là một thợ săn khá mạnh trong phường có thể là tự tin vào bản lĩnh của mình nên thường một mình độc lai độc vãng trong núi mấy hôm trước còn bị gấu đen đuổi đánh trên đùi còn rách một miếng da lớn ngày kia tuyết lớn hắn lên núi rồi tới giờ vẫn chưa trở về người trong phường nói có thể là hắn đã chết trên núi nha dịch này gật đầu đẩy diêm ngọc ra và đi vào nhà lục soát nhưng không thấy ai sau đó chạy đến nhà kế tiếp diêm ngọc khóc mệt mỏi ngã xuống đất sau một lúc mới dựa vào hàng rào để đứng dậy buồn bã đi vào trong nhà. Ngay khi vào nhà, cô vội vàng khóa cửa lại, nhẹ nhàng vuốt ve ngực bị buộc chặt bằng vải. Nghĩ ngợi, bên ngoài cửa sổ, núi rừng phủ tuyết. Trời đông lạnh đến như vậy, chim tước không thấy bóng dáng. Biết chăng chàng có mạnh khỏe, vù, núi như thịt đông lạnh, gió cuốn như đao cắt. Từng con dao thổi qua làn da của núi này, cắt ra từng lớp tuyết và bụi xương. Sau ngọn núi thứ hai, Lý Nguyên mặc áo choàng được làm từ da hươu, tay trái dơ lên chắn tuyết xa đang lao vào mặt, Tay phải cầm chặt cây đao bổ củi băng lạnh, hai chân đi trên nền tuyết mênh mông. Hiện tại, sức mạnh của hắn đã đạt đến 9 đến 10, cho dù không biết đao pháp, hắn cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để chém gấu heo hổ trong núi này. Hắn có huyết khí hùng hậu, là một võ giả nhập phẩm, cộng thêm áo choàng da hươu ấm áp này, hắn có thể sống sót trong hoàn cảnh cùng đường như vậy. Mấy ngày qua, Diêm Nương Tử luôn lén lút hỏi thăm về Hồng Liên Tặc. Khi biết Hồng Liên Tặc có thể hướng về huyện Sơn Bảo, Lý Nguyên lập tức quyết định trốn vào núi trước nếu không chúng thì trốn vài ngày rồi quay trở lại. Nếu chúng, thì hắn có thể tránh trưng binh. Kết quả, hắn đã trúng. Sáng sớm hôm nay, hắn nghe được tiếng ồn từ phía phường tiểu mặc, Lý Nguyên biết mình đã đoán đúng, quan phủ thực sự bắt đầu bắt phu kháng tặc. Nếu hắn ở nhà, chắc chắn cũng sẽ bị bắt, điều này là không thể tránh được. Trái tim của hắn luôn đập thình thịch cuối cùng đã yên ổn lại, rồi hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù nói trốn vào núi để tránh trưng binh là tội chém đầu, nhưng so với việc trực tiếp bị bắt đi giết địch là tốt hơn nhiều. May mắn, may mắn. Lúc này, hắn quét qua thông tin cá nhân của mình. Tên, Lý Nguyên. Thêm điểm, 145 điểm. Cảnh giới, cửu phẩm, luyện nhục. Công pháp, hồi liễu công, 100 trên 100. Kỹ năng, xã tiễn cấp chuyên gia, 0 phần 80, truy tung cao cấp, 0 trên 40. Thần thông, trường sinh bất lão. Thanh trang bị, chưa mở khóa kể từ khi quan hệ với Diêm Nương Tử thân mật hơn, mỗi ngày hắn có thể nhận được 7 điểm. Và bây giờ đã trôi qua 20 ngày kể từ lần cuối cùng hắn thêm điểm. Từ hôm nay trở đi, vừa đêm thì liền lén lút trở về, nhưng nếu bị phát hiện thì chỉ có hai con đường, hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là dẫn Diêm Tỷ chạy trốn. Nếu vậy, ta phải cố gắng hết sức, thêm điểm. Lý Nguyên nhắm vào dấu sau truy tung cao cấp, 0 phần 40, và liên tục nhấn 40 lần. Xoát xoát xoát. Cùng lúc thêm điểm, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một số ký ức. Đó là những ký ức về quá trình tu luyện chăm chỉ của hắn. Để theo dõi một con dã thú, hắn nằm dạp trong cỏ cao, hoàn toàn không để ý mũi đốt, cắn răng cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa đau quanh thân vì theo dõi địch quân. Hắn lặn lội ngàn dặm, không phân biệt ngày đêm, mà sau khi tới gần địch nhân vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí để không phạm phải một sai lầm nào. Hắn càng không ngừng rèn luyện chính mình, càng không ngừng tiến hành thực chiến, đồng thời cũng tự ngẫm lại chỗ yếu kém trong kỹ nghệ của mình. Rốt cục, Thiên đạo thủ cần, một ngày đó hắn đốn ngộ. Khả năng theo dõi của hắn lên một tầm cao mới và bước vào một giai đoạn mới. Kinh nghiệm phong phú tràn vào đầu hắn, trong khi cơ bắp và dây thần kinh cũng bắt đầu được tinh chỉnh, độ nhạy cảm đối với xung quanh hắn tăng lên và hắn cũng giỏi che giấu hơi thở của mình hơn. Lý Nguyên quét mắt nhìn thông tin cá nhân, dòng chữ này đã biến thành truy tung cấp chuyên gia, không 0.80, mà điểm số vẫn còn 105 điểm. Lý Nguyên hơi suy nghĩ, quyết định tăng thêm một đợt nữa. Dù sao Chuyện hắn bí mật trở về mỗi đêm là chuyện tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một đêm hai đêm, có lẽ hắn còn có thể che giấu rất tốt, nhưng nếu là lâu, hắn sẽ như thế sao? Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nếu xảy ra một chút ngoài ý muốn, sẽ là hối hận cũng không còn kịp nữa, phải làm hết sức để được không có sơ hở nào. Tiếp tục thêm điểm. Lý Nguyên lại cuồng nhấn 80 lần lên dấu sau truy tung cấp chuyên gia, không trên 80. Soát soát soát. Những ký ức mới tràn vào đầu. Hắn đã là chuyên gia theo dõi nhưng dựa vào chính mình cũng đã không cách nào tiến bộ hơn, hắn nghe nói qua những truy tung thuật cao cấp hơn, nhưng mà loại truy tung thuật này không phải một võ giả nhập phẩm nho nhỏ như hắn có thể mong cầu. Nhưng một ngày kia, cơ duyên chợt tới, một lão nhân mặt mũi mơ hồ tiện tay chỉ điểm cho hắn, hắn bừng tỉnh đại ngộ, bình cảnh đã lâu không buông lỏng rốt cục sinh ra dao động. Hắn đột phá và trở nên mạnh mẽ hơn, hắn có thể dễ dàng theo dõi dã thú và địch nhân, còn có thể dễ dàng lẻn vào mỗi một hộ gia đình trong phường, cảm giác tồn tại của hắn trở nên rất thấp và lại am hiểu các pháp môn che giấu khí tức với động tĩnh. Lý Nguyên lại nhìn lướt qua chính mình, thực lực tổng hợp không thay đổi, hiển nhiên thực lực tổng hợp chỉ tính bản lĩnh lúc chém giết nhau, mà truy tung thuật thì thuộc về thực lực mềm. Nhưng bảng điều khiển đã thay đổi. Tên: Lý Nguyên. Thêm điểm: 25 điểm. Cảnh giới: Cửu phẩm, luyện nhục. Công pháp: Hồi Liễu Công, 100 trên 100. Kỹ năng: Xã Tiễn cấp chuyên gia, 0 phần 80, truy tung cấp tông sư, 0 trên 160 thần thông, trường sinh bất lão, thanh trang bị, chưa mở khóa. Vào ban đêm, chiến dịch bắt phu oanh oanh liệt liệt đã kết thúc. Vài nhà rên rỉ, vài nhà khóc tang. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vợ chồng ân ái sinh ly tử biệt. Cả phường tiểu mặc đều yên lặng tĩnh mịch. Diêm Ngọc sớm thổi tắt nến, cô sốt sắng mà canh ở cửa sau, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, vừa lo lắng vừa chờ mong. Ánh mắt cô khóc sưng đỏ, đây cũng không phải là diễn trò, mà là bầu không khí của phường tiểu mặc chính là như thế, người nhà ai không thương tâm nửa đêm một bóng ma quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở cửa sau giơ tay gõ liền sáu cái dựa theo tiết tấu nhẹ nhẹ mạnh mạnh nhẹ mạnh diêm ngọc lại gần ngoài phòng truyền đến thanh âm là ta đây thanh âm quen thuộc này làm cho diêm ngọc cực kỳ vui vẻ cô vội vàng mở cửa kéo nam nhân ngoài cửa vào sau đó vội vã ôm lấy hai tay không an phận rất lâu sau động tĩnh trong nhà đã lắng xuống lý nguyên nói không chê thối sao không ngửi thấy mùi thối diêm nương tử mềm mại trả lời nhưng hai tay lại ôm chặt nam nhân nhà mình sợ buông ra sẽ mất đi sau khi than nhẹ một tiếng cô làm như ôm đủ rồi buông tay và nói ta nấu chút nước tắm cho chàng đừng đốt lửa nếu có khói sẽ khiến người khác hoài nghi lý nguyên nói hơn nữa ta đã tắm trong suối trong núi rồi nhưng lát nữa phải mang theo chút xà phòng và quần áo suối diêm nương tử chừng to mắt trên mặt lộ ra vẻ không dám tin thời tiết này chàng không chết cóng à lý nguyên nói nam nhân của nàng còn tráng hơn trâu, không lạnh chết được. Diêm nương tử liếc hắn một cái, lấy tay nhéo nhéo thịt hắn, hơn dỗi nói, khó trách cày giỏi như vậy. Nói xong, nàng lại thở dài, dựa vào ngực Lý Nguyên, nhẹ giọng nói, trong phường có thật nhiều nam nhân đi rồi, vương thúc, tiền nhị, hùng ca, còn có tiểu hổ lúc trước gọi chàng là Nguyên ca, thanh niên trai tráng có thể gọi tên thì cơ bản đều đi cả rồi. Nguyên ca nhi, chàng nói bọn họ đi giết hồng liên tặc, còn có thể sống sót trở về không? Lý Nguyên im lặng một lúc lâu không nói gì. Trước khi xuyên tới thế giới này, hắn ít nghiên cứu sách sử, nhưng ít nhất hắn cũng đã từng xem các bộ phim lịch sử. Vì vậy hắn biết, khởi nghĩa nông dân thường đại biểu cho việc bắt đầu thời kỳ loạn lạc. Chuyện của Trần Thắng Ngô Quảng, Thái Bình Thiên Quốc. Khi thời kỳ loạn lạc hoàn toàn bắt đầu, trật tự sẽ tan rã và sinh mạng con người như cỏ rác. Hiện tại chỉ có một phường chết đói, việc buôn bán người chỉ coi như là trò nhỏ. Khi đó, nhân gian này không còn là trần gian, mà là địa ngục nguyên ca nhi chàng nghĩ họ không trở về được sao diêm nương từ nhỏ giọng nói tiền nhị thì không nói nhưng trong phường còn nhiều người tốt bọn họ cứ chết đi như vậy sao tâm trạng của lý nguyên trở nên nặng nề hắn suy nghĩ khi mọi chuyện yên ổn tiết kiệm thêm chút bạc chuyển tới sống ở bên bờ ngân khê không biết liệu có tốt hơn không hoặc là trốn vào núi ẩn nấp trong núi sau đó mở một trốn đào nguyên để tránh loạn thế lý nguyên ôm chặt bà nương nhà mình an ủi sống hay chết không phải chúng ta quyết định được chỉ có thể nhìn vào số phận diêm nương tử dưng dưng khóc lên nghẹn ngào nói thật may chàng không đi thật may chàng không đi chàng ở trong núi nhớ phải giữ gìn sức khỏe đêm không kịp về thì đừng cố chạy về lý nguyên nói diêm tỷ những gì nàng nói ta đều hiểu cả lương thực trong nhà chúng ta tỷ phải giấu kỹ mỗi lần chỉ lấy ra một ít đừng để ai phát hiện ra nhà chúng ta có nhiều như vậy ngoài ra nếu thấy có nhà nào không sống nổi cũng đừng tự tặng lòng tốt mà cho họ thật nhiều lương thực như vậy là gây họa. Diêm nương tử nhắm mắt, gò má đặt lên ngực hắn. Thì thầm nói một câu, bà nương của chàng không có ngốc đâu. Dạng sáng, trời còn chưa kịp sáng. Lý Nguyên đã tỉnh dậy xuống giường, mang theo gói đồ đã sắp xếp, nhẹ nhàng đẩy cửa sau, biến mất trong sương mù trước bình minh như một quỷ mị. Có nhà không thể ở, cần phải trốn vào núi, điều này khiến hắn cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Trở lại núi, hắn nhanh chóng đi vào ngọn núi thứ hai và tìm một hang động gần suối nước để ở lại lâu dài. Không mất nhiều thời gian, trời đã sáng. Ánh nắng vàng óng chiếu lên đồi núi. Hắn cầm quần áo cũ và xà phòng, đi đến bên bờ suối để giặt quần áo. Khi nhìn thấy một vài chữ số không, một trên đầu cá hiện ra ở dưới đáy suối, hắn trực tiếp ném một mũi tên xuống, rồi kéo lên, một con cá đã trong tay. Khi đã giặt sạch quần áo, hắn ném chúng lên bề mặt núi đá bên ngoài hang động chải phẳng ra và để tự nhiên khô cũng mất một ngày sau đó hắn dùng củi nhặt được dọc đường để đốt thành một đám lửa nhỏ tại lối vào hang động và dùng lửa đó để nướng cá sau khi ăn cá xong hắn tựa vào tường đá nhìn xa xăm sau một lúc ngẩn ngơ hắn bắt đầu cảm thấy buồn chán thay đổi trang phục để vào trong huyện đi dạo quên đi thôi nếu bị phát hiện hắn sẽ mất mạng ngay lập tức nhưng vẫn phải tìm việc làm chứ hay là tiếp tục đi sâu vào núi quan sát nếu có thể tìm được một địa điểm tốt trong núi vậy cũng có thể đưa diêm tỷ đến đây xây dựng một thế ngoại đào nguyên cũng không phải là không được có khi lại chịu đựng khó khăn được mà sống qua thời kỳ loạn lạc người sống trong thế ngoại đào nguyên nói họ bảo tổ tiên trốn loạn đời tần dắt vợ con và người trong ấp lại chỗ hiểm trở xa xôi này đây rõ ràng là trực tiếp tránh đi cả thời kỳ loạn lạc tại sao hắn lại không làm được chứ công pháp hiển nhiên là đáng hâm mộ nhưng nếu phải đánh đổi tính mạng hoặc đối mặt với nguy hiểm lớn để đạt được thì cũng thả từ bỏ chỉ cần sống đủ lâu sẽ luôn có cơ hội, hơn nữa nếu có thể sống trong núi đủ lâu, điểm của hắn chắc chắn sẽ rất nhiều, lúc đó lại ra khỏi núi, chỉ cần học một kỹ năng hoặc công pháp nào đó thì hắn có thể tăng tới điểm tối đa, không cần phải hàng ngày sống trong lo lắng và đề phòng ngoài kia, không phải sao. Trong một khoảnh khắc, trái tim của Lý Nguyên đập thình thịch. Được, được, được. Hắn đầy động lực mà nhảy lên từ mặt đất, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tỏa sáng, hôm nay ta sẽ khám phá sâu hơn cái tiểu mặc sơn này vậy là lý nguyên cõng cung lên lưng cầm đao bổ hướng về bắc mà đi hắn quen thuộc với khu vực này nhưng phạm vi quen thuộc cũng chỉ kéo dài đến sơn ải trước mặt hôm nay hắn quyết định vượt qua sơn ải đó và xem thử ngọn núi thứ ba đằng sau ngọn núi thứ hai có gì vào buổi chiều hắn nghiêng ngã mà leo theo hướng bắc nhanh chóng vượt qua sơn ải sau sơn ải là một mảnh rừng sâu núi thẳm màu sắc chủ yếu là màu vàng nâu ngờ tới là thời gian giao thì xuân hạ nhưng cũng không giống chỗ chết tiệt này ngay cả đường cũng không có, chắc ngày thường cũng chẳng có ai đến đây. Lý Nguyên nắm chặt đao bổ củi, chặt bỏ những dây leo khô cứng treo lủng lẳng và những cành cây dại mọc hoang. Nhìn về phía trước, không thấy điểm gì đặc biệt, mọi nơi đều giống nhau. Nhìn xung quanh, hắn thường thấy xuất hiện các chữ số không đến một hoặc một, hai. Tần suất xuất hiện của các con số này cao hơn rất nhiều so với ngọn núi thứ hai. Được, như vậy thì không còn lo việc không có thịt ăn nữa. Khi đó trồng thêm một ít rau thì sẽ tốt hơn nhưng nơi này vẫn còn quá gần với bên ngoài, ta phải thăm dò vào sâu hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua và tới trạng vạng tối. Lý Nguyên khảo sát xung quanh và quyết định quay về. Cả buổi chiều, hắn chỉ đi và đi. Vì có kỹ năng truy tung cấp tông sư và có thể nhìn thấy các chỉ số, về cơ bản miễn là hắn không chọc tới những con thú hung mãnh, chúng nó cũng không tấn công hắn. Trời chiều, hoàng hôn như máu. Gió trong núi mang theo sự âm u lạnh lẽo. Xót xa mà bùi ngùi, giống lưỡi đào cạo xương lý nguyên chạy nhanh về với tốc độ cao trời đã tối nhưng trăng sáng đã lên đại địa vẫn sáng trưng lý nguyên trở về hang động châm lửa sau đó vội vàng chạy đến bờ suối nhai răng trợn mắt mà nhảy xuống nước đá để tắm rửa đồng thời bắt được mấy con cá một lát sau hắn mặc quần áo đã phơi khô trong ngày ngồi sổm trên một cục đá lớn vừa nướng cá vừa nhớ lại địa hình đã thăm dò được trong ngọn núi thứ ba hiện tại vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp có lẽ ngày mai ta nên xuất phát sớm hơn gia tăng tốc độ di chuyển cũng sẽ đi đến nơi xa hơn. Trong lúc suy nghĩ, Lý Nguyên bỗng cảm thấy một luồng ác phong thổi đến. Hắn phản ứng cực nhanh, giơ tay trái chộp lấy cung đất, tay phải thả cá đã nướng xuống, rút một mũi tên, dương cung, cài tên, dây trên cùng càng chặt. Ngọn lửa chiếu lên đầu mũi tên rồi phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào phía xa, đầy cảnh giác. Vào lúc này, một chỉ số 5, 8 từ xa đến gần, trong bóng tối hiện lên hình ảnh của một lão hổ điếu tình bạch ngạch. Hổ đang chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng khi đến gần đống lửa thì đột nhiên dừng lại sau đó từ từ lùi lại và nằm sấp xuống không cử động ban đầu lý nguyên định bắn tên nhưng không biết tại sao lại chờ đợi chân hất miếng cá đã nướng lên rồi đá ra chỗ xa miếng cá bay xa rơi ngoài đống lửa nhưng con hổ nằm trên đất không cử động lý nguyên hơi hạ cung và thu liễm khí tức lão hổ đột nhiên đứng dậy sau đó đi vài bước về phía trước cắn miếng cá trong miệng và nhanh chóng quay đầu chạy đi trực giác của động vật rất nhạy bén Đặc biệt là mãnh hổ đã sống lâu trong rừng núi này càng nhạy bén hơn. Có lẽ nó cảm nhận được sự mạnh mẽ từ Lý Nguyên cho nên không tấn công. Mỗi lần đến, Lý Nguyên luôn ném cho nó một ít thức ăn, thức ăn này ngon hơn những gì nó săn được, vì vậy nó thường đến. Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, mãnh hổ điếu tình bạch ngạch kia đang bước lại gần. Trong bóng tối giữa những cây rừng cao lớn và trên mặt cỏ cao hai phân từ từ hiện ra bóng dáng nguy hiểm. Mãnh hổ lộ thân hình, nhưng lần này nó không nằm xuống, mà dự định tiến gần hơn tới Lý Nguyên nhưng khi nó chỉ đi được hai bước lý nguyên đột ngột nhảy lên giống như ngọn lửa được thêm dầu mỡ một tiếng bịch hai chân đặt vững vàng trên mặt đất hắn cầm trường cung khuôn mặt dữ tợn phát ra khí tức hung dữ đáng sợ hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào mãnh hổ hơi thở này không có gì mơ hồ một là sức mạnh hai là sát sinh khi sát sinh nhiều trong mắt sẽ tự nhiên mang vẻ coi thường sinh mệnh cho rằng sống chết chỉ là một chuyện một đau cảm thấy xác thịt chỉ là thức ăn sau khi xuyên không lý nguyên chưa sát sinh nhiều nhưng trước khi xuyên không hắn là một tay đồ tể hàng ngày xử lý không ít lợn con hổ cảm nhận được sự đe dọa đột ngột này cơ thể như đứng bất động mà xù lông từ trong cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ nhẹ nhẹ lý nguyên không chịu thua hùng hổ dọa người tiến bước mãnh hổ làm bộ muốn lao tới như lý nguyên đã kéo cung dây cung căng chặt phát ra tiếng rít rít cùng lúc đó phát tán khí tức nguy hiểm mãnh hổ ngừng bước rồi lại thoáng rằng co mấy giây cuối cùng bất ngờ nằm xuống rồi từ từ lùi lại sau ranh giới giữa một người và một hổ lúc bấy giờ lý nguyên từ từ buông cung thở dài và quay trở lại bên đống lửa tiếp tục nướng thịt hắn nhìn qua chỉ số 5 đến 8 bên cạnh mãnh hổ rồi nhìn qua 9 đến 10 bên cạnh mình hắn cầm đao bổ củi giá trị trở thành 10 đến 11 hắn cầm cung đất giá trị lại trở thành 24 25 bất kể chữ số nào cũng mạnh hơn mãnh hổ đó là lý do tại sao hắn tự tin và tỏ ra tàn nhẫn như vậy nếu không hắn đã chạy trốn từ lâu cảm giác này thực sự kỳ diệu giống như động vật trong sở thú lạc đường ngoài tự nhiên và gặp mãnh hổ nó vốn là nên sợ hãi run rẩy nhưng nó lại mạnh hơn mãnh hổ mà mãnh hổ bị nó làm sợ nên không dám lại gần lúc này việc hắn đang cố gắng làm là thuần hổ trước khi xuyên không việc này chắc chắn không đáng tin nhưng trong thế giới này thì chưa chắc lý nguyên vẫn nhớ như in mấy người tiền tam hùng ca trương nỗ lực trương ma tử dắt chó thực lực tổng hợp sẽ tăng lên điều này cho thấy trong thế giới này hung thú cũng có thể trở thành một phần của thực lực dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm mà mãnh hổ này lại không thể gây thương tổn cho hắn vậy thì hắn có thời gian từ từ chơi với mãnh hổ trong ký ức của nguyên chủ mặc dù không có cách thuần hổ nhưng lại có cách thuần chó nói đơn giản một là khiến chó nhạy cảm với một số mùi chẳng hạn như thỏ rừng gà rừng hưu năm v khi biết mùi rồi chó vào rừng sẽ tìm dấu vết của những con mùi này hai làm cho chó biết những việc gì sẽ có chỗ tốt những việc gì sẽ mang lại hậu quả xấu như vậy chó sẽ nghe lời ngươi thậm chí ngươi có thể điều khiển chó bằng một số động tác cụ thể cách làm cho chó nhạy cảm với một số mùi thực sự rất đơn giản đó là cho chó ăn thịt thịt thỏ rừng thịt gà rừng thịt hươu sau khi chó ăn qua những loại thịt này rồi nó sẽ thấy ngon lúc vào rừng nó sẽ ngửi được loại mùi này và tự động theo dấu thậm chí là tấn công nhưng điều này chắc chắn không áp dụng được cho mãnh hổ mãnh hổ trong núi này cái gì chưa từng ăn qua dù cho là người có khi cũng đã từng ăn rồi thấy con mùi liền bắt còn cần truy tung cái gì nữa. Vì vậy, ý đồ của Lý Nguyên là huấn luyện mãnh hổ theo cách thứ hai. Về thành công hay không, hắn không hy vọng nhiều, chủ yếu là tìm chút việc làm để cuộc sống ban ngày này không trở nên dài dằng dặc và nhàm chán. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, một con gà rừng và một con thỏ rừng đã nướng chín. Lý Nguyên lấy ra một gói giấy nhỏ đựng muối từ trong ngực, rắc lên hai phần thịt nướng, ngửi một hơi, hơi hơi tanh, nhưng mùi thơm không thể chối từ. Cách đó không xa, mãnh hổ nằm trên mặt đất thi thoảng liếc nhìn về phía này khi lý nguyên nhặt lên con thỏ nướng mãnh hổ đột nhiên đứng dậy mưu đồ vượt giới để cướp thức ăn mà nó vừa động lý nguyên lập tức đứng lên tay trái cầm cung nhìn mãnh hổ khí thế hung dữ lan tràn mãnh hổ phát ra tiếng gầm trầm thấp lý nguyên bất vi sở động hai bên đối đầu một lúc mãnh hổ lại nằm xuống sau một vài lần như vậy dù lý nguyên đã bắt đầu ăn thỏ nướng mãnh hổ chỉ liếm mỏi mồm nhưng không dám vượt giới vào lúc này lý nguyên ném hai miếng thịt thỏ nướng ra xa mãnh hổ vồ lấy miếng thịt thỏ như tia chớp và bắt đầu ăn sau khi ăn xong mãnh hổ tiếp tục nhìn chằm chằm vào miếng gà rừng nướng trong tay lý nguyên nhưng lý nguyên lại ăn hết miếng gà rừng trước mặt nó lúc này mãnh hổ lại muốn vượt giới nhưng chỉ cần nó có chuyển động lý nguyên lập tức dương cung cải tên mỗi khi tiếng kéo cung cành kẹt vang lên mãnh hổ lập tức dừng lại sau vài lần như vậy dường như mãnh hổ quyết định thử lại nó đi một vòng muốn thay đổi góc độ và lúc này cung đất trong tay lý nguyên phát ra tiếng nổ lớn oanh trong tiếng rít sắc bén của không khí một tia sáng lạnh lóe lên tại chỗ đích của mũi tên thân cây yếu ớt như bùn vừa chạm liền thủng oanh mũi tên đâm vào thân cây mãnh hổ đột nhiên dừng lại liếc nhìn mũi tên trên cây quay đầu chạy mất trong nháy mắt đã qua sáu ngày trong thời gian đó lý nguyên đã xin hai ngày nghỉ và đi sâu vào ngọn núi thứ ba của tiểu mạc sơn phạm vi tìm tòi của hắn cũng đã từ nửa ngày đi bộ trở thành một ngày rưỡi đi bộ mặc dù hắn đi chậm để tránh lạc đường nhưng phạm vi khám phá đã được mở rộng nhiều hơn lần thăm dò này khiến hắn không thể nhịn được mà cảm khái người a nên ra ngoài nhiều một chút không đi làm sao biết phương xa kia thật sự là vô vị đây sau lần phiêu lưu trong rừng sâu núi thảm này lý nguyên bỗng cảm thấy ẩn cư quá vô vị trong một nơi không có đèn không có điện không có điện thoại và internet ăn bữa nay nghĩ bữa mai thậm chí phải dùng lá để làm giấy vệ sinh ở trong núi hoang vu như thế thì có gì làm không lẽ tạo ra con người mỗi ngày sao? Trong núi có gì vui, tùng hoa ủ rượu, sân thủy cất trà, nhưng đó cũng phải mua men rượu và lá trà, còn phải ăn cơm nữa. Ngoài ra, núi rừng đầy dã thú và độc trùng, Diêm Tỷ chắc chắn không đủ khả năng chống đỡ. Nếu hắn ra ngoài tìm tòi, không thể coi Diêm Tỷ là một món trang sức nhỏ treo trên người được. Trong đào hoa nguyên ký có nói, họ bảo tổ tiên trốn loạn đời tần, dắt vợ con và người trong ấp lại chỗ hiểm trở xa xôi này rồi không trở ra nữa, từ đó cách biệt hẳn với người ngoài đây không chỉ đồng hành với thê tử còn cả ấp người cũng chính là những người trong huyện cùng vào núi nó tương tự như di cư cả huyện nhỏ vào núi vậy chắc chắn là không tệ nhưng để rời đi toàn thể như vậy ít nhất cần đáp ứng hai điều kiện một hắn phải có uy tín lớn và có quyền lực lớn trong huyện này hai hầu hết mọi người trong huyện đều có cùng suy nghĩ và sẵn lòng tị thế nhưng cả hai điều kiện này hắn đều không được lý nguyên lặng lẽ thở dài ý tưởng tốt hiện thực lại tàn khốc Ý tưởng ẩn cư của hắn tạm thời mờ nhạt. Tuy nhiên, hắn quyết định tiếp tục khảo sát Tiểu Mặc Sơn. Quen thuộc với địa hình chính là để tìm đường lui. Lỡ như bọn Hồng Liên tặc đánh vào huyện, hắn còn có chỗ để trốn cùng với Diêm tỷ. Ngoài ra, nếu hắn có thể nhìn thấy Tiểu Mặc Sơn thông với thôn trấn huyện phủ gì, hắn có thể sắp xếp các kế hoạch tiếp theo. Nếu đó là một nơi ổn định, hắn và Diêm tỷ chuyển tới bằng thân phận lưu dân. Tuy nhiên, nếu huyện Sơn Bảo ổn định lại, hắn vẫn sẵn sàng quay trở lại. Khi đó hắn sẽ tự trọng thương bản thân mình tắm bùn vài lần và chờ đói ba ngày ba đêm sau đó nói là lạc đường trong núi hôm nay mới thoát chết trở về sau đó hắn sẽ dưỡng thương tiết kiệm tiền tìm cách móc nối quan hệ với người khác chuyển đến khu vực gần ngân khê nơi có chị an tốt sau đó tập trung vào đi săn kiếm tiền đồng thời xem liệu có thể có được công pháp mới hay không lúc này lý nguyên đang ôm chặt diêm nương tử sau khi vui vẻ với nhau tiểu phu thê đều có chút lo lắng lý nguyên nói kế hoạch này với diêm ngọc diêm ngọc cũng không biết nói gì sau một lúc cô nói với vẻ buồn bã nguyên ca nhi chàng nói tới đường lui thật ra ta có một tin tức mới hơi ngừng một chút diêm ngọc nói hình như quan binh đã đánh bại bọn hồng liên tặc nhanh vậy lý nguyên ngạc nhiên sau đó hỏi thông tin này nàng biết từ đâu huyện binh nhổ trại có huyện bình ban đầu và cả nhóm binh sĩ mới thu sự việc lớn như vậy đã lan rộng trong huyện từ lâu rồi vương thẩm vốn nghĩ nam nhân mình không cần tham gia chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn phải đi ta còn khuyên nàng ấy, đây là thừa thắng xông lên, không có chuyện gì đâu. Nhưng kết quả, ai biết được. Chuyện thắng hay không, cũng không phải chúng ta quyết định, nhưng nếu vương thúc chết, vương thẩm sẽ sụp đổ. Ba ngày Diêm Ngọc bị vương thẩm ảnh hưởng, vì vậy cô trở nên hơi buồn. Nguyên ca nhi, rõ ràng là chiến thắng, chàng nói tại sao huyện lệnh vẫn muốn xuất binh. Chính là thắng mới phải xuất binh, Lý Nguyên nói, chia công lao ngược lại không quan trọng. Nhưng nếu bị vạch trần tội hời hợt diệt tặc thì chức quan của huyện lệnh có thể sẽ mất đi nếu lại bị tố là cấu kết cường đạo thì cái đầu của huyện lệnh cũng có thể rơi mất bừa bãi tới vậy luôn sao diêm ngọc ngẩn ngơ lý nguyên cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào nhưng hắn nghĩ về những lịch sử của kiếp trước núi cao hoàng đế ở xa ai biết được tình hình như thế nào và dẫu sao cũng phải giết vài tên cầu quan để xoa dịu sự oán giận của dân chúng chứ à diêm ngọc mắt xoay tròn tròn vậy chẳng phải cũng giống như mấy nữ nhân tranh cãi và lục đục trong phường chúng ta sao khác biệt rất lớn các nàng tranh cãi không thể chết người ở đây, rất nhiều người sẽ chết, Lý Nguyên thuận miệng đáp. Ai Diêm Ngọc nhẹ nhàng trả lời, cô đột nhiên cảm thấy nam nhân mình rất tài giỏi, thậm chí cả việc này hắn cũng hiểu. Cô suy nghĩ về chuyện giữa các quan viên, trong ánh mắt cô lóe lên một chút ý nghĩ sâu xa, những việc cao cao tại thượng bỗng nhiên trở nên tầm thường. A, à, đúng rồi, Hồng Liên Tặc đã thất bại, vậy chàng sẽ chuẩn bị quay về rồi, Diêm Nương Tử nói tiếp. Lý Nguyên nói, còn phải xem thêm. Cho chuyện chút nữa, Lý Nguyên ngó ra sắc trời bên ngoài đen như mực nhưng trăng sáng đã lịch vị rất nhiều. Ta phải đi rồi. Đi đường cẩn thận nha. Trước bình minh, Lý Nguyên lại trở lại núi. Buổi trưa, con hổ kia lại đến ăn ké. Sau khoảng thời gian được huấn luyện này, nó đã hiểu rõ quy tắc. Dù là khi Lý Nguyên đang ăn, nó cũng không vượt quá ranh giới, chỉ nằm sấp trên mặt đất và liếm lưỡi. Đợi khi Lý Nguyên ném thức ăn, nó lao tới như chớp, rồi chạy ra xa để ăn. Ngày hôm nay, thức ăn là cả một con hươu. Lý Nguyên nướng rất lâu, cho đến khi mặt da trở nên vàng óng, mùi thịt lan tỏa, hắn mới bắt đầu chia thịt. Một nửa để mình ăn, một nửa ném xa cho con hổ đó. Con hổ như thường lệ, lao ra như cơn gió xoáy, cắn vào nửa con hươu. Nhưng điều bất ngờ là hôm nay nó không chạy xa, mà trực tiếp nằm ăn ở bên kia ranh giới. Rõ ràng, trong suy nghĩ của nó, Lý Nguyên sẽ không dành thức ăn hoặc tấn công nó. Lý Nguyên sửng sốt, rồi trong lòng hắn sản sinh một cảm giác thành tựu khó tả mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ít ra cũng có thể coi là đạt được một thành tựu nhỏ. Hắn cùng con hổ ăn thịt hươu, mặc dù duy trì khoảng cách nhưng sự thù địch ban đầu đã giảm đi không ít. Trong khi Lý Nguyên đang ăn, hắn bỗng nháy mắt. Trên thanh kỹ năng trên bảng trước mắt chợt hiện ra một dòng chữ. Kỹ năng, tuần thú sơ cấp, 1 trên 10. Lý Nguyên không thể tin được, nhìn lại vài lần mới khẳng định rằng nó là thật. CMN, CMNA. Một kỹ năng mới thế mà chó ngáp phải rồi luyện được kỹ năng mới đây là đích thực mồ hôi và công sức những ngày vất vả của hắn không phải là vô ích thiên đạo thù cần thậm chí cả ông trời cũng công nhận hắn lý nguyên nhìn vào 95 điểm còn dư tốt 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 vậy thì rèn sắt khi còn nóng thêm một đợt lớn thêm điểm hắn nhấn mạnh 10 lần vào dấu sau tuần thú sơ cấp 1 trên 10. những ký ức về ngày đêm làm việc vất vả tràn lên trong tâm trí từ lúc sinh ra hắn đã thích động vật hắn coi chúng như những người bạn để có thể giao tiếp tốt hơn với những người bạn đó hắn bắt đầu quan sát chúng hắn muốn những người bạn động vật này có thể hiểu được chỉ dẫn của mình và sẵn lòng tuân theo vì vậy hắn bắt đầu luyện tập và thực chiến một cách đều đặn cuối cùng hắn thành công hắn có thể hiểu được những suy nghĩ trong tâm trí của động vật thông qua những động tác tinh tế của chúng từ đó dễ hàng hơn làm cho những người bạn động vật lắng nghe chỉ dẫn của hắn lý nguyên liếc nhìn vào tuần thú trung cấp một phần hai mươi và sau đó nhìn vào thực lực tổng hợp không có thay đổi rõ ràng đây cũng là thực lực mềm Hắn tiếp tục nhấn mạnh thêm 20 lần, ký ức mới lại tràn lên. Duy trì tập luyện lâu dài đã giúp hắn phát triển một khả năng đặc biệt, hắn không chỉ có thể hiểu những suy nghĩ của những người bạn động vật thông qua những cử chỉ tinh tế, mà còn có thể một phần hiểu được ngôn ngữ mà chúng phát ra. Không chỉ vậy, hắn cũng có thể phát ra những âm thanh tương tự để động vật nghe rõ ý định của mình, từ đó tạo ra một cách giao tiếp cơ bản và đơn giản. Lý Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận những kiến thức mới xuất hiện trong đầu, những kiến thức mà hắn đã đạt được sau những buổi dày công luyện tập hắn nhìn lão hổ và kêu lên ngao ngon không lão hổ bỗng nhìn lên nhìn chằm chằm vào lý nguyên một lúc rồi đột nhiên ngậm nửa con hươu đã nướng và chạy đi lý nguyên gọi giống dừng lại lão hổ tăng tốc chạy xa lý nguyên cảm thấy hơi khó vậy thì tiếp tục thêm điểm lý nguyên liếc nhìn vào thuần thú cao cấp một phần bốn mươi và số sáu mươi điểm còn lại tiếp tục nhấn liên tục dấu cộng trong một chớp mắt bốn mươi điểm đã thêm số điểm còn lại trở thành hai mươi điểm kỹ năng từ thuần thú cao cấp 1 phần 40 đã chuyển thành thuần thú cấp chuyên gia 1 trên 80. Những ký ức mới tiếp tục hiện lên trong tâm trí của hắn. Những ký ức này khiến hắn cảm thấy như chính hắn trải qua, chỉ là bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, những giọt nước mắt và mồ hôi đã được đền đáp. Luyện tập lâu dài đã khiến hắn nhận ra chỉ luyện tập thôi là không đủ, hắn cần thực sự chiến đấu, cần nhiều thử thách hơn. Vì vậy, hắn chuyển ánh mắt từ những dã thú thông thường tới mãnh thú nguy hiểm. Hắn bắt đầu dám thử thuần phục những con thú ăn thịt đầy hoang dã đó hắn biết bắt đầu thuần phục từ khi chúng còn bé sẽ khiến chúng dễ dàng tuân theo chỉ thị của hắn nhưng đó không phải là thuần thú trong tưởng tượng của hắn mục tiêu của hắn là những con dã thú đã sống lâu trong rừng rậm sau nhiều lần đấu tranh đầy máu me và cận kề sinh tử hắn vẫn thất bại việc thuần phục những hung thú ăn thịt là vô cùng khó khăn hắn cực kỳ đau khổ hắn đóng cửa suy ngẫm cuối cùng đốn ngộ và thay đổi trên người hắn sản sinh ra lực hấp dẫn kỳ lạ với dã thú thậm chí cả chó dại cũng không nỡ cắn hắn cả mãnh hổ và báo đốm trong rừng cũng không coi hắn là con mồi thậm chí cả cá sấu tắm nắng trên bờ cũng không nỡ kéo hắn xuống nước lý nguyên cảm nhận tình trạng của bản thân mặc dù có nhiều ký ức về huấn luyện nhưng hắn vẫn phải thử xem vì vậy hắn rời khỏi nơi trú ngụ và khởi hành đi tìm mãnh hổ đã chạy trốn kia với khả năng truy tung cấp tông sư của mình lý nguyên không mất nhiều thời gian đã tìm thấy mãnh hổ đang phủ phục sau tảng đá lớn và ăn một con hươu nướng hắn cõng thổ cung tay phải cầm đao bổ củi sau đó duy trì một khoảng cách nhất định rồi từ từ đi ra từ sau tảng đá khổng lồ mãnh hổ liếc nhìn hắn một cái không có sự uy hiếp cũng không có ý định xua đuổi lý nguyên biết như vậy thực ra là một sự tán thành cảm giác lãnh địa của mãnh thú là rất mạnh mẽ hành động tiến gần của hắn đã xem như là xâm phạm nhưng mãnh hổ không đuổi hắn đi điều đó có nghĩa là nó đã chấp nhận hắn lý nguyên thử gọi ngao ô ngon không mãnh hổ vuốt mặt bằng móng vuốt rồi thấp giọng trả lời giống đừng lại gần lý nguyên hô giống ta không qua mãnh hổ cúi đầu tiếp tục ăn lý nguyên hét lên giống ta vẫn còn mãnh hổ đột nhiên ngẩng đầu đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn lý nguyên nói giống giống không lại đây không cho ăn mãnh hổ gầm giận dữ đứng lên giống ta muốn ăn nhìn thấy lý nguyên không chuyển động mãnh hổ tiếp tục gầm lên giống cắn ngươi giống giống cắn chết ngươi chân hổ nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất lưng hổ nhấp nhô có cảm giác như được đà lấn tới ngươi yếu hắn liền mạnh lý nguyên cười lạnh một tiếng hoàn toàn không sợ hãi tay trái lập tức cầm cung kéo dây cung phát ra âm thanh canh két đồng thời toàn thân hắn thay đổi khí thế đôi mắt lạnh lùng và đầy hung ác nhìn chằm chằm vào mãnh hổ tiếng gầm của mãnh hổ dần dần yếu đi đột nhiên không còn tiếng động nào cảm giác muốn nhào tới cũng biến mất lý nguyên không tha mà hô giống giống nghe lời ta ta cho ăn mãnh hổ gầm giống không nghe Lý Nguyên đe dọa với giọng hung ác hơn, giống, không nghe, không có ăn. Mãnh hổ im lặng một lúc, ô, đánh không lại được người. Ô, nghe lời người. Giống, cho ta ăn. Một người và một hổ thực sự đang giao tiếp. Có lẽ do sức hấp dẫn kỳ lạ trên cơ thể Lý Nguyên, cộng với sức mạnh hung hãn của hắn và thời gian tiếp xúc giữa hai bên, tất cả những điều này kết hợp lại đã tạo ra kết quả ngoài dự đoán. Lúc chạng vạng tối, ta dương như máu, nhuộm đỏ tiểu mặc sơn trong mùa đông thiếu niên và mãnh hổ đi cùng nhau. Gió rét thổi qua cỏ dài, thổi lên ria mép và lông trắng của mãnh hổ. Ánh mắt của Lý Nguyên đảo đảo, hắn bắt gặp một chữ số 3, 6. Hắn đột nhiên dừng lại. Lão hổ không cần hắn nhắc nhở, nó cũng ngửi thấy mùi của con mồi. Tuy nhiên, con mồi này nó khó mà bắt được. Ở xa, tiếng ịt 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 vang lên, đó là một con lợn rừng được có răng nanh. Cặp nanh đó giống như những thanh đao được rút ra khỏi vỏ, mang lại cảm giác nguy hiểm mạnh liệt. Thực lực tổng hợp của lợn rừng bình thường chỉ là 3 đến 4, con này lại là 3 đến 6, cho thấy nó hung hãn cỡ nào. Tuy nhiên, con lợn rừng đực này chưa nhận ra sự tiếp cận của hai thợ săn, nó vẫn đang gặm nhấm loại quả không tên trong vùng núi. Lý Nguyên trực tiếp dương cung cải tên, ánh mắt tập trung vào lợn rừng. Tuy nhiên, con lợn rừng này đầy lông cứng, có thể sánh với chiến giáp của tướng quân, trong khi uy lực của thổ cung lại có hạn, trực tiếp bắn như vậy có thể không đủ nhất tiễn mất mạng. Lý Nguyên nhẹ nhàng đi tới vài bước, mãnh hổ đứng bên cạnh nhìn lý nguyên đi lại thỉnh thoảng liếc nhìn hướng con lợn rừng nhưng con lợn rừng hoàn toàn không bị kinh động lý nguyên không đi tới phía trước lợn rừng lợn rừng nhìn thấy người nó sẽ lao tới trực diện mặc dù hắn không sợ nhưng không cần thiết hắn đi vòng tới phía sau lợn rừng dương cung rồi nhẹ nhàng kéo căng dây cung lúc này lợn rừng đã phản ứng đột nhiên rừng ủi đất tuy nhiên đã quá muộn bành một tiếng nổ vang dội mũi tên gào thét xé rách không khí lao thẳng tới đích lợn rừng gào lên một tiếng và chạy trốn. Nhưng mũi tên của Lý Nguyên đã chui vào, chỉ còn một nửa mũi tên ở bên ngoài mông. Lợn rừng chạy vài bước, lảo đảo, sau mông nó chảy máu ảo ảo. Lý Nguyên nắm chặt đao bổ củi, chạy nhanh như tên bắn, vừa tới gần thì hắn lập tức đạp mạnh xuống đất, tung người nhảy cao, giơ tay chém xuống, nhắm thẳng vào cổ heo. Một chém xuống, lực lượng đó trực tiếp chặt cổ heo như xé vải. Đầu heo rơi xuống, cơ thể không đầu ngã sang một bên. Xoẹt, cùng lúc, máu lợn cùng phún, phun vào cả người lý nguyên lý nguyên cười ha hả nhìn người đầy máu heo làm hắn cảm thấy thân thuộc hắn đá lật lợn dừng lại cẩn thận mở bụng treo ruột và móc trái tim cho mãnh hổ ăn mãnh hổ ngậm lấy sau đó nằm gục xuống đất và ăn 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 mãnh hổ nhìn lên ruột treo trên cây phát ra âm thanh giống đem về lý nguyên nói giống trong đó có cứt mãnh hổ giống cứt là gì lý nguyên vùng đao chém đứt đôi đoạn ruột trong ruột lập tức rơi ra đống cứt vừa vàng vừa đen vừa mềm vừa cứng và còn thối um nữa. "Giống, chính là cái này." "Giống, không thể ăn sao?" Lý Nguyên thật không biết làm sao giải thích. "Giống, đừng ăn." "Giống, tại sao?" "Giống, không thể nói rõ." "Giống, vậy thì nhanh nghĩ xem." "Giống, tóm lại chớ ăn." Lão hổ cúi đầu xuống và tiếp tục ăn tim lợn. Còn Lý Nguyên thì đã cắt một vài miếng thịt. Hôm nay hắn muốn thể hiện sức mạnh cho sủng thú thấy và làm rõ khoảng cách giữa hai bên bây giờ đã săn đã giết xong cùng hành động chung giao tiếp cũng khá hòa hợp hắn liền cầm thịt đi về phải đi tắm rửa mãnh hổ nhìn một xác lợn rừng rên rỉ nhẹ giống thịt lý nguyên trả lời giống giống không thích ăn để cho người lão hổ lập tức mừng như điên con lợn rừng lớn như thế nếu nó muốn giết cũng phải tốn rất nhiều công sức hơn nữa còn có thể bị thương tức thì nó trực tiếp tới nằm cạnh xác lợn rừng và bắt đầu ăn nội tạng ngon lành lão hổ vừa ăn còn vừa nhìn tới chỗ lý nguyên Lý Nguyên đột nhiên kêu lên, tiểu hoàng. Lão hổ, giống, cái gì? Lý Nguyên, giống giống, là gọi người. Lão hổ như có điều suy nghĩ, tiếp tục ăn thịt. Lý Nguyên lại hô, tiểu hoàng. Lão hổ, giống, cái gì? Lý Nguyên hài lòng gật gật đầu. Vì thể hiện bản lĩnh trước mặt tiểu đệ, áo choàng da hưu của hắn đã nhuộm đỏ toàn bộ, còn y phục trong người ngược lại không dính nhiều máu. Khi sắc trời dần đen lại, Lý Nguyên đã tắm rửa sạch sẽ và giặt xong quần áo, sau đó người run run rẩy rẩy mà sửa ấm cạnh đống lửa đồng thời cũng nướng thịt hắn đang chờ chờ mặt trăng lên một đoạn là hắn liền về nhà khác mọi khi hôm nay hắn trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vui mừng vô cùng hắn thuần phục một lão hổ ăn thịt người việc này giống như nằm mơ vậy trong ký ức của hắn chỉ có chuyện dắt chó lên núi săn thú nhưng sau này hắn đã có thể cưỡi hổ đi săn khoảng thời gian xem như cực khổ nhưng cũng rất đặc sắc ngày mai Hắn muốn thử tiểu hoàng có cho hắn cưỡi hay không. Nếu chịu, hắn sẽ cưỡi tiểu hoàng đi thăm dò. Vì như thế thì hắn tìm tòi được phạm vi rộng lớn hơn. Đến tối, Lý Nguyên lặng lẽ về nhà, vui vẻ cùng Diêm Nương Tử, sau đó nằm trên giường thả lỏng, nói: "Diêm tỷ, càng biết không, hôm nay ta thuần phục được một con hổ, một con hổ ăn thịt người." Diêm Ngọc đưa tay chọc chán hắn, cười nói: "Bớt chém gió, lão hổ ăn thịt người ai mà thuần được." Lý Nguyên từng trải chuyện luyện võ, lúc này hắn cũng chỉ mỉm cười mà không nhiều lời, chỉ là dặn dò, đừng nói chuyện này cho người khác. Biết rồi biết rồi, Diêm Ngọc nói, nương tử của chàng, không có ngốc đâu. Hai người ôm nhau chốc lát, Lý Nguyên đảo mắt đồ dùng trong nhà rồi dò hỏi, có tin gì mới không? Diêm Ngọc nói, sao nhanh vậy được, huyện binh mới ra khỏi thành một ngày thôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho át một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.